Vì thế, từ nhỏ quan hệ giữa hai cha con đã không được tốt, căn bản không giống hai cha con, lúc trước giữa hai người cũng từng có cãi vã, thậm chí ta từng đã ra ngoài thuê nhà sống. Bùi Đông Lai không có mở miệng, chỉ lặng lặng ngồi nghe. Về sau, khi ta trưởng thành, cảm thấy được bên ngoài tuy rằng cha mình phong quang đó nhưng mà kỳ thật cũng không dễ dàng gì, vừa lo cừu gia trả thù vừa lo cảnh sát bắt. Bởi vì hiểu được điểm này cho nên ta đã không gây chuyện, không hề gây thêm phiền toái gì nữa, cho dù gặp chuyện gì khó khăn cũng tự mình giải quyết. Cho dù là chuyện bất bình, bị người khắc mắng, đánh ta cũng chôn ở trong lòng, không nói ra. Đông Phương Lãnh Vũ nói xong, thanh âm run rẩy lên. Khi đó, ta không nói cho người biết nhưng mà ba của ta cũng biết nhưng mà người không ra mặt giúp, mà vẫn giống như thường ngày vẫn làm việc của người. Ngày người chết cũng chính là ngày sinh nhật của ta, đêm trước sinh nhật, bởi vì người có một số chuyện quan trọng nên đã giải quyết, bất quá người lại nói với tiểu cô rằng sẽ cho ta một món quà sinh nhật. Nói tới đây, thân mình Đông Phương Lãnh Vũ hơi hơi run lên, đôi mắt đỏ hơn. Ngày đó, bởi vì là đi xa cho nên 11 giờ người mới trở về Đông Hải, vì không muốn thất hứa cho nên vừa xuống máy bay người đã kêu bảo tiêu lái xe nhanh, kết quả là xảy ra tai nạn. Nói xong, Đông Phương Lãnh Vũ quật cường cắn răng không cho nước mắt chảy xuống. Bùi Đông Lai vỗ vỗ bả vai của Đông Phương Lãnh Vũ, sau đó cầm lấy điếu xì gà trên tay của Đông Phương Lãnh Vũ, hút một hơi, suy nghĩ một chút rồi nói. Muốn nghe chuyện xưa của ca không? Tính đến trước mặt, Đông Phương Lãnh Vũ còn không biết thân phận thật sự của Bùi Đông Lai, cho tới nay, hắn đều hết sức tò mò, lúc này nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì hắn hơi tò mò. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, ta chưa biết mặt mũi của mẹ mình là như thế nào. Bùi Đông Lai cười một cách chua xót, nói. Bởi vì là ta sinh non, nghe nói lúc ấy mới hơn 3 tháng. Lúc ấy, bác sĩ có nói mẹ ta và ta, hai người chỉ có thể giữ một cho nên đề nghị nên bỏ đứa bé đi. Mà mẹ ta cũng biết nếu lần này không sinh được thì sai này sẽ không thể sinh nữa. Vì thế, nàng liền muốn sinh ta ra, sau đó nàng đã rời khỏi thế gian này. Bởi vì sinh non cho nên thể chất ta rất yếu, bác sĩ đã từng nói qua, có thể ta sẽ sống không qua mùa đông, hơn nữa nếu sống được thì sau này sẽ không giống với những đứa con nít bình thường, khi lớn lên sẽ gặp một số vấn đề. Giống như lời của bác sĩ nói, sau khi sinh được nửa năm, ta luôn được nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, có vài lần đưa đi cấp cứu. Sau đó, quả tử đưa ta vào Đông Bắc, vào núi sống. Bởi vì thể chất ta quá kém cho nên từ nhỏ đã là ấm thuốc, mỗi ngày đều phải dùng thuốc hơn nữa còn phải ngâm mình trong dược thủy, đồng thời dựa vào yêu cầu của quả tử, hằng ngày đều phải luyện dẫn thể thuật. Dường như Bùi Đông Lai đang lâm vào hồi ức, giọng nói bất chi bất giác nhỏ xuống. Sau đó, ta dần dần lớn lên, cơ thể cũng chuyển biến tốt hơn đồng thời ta cũng biết được một việc. Ta cùng qua tử ở một nơi gọi là núi Đại Hưng An, nơi ấy tuy rộng nhưng rất ít người. Ta thấy những hài tử khác đều có ba mẹ, ta liền hỏi qua tử rằng mẹ ta đâu. Qua tử nói cho ta biết, ba mẹ của ta đã chết hết, ta là được hắn nhặt. Bắt đầu từ đó, ta không còn nói đến chuyện ấy nữa, mà cơ thể của ta càng ngày trở nên tốt hơn cho nên ta đã vào núi săn thú. Hái thuốc, thẳng cho đến năm 12T, ở yêu cầu mãnh liệt của ta, cuối cùng ta và qua tử đã rời khỏi núi. Lúc ra khỏi núi, ta tự nhủ với lòng mình, tuy rằng qua tử không phải là cha ruột của ta nhưng mà ta sẽ liều mạng, phải học thật giỏi, vượt trội, cố gắng đợi sau khi tốt nghiệp, cố gắng kiếm được việc làm, mua phòng đẹp, cưới vợ cho qua tử. Bởi vì lời thề đó, cho nên từ nhỏ đến lớn ta đều đứng đầu. Nói tới đây Bùi Đông Lai khẽ thở dài. Về sau, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù mà thành tích của ta đi xuống, từ một thiên chi kiêu tử biến đối tượng thành nhạo báng, chịu đủ trào phúng, xem thường. Đoạn thời gian ấy là đoạn thời gian tối tăm nhất trong cuộc đời, vì không muốn qua tử lo lắng cho nên mỗi ngày trở về ta đều làm bộ không có việc gì. Mà lúc ấy dường như qua tử cũng không phát hiện được điều khác thường, cả ngày chỉ người ngây ngô. Bị người khác mắng là què thì người cũng chỉ cười. Qua tử là ai? Nghe đến đó, Đông Phương Lãnh Vũ nhịn không được mà hỏi. Là ba của ta. Bùi Đông Lai nhẹ giọng nói. Là người thân. Ngực Đông Phương Lãnh Vũ không khỏi đau xót. Điều này, cách đây 3 tháng ta mới biết. Điếu xì gà trong tay của Bùi Đông Lai đã hết nhưng mà dường như hắn không có nhận thấy, tiếp tục nói. Sau khi đến Đông Hải ta mới biết được, 20 năm trước người rất lợi hại.
ta còn biết, vào ngày ta sinh ra, người đã bị người ta cắt đi một chân. Nghe nói người cắt đi chân của người chính là ông ngoại của ta. Bùi Đông Lai nói tới đây, nhịn không được bật cười lên. Mà bây giờ, ta vẫn chưa thấy được ai gọi là anh hay chị của mình cả. Đông, Đông Lai ca, vì sao ông ngoại của ca lại cắt đứt chân của Qua Tử? Vẻ mặt Đông Phương Lãnh Vũ kinh ngạc, do dự một chút hỏi. Còn về phần, anh hay chị thì cũng quá đáng đi chứ. Tin tức cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Bùi Đông Lai khẽ lắc đầu, tự giễu cười. Nhưng có thể khẳng định là, vô luận là ba của ta là con rể, hay ta là cháu ngoại thì bọn họ tuyệt đối sẽ không nhận. Vẻ mặt Đông Phương Lãnh Vũ tức giận. Tiểu Vũ, kỳ thật chúng ta cũng không khổ lắm. Bùi Đông Lai nhịn cười không được, cười đỏ hai mắt. Bởi vì chú có tiểu cô mà ta thì lại có Qua Tử. Mặt trời còn chưa lên cao, một chiếc Camry đã chạy ra khỏi khu biệt thự Đàn Cung, bên cạnh có 5 chiếc Ben hộ tống. Trong chiếc Camry, Liễu Nguyệt mặc áo màu đen cúi người vuốt ve khuôn mặt tiểu Loli Đông Phương Uyển Nhi, tiểu Loli nằm trên đùi của Liễu Nguyệt mà ngủ. Bởi vì một đêm không ngủ nên đôi mắt của Đông Phương Lãnh Vũ có chút hồng. Bởi vì tối qua đã nói chuyện với Bùi Đông Lai nên hôm nay sắc mặt của Đông Phương Lãnh Vũ không còn vẻ khó chịu nữa. Bùi Đông Lai ngồi bên cạnh Đông Phương Lãnh Vũ, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, không biết là trong lòng đang nghĩ gì. Dựa theo ý của Liễu Nguyệt thì vì muốn tránh sự việc ngoài ý muốn nên không đi đường cao tốc mà đi quốc lộ, Bùi Đông Lai lại đề nghị đi đường cao tốc. Vô luận là đi đường cao tốc hay đường quốc lộ thì chắc chắn Dương Sách sẽ không bỏ qua cơ hội này. Biết được điểm này nên hắn đã ra lệnh cho thành viên Phong Diệp vào Giang Ninh trước, vốn định ám sát Dương Sách nhưng lại không có cách nào tìm được tung tích của Dương Sách, vì vậy đành phải từ bỏ, lấy bất biến ứng vạn biến. Trời tờ mờ sáng, 6 chiếc xe hơi chạy nhanh trên đường cao tốc, Bùi Đông Lai chủ động ngồi vào trong chiếc xe Ben thứ nhất, Liễu Nguyệt biết được suy nghĩ của Bùi Đông Lai cho nên không cự tuyệt. Hôm nay, vì muốn đảm bảo an toàn cho Liễu Nguyệt nên tất cả thành viên huyết sát đều đi theo Liễu Nguyệt. Đợi hai tên thành viên huyết sát ngồi vào chiếc Camry thì đoàn xe lại một lần nữa lăn bánh, rất nhanh cả đoàn xe đã đến trước một khu mộ nổi tiếng của Giang Ninh Phổ Giác Tự. Trong xe, Bùi Đông Lai lấy điện thoại ra, bấm số cho một thủ lĩnh của Phong Diệp có ngoại hiệu là Hồng Diệp. Bùi tiên sinh. Rất nhanh, từ trong điện thoại liền truyền ra giọng nói của Hồng Diệp, giọng nói vô cùng cung kính. Tình huống hiện tại như thế nào? Sắc mặt Bùi Đông Lai bình tĩnh hỏi. Dựa vào yêu cầu của ngài, tối qua người của chúng ta đã đến Phổ Giác Tự, cũng đã phái người điều tra xung quanh nơi này nhưng không phát hiện được người của Dương Sách. Đầu bên kia điện thoại, Hồng Diệp báo cáo. Hiện giờ, người của chúng ta đã ở nơi này, một khi người của Dương Sách xuất hiện trong bán kính 5 km thì người chúng ta sẽ phát hiện. Bên tai vang lên lời nói của Hồng Diệp, Bùi Đông Lai cũng trầm mặc lại. Lý trí nói cho hắn biết, lần này Dương Sách sẽ động thủ. Nhưng mà, nếu Dương Sách muốn động thủ thì nơi này chính là một nơi động thủ tốt nhất, nơi này là một nơi thích hợp để mai phục và chặn giết. Để mọi người mở rộng phạm vi tìm kiếm, tiếp tục kiểm tra lại cho kỹ, bảo đảm chắc chắn không có sơ hở. Ngắn ngủi trầm mặc đi qua, Bùi Đông Lai làm ra an bài. Vâng. Hồng Diệp lên tiếng, sau đó hỏi. Bùi tiên sinh, nếu phát hiện người của Dương Sách thì trực tiếp xử lý hay là giám thị? Trực tiếp xử lý. Bùi Đông Lai trầm giọng nói. Có tình huống nào thì báo lại cho ta. Vâng. Nghe được câu trả lời của Hồng Diệp, Bùi Đông Lai liền cúp máy. Cùng lúc đó, Tử Kim Sơn Trang ở Giang Ninh, trong một căn phòng xa hoa. Dương Sách mặc một bộ áo ngủ, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Két. Cửa phòng được mở ra, một gã đầu tóc húi cua, có thân hình khôi ngô tiến vào. Dương gia. Sau khi vào cửa, nam tử đứng nguyên tại cửa, cung kính chào hỏi Dương Sách. Vương Hùng, một lát nữa người hãy dẫn người đến Phổ Giác Tự, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được giao chiến với người của Phong Diệp. Dương Sách nghe vậy liền quay người lại, cả người tràn đầy sát khí nhìn vào nam tử, nói. Lần động thủ này giao cho lão Mao Tử. Vâng. Nam nhân tên là Vương Hùng gật đầu. Sau đó lại hội báo. Theo tin tức nhận được thì đám người Phong Diệp đã mở rộng phạm vi tìm kiếm. Hắc, tên khốn kiếp Bùi Đông Lai kia vừa mới tới Giang Ninh, không phát hiện ra ta thì liền đem người mai phục ở chỗ đó.
Dương Sách nói tới đây thì nhịn cười không được. Nhưng mà, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, các ngươi chỉ là khói mù, người ra tay chính là đám lão mao tử kia. Thân là thủ hạ dưới tay của Dương Sách thì Vương Hùng biết được chuyện hợp tác giữa Dương Sách cùng với Diệp gia đại thiếu, biết được Diệp thiếu sẽ khai đao đối với Bùi Đông Lai và Quý Hồng. Lúc này nghe được Dương Sách nói như thế thì Vương Hùng không khỏi bội phục thủ đoạn của Dương Sách. Dương Sách làm như vậy chẳng những có thể dẫn dắt được đám người Phong Diệp rời đi, để cho đám lính đánh thuê đến từ Serbia động thủ Bùi Đông Lai. Dù sao, lần động thủ này là do đám lính đánh thuê kia làm, cùng Dương Sách không có quan hệ nào. Vương Hùng, đám người kia có thực lực như thế nào? Dương Sách thấy Vương Hùng không trả lời thì mở miệng hỏi. Ta hao hết tâm tư mới có thể đưa bọn hắn vào quốc nội, không nên để bọn chúng làm hỏng việc. Xin Dương gia yên tâm, đám lính đánh thuê Serbia kia là đám lính thuê tinh nhuệ, chinh chiến hàng năm trên chiến trường, hơn nữa người trong đó đều xuất thân từ các bộ đội đặc chủng nổi tiếng như Alpha, Crew. Vương Hùng âm hiểm cười. Lấy thực lực bọn chúng, nếu đối phó với đám người huyết sát thì quá dễ dàng. Vậy là tốt rồi. Nghe Vương Hùng nói như thế thì Dương Sách yên lòng. Tốt lắm, người ra ngoài chuẩn bị đi, theo kế hoạch mà làm. Vâng, Dương gia. Vương Hùng lĩnh mệnh, cung kính rời phòng. 3. Sau khi Vương Hùng rời khỏi phòng, Dương Sách ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy hộp thuốc lá, lấy ra một điếu, châm lửa rồi hút. Bùi Đông Lai, tuy rằng mày đã đạt đến cảnh giới ám kính nhưng mà võ công cao tới đâu cũng phải sợ thái đao, huống hồ bây giờ là thời đại của súng ống. Khói vần quanh khuôn mặt Dương Sách, trên mặt Dương Sách hiện lên vẻ âm trầm, cười cười. Mày dám để tao quỳ cút ra khỏi Đông Hải, tao sẽ để mạng mày ở lại Giang Ninh. Nói xong, Dương Sách thở ra một ngụm khói. Còn về phần cha của mày, hừ, chỉ cần hắn dám báo thủ thì lão tử sẽ tìm đến đám lính đánh thuê kia. Nếu như cha mày dám ra mặt đối phó với đám lính thuê kia thì... Hừ, đến lúc ấy vị ở Tử Cấm Thành kia sẽ nắm được nhược điểm mà đối phó với cha của mày. Hắc hắc, 20 năm trước, phụ thân mày như mặt trời ban chưa còn bị vị kia cắt đứt một chân, hiện giờ, chỉ sợ cha của mày ngay cả ba chiêu cũng đỡ không nổi. Ha ha! Nói xong, Dương Sách nhịn không được mà cười phá lên. Lúc cười, trong đầu hắn không khỏi hiện lên gương mặt lãnh diễm cùng với thân thể mềm mại của Liễu Nguyệt, trong đôi mắt hiện lên vẻ dục vọng. Liễu Nguyệt, con đàn bà thúi, ta đã cho cô cơ hội nhưng cô không biết quý trọng, hừ. Vậy đừng trách ta không biết thương hương tiếc ngọc. Dương Sách chậm rãi bóp tắt tàn thuốc sau đó lấy di động, bấm số của Nạp Lan Minh Châu. Khách sạn Hitler, trong một gian phòng. Đã đến Giang Ninh được 7 ngày, Nạp Lan Minh Châu vẫn không như trước không có ngủ nướng mà nằm trên giường mà lúc này nàng đang bưng một ly rượu đỏ, không biết là đang nghĩ gì. Khuôn mặt hiện lên vẻ mỏi mệt nhưng lại hưng phấn. Reng, reng. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm Nạp Lan Minh Châu lấy lại tinh thần. Nàng không có lập tức nhắc mấy mà là ngẩng cổ, một hơi uống sạch ly rượu. Sau đó, nàng mới cầm điện thoại lên. Thấy người gọi là Dương Sách thì Nạp Lan Minh Châu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ thản nhiên. Nói, Nạp Lan tiểu thư, người của ta đã xuất động. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Dương Sách vô cùng tôn kính. Biết rồi, Nạp Lan Minh Châu nói. Bất kể như thế nào cũng phải để mạng hắn lại Giang Ninh này. Xin Nạp Lan tiểu thư yên tâm, cho dù hắn có cánh cũng không thoát khỏi Giang Ninh. Dương Sách thề son thề sắt, nhưng hắn không có nói cho Nạp Lan Minh Châu biết việc mình tìm lính đánh thuê. Có tin tức thì báo lại cho ta. Nạp Lan Minh Châu thản nhiên trả lời một câu, không đợi Dương Sách nói chuyện, liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, nàng liền vén chăn, đứng dậy, đi đến tới trước cửa sổ. Soạt, mở màn ra, ánh mặt trời xuyên qua ô kính thủy tinh, chiếu vào gian phòng. Đối mặt với ánh mặt trời, Nạp Lan Minh Châu hơi nhíu nhíu mắt lại. Bùi Đông Lai, ta thừa nhận ta đã từng xem thường ngươi, ta cũng đánh giá thấp phụ thân Bùi Vũ Phu của ngươi, điều ấy đã làm cho ta bị ngươi vũ nhục một lần, nhưng mà, như thế có sao đâu. Cuối cùng ngươi cũng thất bại bởi tay ta, ân. Ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới mục đích cuối cùng của trò chơi này là muốn một lưới bắt hết hai cha con người. Dương Sách chỉ là một con cờ thứ nhất, kế tiếp còn có con cờ thứ hai, thứ ba, ngươi cùng phụ thân ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ. Khanh khách! Nói xong, Nạp Lan Minh Châu ngửa đầu lên cười. Dưới ánh mặt trời,
nàng cười đến đắc ý. Dường như, nàng xem Bùi Đông Lai và Bùi Vũ Phu đã trở thành miếng thịt nằm trên thớt, có thể tùy ý sâu xé. Ngưu Thủ Sơn bắc giáp với Thúy Bình, nam giáp Tô Đường. Khắp núi chính là những dạng liễu, dạng tùng, u tính giống như tiên cảnh, cùng Thiên Hà Sơn được xưng là Xuân Ngưu Thủ, Thu Tê Hà. Nghĩa trang Phổ Giác tự nằm ở phía chân núi Ngưu Thủ Sơn. Bởi vì thời gian còn quá sớm, hơn nữa lại vào mùa thu cho nên cả Nghĩa Trang không một bóng người. Trên ngọn núi của Nghĩa Trang, thân là người dẫn đầu của Phong Diệp, Hồng Diệp cầm một kính viễn vọng quân sự quan sát khắp nơi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Bên cạnh hắn đã có bố trí mấy tay súng bắn tỉa, ngoài ra còn có ba gã thành viên Phong Diệp cầm súng tiểu liên. Ngoài ra, lấy Nghĩa Trang làm trung tâm thì bán kính xung quanh đã bố trí 40 người của Phong Diệp. Tổng cộng chia làm 3 tầng, bảo vệ Nghĩa Trang. Đại ca, cách chân núi khoảng 3 km xuất hiện nhiều ô tô, trong đó chủ yếu là xe thương vụ, rất có thể là người của Dương Sách. Đột nhiên, trong vô tuyến truyền ra một giọng nói, người nói chính là người được Hồng Diệp an bài công tác canh gác ở chân núi. Đã biết, nghe được thủ hạ báo cáo, Hồng Báo liền trả lời, sau đó đi đến đỉnh núi, cầm kính viễn vọng quan sát, quả nhiên là thấy có 7, 8 chiếc xe đang chạy đến chân núi. Mục tiêu đã xuất hiện cách chân núi khoảng 3 km, tổng cộng có 7 chiếc xe, nhân số khoảng 50 người. Thấy một màn như vậy, Hồng Diệp buông kính viễn vọng xuống, lấy vô tuyến ra rồi nói. Trước đó Bùi Tiên Sinh đã ra lệnh, sau khi thấy người Dương Sách thì trực tiếp xử lý. Hiện tại mọi người hãy đến bên đống đá lớn tại sườn núi để tập hợp. Tổ 1 nghe được, tổ 2 nghe được. Tổ 3 nghe được, tổ 4 nghe được. Hồng Diệp vừa nói xong, 4 gã tổ trưởng liền trả lời. Nếu không có gì xảy ra, 30 phút nữa Bùi Tiên Sinh sẽ đến. Hồng Diệp lạnh lùng nói. Thời gian của chúng ta chỉ có 30 phút, trong vòng 30 phút nhất định phải giải quyết xong. Nói xong, Hồng Diệp không nói lời vô ích, xoay người trở lại bên tay súng bắn tỉa, đối mặt với 3 tên thành viên Phong Diệp khác, nói. Các cậu cứ ở đây quan sát, không cần lo lắng bên này, tuyệt đối không thể để một con bọ đến gần Nghĩa Trang. Dạ. Ba tay súng bắn tỉa trầm giọng đáp, sau đó dùng ống ngắm trên súng để quan sát bốn phía. Cùng lúc đó, những thành viên Phong Diệp nhận được mệnh lệnh của Hồng Diệp liền giống như dã thú, chạy như điên đến sườn núi để bắt đầu chặn giết đám người Dương Sách. Cách chân núi 3 km, trong một chiếc xe buýt. Thân là mãnh tướng đệ nhất của Dương Sách. Vương Hùng ngậm một điếu xì gà, vẻ mặt âm lãnh. Bỗng nhiên hắn thấy được máy bộ đàm trong tay sáng lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, bóp tắt xì gà, rồi bấm nghe máy. Vương Tiên Sinh, ông cùng với người của ông đã xuất hiện thành công hấp dẫn được đám ngu ngốc kia, người của ta có thể hành động được chưa? Trong máy bộ đàm truyền ra một giọng nói âm trầm, đó là tiếng Nga. Vương Hùng hàng năm hoạt động ở biên cảnh cho nên cũng hiểu một ít tiếng Nga. Nghe đối phương nói vậy thì trầm giọng nói. Có thể, bất quá, lúc phu, nói cho ông biết, ngàn vạn lần đừng để bị phát hiện, một khi bị phát hiện thì có thể kế hoạch sẽ thất bại. Yên tâm đi, lấy năng lực ẩn núp cùng với khả năng ngụy trang thì dù là đám đặc công của quý quốc cũng không thể phát hiện được, huống gì là đám ngu ngốc kia. Trong núi, lúc phu một thân màu xanh biếc hoàn toàn dung nhập vào cảnh vật trong rừng, tự tin nói. Nghe được lúc phu nói thế. Vương Hùng mỉm cười. Một khi đã như vậy, ông hãy cho người của ông bắt đầu đi. Huynh đệ, đám ngu ngốc đã bị hấp dẫn mà rời khỏi đây. Lúc phu liền lấy ra một bộ đàm khác, trầm giọng nói. Bất quá người tập kích ở trên đỉnh núi không rời đi. Nhất định trong vòng 20 phút chúng ta phải đến gần Nghĩa Trang, hơn nữa không được để bị phát hiện. Còn về phần mấy tên bắn tỉa kia cứ giao cho ta bắt đầu hành động. Sau đó lúc phu ra lệnh. Mấy tên lính đánh thuê Siberia liền hướng về phía nghĩa địa. Ánh dạng đông, bọn hắn mặc y phục tác chiến màu xanh biếc, hoàn toàn dung nhập vào cảnh vật xung quanh, hơn nữa lại phối hợp với nhau cực kỳ hiệu quả, lợi dụng cây cối, bụi cỏ xung quanh để di chuyển, cơ hồ là không phát ra tiếng động. Cùng lúc đó, Vương Hùng mang theo thủ hạ đến chân núi, còn đám người Phong Diệp đang tiến hành ẩn núp để mai phục. Trong bất chi bất giác, 7 chiếc xe đã đến chân núi. Nhưng mà, khiến Hồng Diệp khó hiểu chính là sau khi ô tô đến chân núi thì dừng lại. Chẳng lẽ bọn hắn muốn đứng ở chân núi để chặn giết sao? Hồng Diệp thầm hỏi mình,
sau đó hắn phủ định suy nghĩ này. Dù sao, chân núi là địa phương trống trải, căn bản không phải là nơi để mai phục. Người của Dương Sách không có khả năng làm như thế. Đại ca, dường như bọn hắn không muốn lên núi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Không riêng gì Hồng Diệp mà tất cả thành viên Phong Diệp đều thấy, trong đó một tên tổ trưởng mở miệng hỏi. Dựa theo kế hoạch mà mai phục, chỉ cần đám người Dương Sách lên núi thì chúng ta nhất định phải một lưới bắt gọn. Hồng Diệp liền quyết đoán, ra lệnh. Sau đó, hắn lấy điện thoại gọi cho số của Bùi Đông Lai, nhưng mà lại thấy di động không có tín hiệu. Trong nháy mắt Hồng Diệp liền hiểu, đối phương đã dùng thiết bị để quấy nhiễu tín hiệu. Hiểu được điểm này trong lòng Hồng Diệp không khỏi trầm xuống. Lúc trước hắn không liên hệ với Bùi Đông Lai là cảm thấy tuy rằng Bùi Đông Lai đã đạt đến cảnh giới ảm kính nhưng mà dù sao hắn cũng không biết đến loại tác chiến này. Sau đó, hắn tự tin cho rằng người của Dương Sách sẽ lên núi, tính toán đến lúc ấy sẽ nổ súng chặn giết, sau đó mới gọi cho Bùi Đông Lai. Vì không để đám Phong Diệp ngu ngốc đó hoài nghi, chúng ta đi lên một đoạn, sau đó lui về. Ở dưới chân núi, vẻ mặt Vương Hùng cười lạnh, thông qua bộ đàm hạ mệnh lệnh cho đám thủ hạ. Mệnh lệnh được truyền ra, 7 chiếc xe liền đi chậm chậm đến chân núi, bắt đầu lên núi. Phù! Thấy một màn như vậy, Hồng Diệp âm thầm thở phào một hơi, nói. Chuẩn bị! Lúc này đây, bốn gã tổ trưởng Phong Diệp không trả lời mà là cùng với thuộc hạ đứng ở hai bên bụi cỏ sườn núi mai phục. Sau đó, ở dưới cái nhìn chăm chú của Hồng Diệp và đám người Phong Diệp, 7 chiếc xe chậm chậm lên núi. Mà đám lính đánh thuê Siberia lợi dụng cơ hội này để tiến gần đến nghĩa trang. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Đại ca, dường như bọn hắn đã phát hiện chúng ta, chuẩn bị quay đầu rời đi, có động thủ không? Lúc này, một gã tổ trưởng Phong Diệp thấy Vương Hùng quay đầu xe thì lập tức xin chỉ thị từ Hồng Diệp. Không nên động thủ. Trầm ngâm một lát, Hồng Diệp liền làm ra quyết định. Hắn biết rõ lần này Bùi Đông Lai phái hắn tới Giang Ninh chính là muốn ám sát Dương Sách, hơn nữa còn muốn bảo đảm sự an toàn của Bùi Đông Lai và Liễu Nguyệt trong lúc bái tế. Hiện giờ, nếu Dương Sách thấy nguy hiểm rời đi thì như vậy mục đích đã đạt được. Mọi người lập tức trở lại Nghĩa Trang, bảo đảm khi Bùi tiên sinh đến thì chung quanh ngay cả một con muỗi cùng không vào được. Sau khi làm ra quyết định, Hồng Diệp liền bổ sung. Vâng, bốn gã tổ trưởng không hẹn mà cùng trả lời. Sau đó dẫn thuộc hạ đi đến Nghĩa Trang. Rất nhanh, 7 chiếc xe không có chạy đến Nghĩa Địa mà là đi đường khác, rời khỏi Ngưu Thủ Sơn. Thấy một màn như vậy, Hồng Diệp lại lấy điện thoại ra, rõ ràng thấy điện thoại có tín hiệu. Nguyên bản hắn thấy hành động của đám người Vương Hùng thì có chút nghi ngờ, lúc này thấy sau khi đám người Vương Hùng rời đi thì lại có tín hiệu nên hắn liền yên tâm lại, bấm số điện thoại của Bùi Đông Lai. Bùi tiên sinh. Vừa rồi đám người Dương Sách muốn lên núi nhưng thấy người của chúng ta mai phục nên đã rời đi. Sau khi điện thoại được chuyển, Hồng Diệp liền báo. Đầu bên kia điện thoại, Bùi Đông Lai khẽ nhăn mày. Mặc dù lý trí nói cho hắn biết Dương Sách sẽ không buông tha cơ hội lần này, nhưng mà thực lực của Phong Diệp hắn đã thấy qua, nếu Hồng Diệp nói không có nguy hiểm thì sẽ không có. Để người giám thị bốn phía. Bùi Đông Lai nghiêm mặt, nói. 10 phút ta sẽ đến. Đã rõ. Hồng Diệp trầm giọng đáp một câu, sau đó cúp điện thoại, rồi lấy bộ đàm ra thông báo cho mọi người trong vòng 10 phút nữa phải giám sát thật tốt. Cùng lúc đó, trong chiếc buýt, Vương Hùng lấy bộ đàm đặc thù ra, liên lạc với Lục Phu. Lục Phu, người của ông đã đến được chưa? Sớm đã đến rồi. Núp sau một bụi cỏ, Lục Phu liếm liếm môi. Nếu không phải mục còn chưa xuất hiện. Ta cam đoan trong 10 phút người của ta sẽ giải quyết được đám Phong Diệp ngu ngốc này. Ừ, đám người này quả thật là ngu ngốc. Ha, ha. Trong xe, nghe Lục Phu nói vậy thì Vương Hùng bật cười. Tốt lắm Lục Phu, tiếp tục kiên nhẫn. Chiến đấu rất nhanh chóng sẽ bắt đầu, ta chờ mong màn biểu diễn này của huynh đệ các ông. 10 phút sau, chiếc Camry của Liễu Nguyệt cùng 5 chiếc Ben đi đến dưới chân núi Ngưu Thủ Sơn. Trên núi. Sát khí mai phục khắp nơi. Bùi tiên sinh, người của chúng ta đã được bố trí xung quanh. Mắt thấy đoàn xe Bùi Đông Lai đến chân núi, Hồng Diệp liền gọi điện báo cáo cho Bùi Đông Lai. Bên tai nghe được lời nói của Hồng Diệp, nhìn cảnh vật xung quanh Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy nội tâm hơi hoảng hốt, không thể nào bình tĩnh.
thân là long nha thứ ba của Tung Của thì năng lực cảm ứng tử vong của Tiêu Phi khiến người khác phải líu lưỡi. Sau khi Bùi Đông Lai hoàn thành giai đoạn dung hợp thứ nhất với Tiêu Phi thì năng lực tiên thiên của hắn tăng lên, đến giai đoạn thứ hai thì hắn đã nhớ được một ít trí nhớ của Tiêu Phi, đã khôi phục lại kỹ năng đua xe cùng một ít kỹ năng sinh tồn, hơn nữa khả năng cảm ứng với nguy hiểm cũng được tăng cao. Lúc này, cảm thấy trong lòng không yên tĩnh, Bùi Đông Lai biết rõ đây là dấu hiệu cảm ứng được nguy hiểm. Tiếp tục kiểm tra, phải bảo đảm không có sơ hở. Vài giây sau, Bùi Đông Lai trầm giọng nói. Mặt khác, chờ sau khi ta lên núi, mọi người cũng không cần lộ diện. Bởi vì trong lòng không yên tĩnh, Bùi Đông Lai vẫn lo lắng như cũ, đồng thời hắn cũng rõ ràng chuyện đến bây giờ nếu khuyên bảo Liễu Nguyệt đừng vào nữa thì đó là việc không có khả năng. Ngoài ra, trước kia giữa Đông Nguyệt Bang và Mãnh Hổ Bang tranh đấu với nhau, hiện giờ tuy rằng hai bên đã hợp lại nhưng nếu để cho Liễu Nguyệt và thành viên huyết sát biết được Phong Diệp đến đây thì hơn phân nữa trong lòng mọi người sẽ không thoải mái. Bởi vậy, Bùi Đông Lai chẳng những thừa dịp hắn và Liễu Nguyệt lên núi để Phong Diệp điều tra lại, hơn nữa còn không để Phong Diệp lộ diện. Vâng, Bùi tiên sinh. Hồng Diệp liền trả lời, sau đó hắn truyền mệnh lệnh của Bùi Đông Lai xuống dưới. Mà Bùi Đông Lai thì để điện thoại xuống, âm thầm tự hỏi nguy hiểm phát ra từ chỗ nào, nhưng mà hắn cũng không thể nào nghĩ ra được. Dù sao, dựa vào tình báo của Liễu Nguyệt và Quý Hồng thì trừ bỏ vài tên quân nhân đặc chủng bên người Dương Sách ra thì thủ hạ lợi hại nhất của Dương Sách chính là Vương Hùng kẻ giúp hắn buôn lậu vũ khí, đạn dược. Mà hiện giờ, theo lời Hồng Diệp nói, đám người Vương Hùng đã đến Ngưu Thủ Sơn hơn nữa lại bị hù chạy. Dưới tình hình như vậy mà Bùi Đông Lai vẫn còn cảm thấy được có nguy cơ tồn tại. Chẳng lẽ là mình đang nghi sao? Bùi Đông Lai thầm nghĩ, bất quá hắn không có buông lỏng, mà vẫn chằm chằm nhìn về phía trước. Ước chừng 20 phút sau, 5 chiếc Ben cùng với chiếc Camaro kia đã tới bãi đỗ xe của mộ địa. Khi xe dừng lại, trừ những người phụ trách bảo vệ Liễu Nguyệt, Đông Phương Lãnh Vũ, Đông Phương Uyển Nhi và Tiểu Lang ra thì tất cả thành viên huyết sát khác đều nhảy xuống xe. Sau đó nhìn về khắp nơi, sau khi xác định không có góc chết thì mới mở cửa xe để ba người đi xuống. Thấy như vậy một màn, Bùi Đông Lai yên lòng, xuống xe, hướng về đám người đi tới. Cửa xe Camry được mở ra, Tiểu Lang cũng hai gã thành viên huyết sát xuống, sau đó là Đông Phương Lãnh Vũ. Thấy vẻ mặt nghiêm túc như lâm vào đại địch của thành viên huyết sát, Đông Phương Lãnh Vũ dường như đã biết được cái gì nhưng không hé răng. Sau khi Liễu Nguyệt xuống xe thì Đông Phương Uyển Nhi là người xuống xe cuối cùng. Liễu tỷ, để ta. Bùi Đông Lai thấy thế liền tiến đến phía trước nói. Liễu Nguyệt nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó đem Đông Phương Uyển Nhi giao cho Bùi Đông Lai. Có lẽ là do đi bái tế Đông Phương Thần, cũng có lẽ là do không khí quá nghiêm túc cho nên tiểu Loli cũng không nghịch ngợm, mà là nhu thuận, ôm lấy cổ của Bùi Đông Lai. Mấy năm qua, năm nào Liễu Nguyệt cũng đến đây. Vì thế người quản lý của Nghĩa Trang thấy vậy cũng không để ý, mà là vào phòng, ngồi uống rượu. Dần dần, khoảng cách giữa đoàn người Bùi Đông Lai và Nghĩa Trang càng gần. Mắt thấy đám người Bùi Đông Lai sắp bước vào Nghĩa Trang, thì Lúc Phu sớm núp ở trong bụi cỏ ra tay thủ thế. Thấy hắn thủ thế, hai tên lính đánh thuê liền hiểu, liền đeo mặt nạ phòng độc, sau đó lặng yên không một tiếng động bò về phía đỉnh núi. Lúc Phu đi ở phía sau hai gã. Ba người tạo thành một thế trận tam giác. Trên đỉnh núi, ánh mắt của Hồng Diệp vẫn nhìn chằm chằm vào đoàn người Bùi Đông Lai, mà bên cạnh hắn ba tay súng bắn tỉa vẫn thông qua ống nhắm trên sùng để quan sát ở các vị trí khác. Vù, vù. Đột nhiên, hai trái lựu đạn cay được hai gã lính đánh thuê quăng tới bên người của Hồng Diệp. Bịch, bịch. Hai trái lựu đạn cay vừa rơi xuống đất thì liền nổ ra, khói trong lựu đạn bay ra khắp nơi. Cẩn thận. Hồng Diệp thấy thế, biến sắc, hét lớn một tiếng, ngừng thở, thuận thế lăn qua một bên. Không đợi Hồng Diệp nói xong, ba người Lúc Phu sớm đã đeo mặt nạ phòng độc, cả người giống như U Linh, trực tiếp đi đến bên người ba tay súng bắn tỉa, sau đó bóp cò. Păng, păng, păng. Dường như ba tiếng súng cùng vang lên một lúc, ba gã thành viên Phong Diệp liền chết tại chỗ. Păng. Bên tai vang lên tiếng súng, Hồng Diệp không ngừng lại. Sau khi nhảy qua một bên thì liền nổ súng, trực tiếp bắn thẳng vào đầu một tên lính đánh thuê. Bịch! Thân hình Hồng Diệp ngã xuống đất. Vù! Sắc mặt Lúc Phu lạnh lùng, cả người giống như là liệp báo, đánh về phía Hồng Diệp. Bốp! Ngay sau đó,
không đợi Hồng Diệp bóp cò, Lục Phu đã nhanh như gió, một cước đá vào cổ tay của Hồng Diệp, trực tiếp làm khẩu súng lục văng ra sau, đồng thời rút thành M9 đâm vào ngực Hồng Diệp. Phịch! Hồng Diệp thuận thế lăn một vòng, né tránh một đao chí mạng. Một đao Lục Phu đâm vào đất nhưng mà hắn không rút ra, cả người giống như mãnh thú đánh về phía Hồng Diệp, cùi trỏ hung hăng đánh về ngực Hồng Diệp, tốc độ nhanh như chớp. Phịch! Hồng Diệp không né kịp, bị cùi trỏ Lục Phu nện thẳng vào ngực, xương sườn liền gãy, miệng phun ra một ngụm máu. Hắn không để ý đến đau đớn mà hóa thủ vi đao chém về phía cổ Lục Phu. Lục Phu cười lạnh, đầu chợt lóe lên thoát một kích của Hồng Diệp, tay phải thuận thế vung lên, một phát nắm được cổ của Hồng Diệp. Rắc! Tiếng xương gãy truyền ra, cổ của Hồng Diệp đã bị vặn gãy, cả người trừng to mắt, gắt gao nhìn vào Lục Phu. Mày có thể chết trong tay Lục Phu tao cũng coi như là may mắn. Lục Phu cười lạnh lùng, buông tay ra. Lục Phu, một trong thập đại dòng binh chi vương. Bên tai nghe được tên của Lục Phu, đồng tử của Hồng Diệp mở to ra sau đó tắt thở ngay tại chỗ. Mắt thấy Hồng Diệp tắt thở, Lục Phu lập tức xoay người trở lại, chuẩn bị ra tay với đám bắn tỉa ở bên dưới. Cùng lúc đó, nghĩa trang im lặng sớm đã trở thành hỗn loạn. Lúc Lục Phu vừa ra tay thì các tên lính đánh thuê còn lại ở xung quanh liền nổ súng bắn về phía đám thành viên Phong Diệp, bởi vì không biết có người mai phục nên Phong Diệp đã trở tay không kịp, trong chốc lát số thương vong đã quá nửa. Bùi Đông Lai nghe có tiếng súng thì liền nhắc nhở, yêu cầu mọi người lui lại. Trên đường quay lại bãi đỗ xe, đám thành viên huyết sát liền tạo thành hình tròn, bảo vệ bốn người Liễu Nguyệt. Trong đám người, sắc mặt Bùi Đông Lai âm trầm. Mà Đông Phương Uyển Nhi đã bị hắn đánh ngất đi, đây là lần đầu tiên Đông Phương Lãnh Vũ gặp cảnh tượng này nên hai chân mềm nhũn, may là được A Long đỡ lấy, mà một bên Tiểu Lang lại che chở Liễu Nguyệt, không để cho Liễu Nguyệt bại lộ. Pằng, pằng. Trong lúc nhất thời, xung quanh đều phát ra tiếng súng, đạn bay tứ tung. Phốc, phốc. Bỗng nhiên, không biết tại sao có hai gã thành viên huyết sát nằm xuống, tắt thở ngay tại chỗ. Có tay súng bắn tỉa, đi mau lên. Bùi Đông Lai thấy thế thì quát một tiếng, theo bản năng nhìn về phía đỉnh núi. Phốc, phốc, lại có thể hai tên thành viên huyết sát nữa ngã xuống, đám người liền xuất hiện lỗ hổng, tên thành viên huyết sát bên cạnh thấy thế thì vội vàng tiến đến, lấp lại lỗ hổng. Tiểu Lang ôm lấy Uyển Nhi. Mắt thấy có hai người ngã xuống, Bùi Đông Lai rất rõ, nếu cứ tiếp tục như thế thì người bên mình sẽ chết hết. Nói xong, Bùi Đông Lai trực tiếp đem Uyển Nhi đưa cho Tiểu Lang. Sau đó chạy ra. Đông Lai, không nên. Liễu Nguyệt thấy thế, biết Bùi Đông Lai sẽ đi ra hấp dẫn lực chú ý của tay súng bắn tỉa cho nên sợ tới mức kêu lên. Không riêng gì Liễu Nguyệt, mà tất cả các thành viên huyết sát thấy hành động của Bùi Đông Lai cũng ngẩn ngơ. Lão tử gọi là Bùi Đông Lai, các người muốn nổ súng thì hướng lão tử mà bắn. Không để ý đến Liễu Nguyệt, hắn liền giống như một trận gió chạy như điên, vừa chạy vừa vận khí đan điền giống lớn. Đội trưởng, dường như tên kia chính là mục tiêu của chúng ta. Trên đỉnh núi, tay súng bắn tỉa đứng chung với Lục Phu nghe được Bùi Đông Lai giống to thì quay đầu lại nói với Lục Phu. Hắc, thật không ngờ hắn lại dám làm như thế. Lục Phu cười lạnh một tiếng. Mẹ nó, hắn tưởng hắn là siêu nhân, có thể coi thường tay súng bắn tỉa ư. Nói xong, Lục Phu liền cúi người xuống, cầm khẩu súng nhắm lên, cả người tập trung vào bóng dáng Bùi Đông Lai. Tay phải đã để lên cò súng. Pằng! Cò súng bị bóp, viên đạn bay ra khỏi nòng hướng về phía Bùi Đông Lai. Một viên đạn mang theo hơi thở của tử vong, hướng về phía Bùi Đông Lai. Sinh tử một đường. Pằng! Ánh dạng đông, viên đạn từ trong khẩu súng bắn tỉa của Lục Phu bắn về phía Bùi Đông Lai. Tuy rằng Bùi Đông Lai đã né được nhưng trên vai của hắn vẫn bị thương, hắn cố gắng nhịn đau, đứng lên. Làm cho người khác không thể nào nhìn rõ thấy bóng dáng của hắn. Cùng lúc đó, một hình ảnh giống như thủy triều bắt đầu tiến về trong đầu của hắn, trong trí nhớ hắn thấy được cảnh giáo quan của Tiêu Phi từng huấn luyện Tiêu Phi nên tránh viên đạn như thế nào, hình ảnh Tiêu Phi chạy như điên trong làn mưa bom bão đạn. Vào thời khắc sinh tử này, rốt cuộc Bùi Đông Lai lại dung nhập linh hồn với Tiêu Phi. Hơn nữa đây chính là điều mà Bùi Đông Lai mong muốn từ lâu. Đã trải qua mấy lần dung hợp cho nên lúc này Bùi Đông Lai cũng không cảm thấy đau đớn, hắn chỉ cảm thấy bản thân giống như một con cuồng sư đã thức giấc, hình ảnh tàn khốc của Tiêu Phi lúc huấn luyện không ngừng xuất hiện trong đầu của hắn.
Đột nhiên, cả khu rừng bỗng trở nên yên tĩnh, vô luận là những tên dòng binh Siberia hay là thành viên của Phong Diệp đều ngừng súng. Bọn hắn không nhịn được mà đem ánh mắt nhìn về phía Lục Phu. Đoàn trưởng. Trên đỉnh núi, tay súng bắn tỉa số 2 của dòng binh Siberia nhìn về phía Bùi Đông Lai di chuyển, lại nhìn về phía Lục Phu, cảm giác kia giống như đang hỏi, đội trưởng, tại sao ngài lại thất thủ rồi? Giờ phút này, trên mặt hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn biết rõ, Lục Phu chẳng những là đoàn trưởng hơn nữa hắn còn là tay súng bắn tỉa số 1 của dòng binh Siberia, ngoài ra hắn còn là một trong 10 người bắn tỉa hay nhất của dòng binh trên thế giới. Ở hắn xem ra, mỗi khi Lục Phu phát súng thì chắc chắn mục tiêu của hắn sẽ chết. Mà hiện giờ, mục tiêu không những không chết hơn nữa lại toát ra vẻ điên cuồng. So sánh với tay súng bắn tỉa số 2 thì bản thân Lục Phu lại càng khiếp sợ hơn. Tuy rằng hắn không phải người xuất sắc nhất thế giới nhưng mà hắn xưng với hai chữ vĩ đại. Trong 10 năm, chưa từng có một tên nào thoát khỏi được sự ám sát của hắn. Một người cũng không có. Đến đây, bọn hèn nhát, con mẹ nó dám bắn lão tử a. Lúc này, Bùi Đông Lai dựa vào trí nhớ của Tiêu Phi để né tránh những tay súng bắn tỉa, thân ảnh hóa thành những đạo ảo ảnh, giống giật to. Hắn biết rõ, khoảng cách đám địch nhân giữa mình và Liễu Nguyệt quá xa, nếu không dùng súng nhắm thì căn bản sẽ không tạo ra được uy hiếp. Chỉ có đám người tập kích trên đỉnh núi là đang lo ngại nhất. Hắn dùng cách này để hấp dẫn lực chú ý của tay súng bắn tỉa đồng thời để đám người Liễu Nguyệt tranh thủ thời gian. Ách! Mắt thấy Bùi Đông Lai chẳng những bị đối thủ ám sát hơn nữa lại hiện ra vẻ cuồng ngạo thì đám dòng binh Siberia hiện lên vẻ nghi ngờ. Giờ phút này bọn hắn chỉ có một ý niệm đội trưởng đang làm gì đó. Làm gì? Lúc này, sắc mặt Lục Phu trở nên vô cùng âm trầm. Hắn bị chọc giận. Hoàn toàn giận dữ. Phắc! Trên đỉnh núi, Lục Phu giống to một tiếng, cúi người xuống, nhìn vào nòng nhắm trong khẩu súng nhắm, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Bùi Đông Lai. Cuối cùng hắn cũng thấy được thân ảnh Bùi Đông Lai. Bọn hèn nhát, nổ súng đi, xem chúng mày nổ súng đi. Dường như đã phát hiện được có tay súng bắn tỉa đang nhắm mình cho nên Bùi Đông Lai đem tốc độ phát huy tới cực hạn, đồng thời hắn dựa vào trí nhớ của Tiêu Phi để nhớ lại các kỹ xảo để tránh né viên đạn, cả người hắn giống như quỷ mị. Lúc cao lúc thấp, lúc đông lúc tây, căn bản không để cho Lục Phu tập trung được. Trên đỉnh núi, Lục Phu vô cùng phẫn nộ, có thể thấy hai tay của hắn run run, nhưng mà hắn cũng không để mất đi lý trí, một lát sau cả người hắn trở nên bình tĩnh trở lại. Phẫn nộ, bình tĩnh cùng tồn tại. Một lần nữa Lục Phu tập trung đánh giá địch nhân. Thông qua ống nhắm hắn lạnh lùng nhìn Bùi Đông Lai, tay phải đặt lên lại cò súng. Lần này, Lục Phu không có nhắm vào đầu Bùi Đông Lai, mà hắn nhắm vào chân Bùi Đông Lai. Hắn muốn bắn trúng chân của Bùi Đông Lai, khiến Bùi Đông Lai mất đi khả năng hành động, sau đó đợi đến lúc chiến đấu kết thúc hắn sẽ đứng trước mặt Bùi Đông Lai nói cho Bùi Đông Lai biết đây chính là kết quả khiêu khích hắn. Sau đó, hắn sẽ dùng chủy thủ cắt đầu Bùi Đông Lai, treo đầu Bùi Đông Lai lên đỉnh núi, chỉ có làm như vậy hắn mới có thể tiết mối hận trong lòng. Cuối cùng, Lục Phu cũng đã bắn. Bằng! Viên đạn bay ra khỏi nòng súng. Ánh mắt Lục Phu nhìn chằm chằm vào ống nhắm. Đáng tiếc, hắn thất vọng rồi. Bụp! Bùi Đông Lai đã né tránh được, viên đạn găm thẳng xuống đất. Lại bắn hụt sao? Mắt thấy Bùi Đông Lai né được viên đạn kia thì mấy tên lính thuê đều mở to hai mắt nhìn. Đội trưởng, nếu không ta cùng ngài đồng loạt ra tay. Vẻ mặt của tay súng bắn tỉa số 2 cũng kỳ lạ đồng thời hắn hướng Lục Phu đưa ra ý kiến, hắn sẽ nổ súng để uy hiếp mục tiêu, sau đó Lục Phu sẽ phong tỏa con đường thì chắc chắn mục tiêu sẽ chết. Người phụ trách phá hủy ô tô của bọn hắn. Lục Phu lạnh lùng cự tuyệt đề nghị, đồng thời hắn rút ra thiết bị truyền tin, trầm thấp quát. Chết tiệt, các ngươi đang làm gì đó? Giết chết đám Phong Diệp ngu ngốc đó đi, sau đó xử lý đám bảo tiêu rồi bắt sống con đàn bà kia lại cho ta. Nghe được mệnh lệnh của Lục Phu, tất cả mọi người đều không bắn nữa, bọn chúng lấy lại tinh thần sau đó một lần nữa bước vào cuộc chiến. Bọn chúng cũng biết nhiệm vụ lần này chính là xử lý một người tên là Bùi Đông Lai, bắt sống một nữ nhân tên là Liễu Nguyệt. Bằng, bằng, bằng. Trong lúc nhất thời, tiếng súng nổ lên bốn phương. Nhanh lên. Bên tai vang lên tiếng súng, Bùi Đông Lai biết được đối phương quyết tâm giữ chân mình chỗ này.
cho nên hắn quyết đoán xông ra, chạy về chỗ đoàn ô tô của Liễu Nguyệt. Bằng! Tiếng súng lại vang lên. Người ra tay chính là tên bắn tỉa số 2. Bùm! Ngay sau đó là một tiếng nổ mạnh. Một chiếc xe ben đột nhiên nổ mạnh, ánh lửa phóng lên cao, mảnh nhỏ rơi xuống đất phát ra những tiếng leng keng. Không nên lên xe, chạy về hướng khác. Thấy một màn như vậy Bùi Đông Lai liền hô to. Bùm! Lại một chiếc ben nổ tung. Bằng! Cùng lúc đó, một viên đạn lướt qua bên cạnh Bùi Đông Lai. Cả người đau đớn nhưng Bùi Đông Lai cũng không dừng lại. Hắn biết rõ, đối phương đang tập kích mình, nếu hắn dừng bước chỉ có một kết cục chết. Nhưng mà, hắn vẫn dùng những tư thế quái dị để tránh né các viên đạn, đồng thời ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đỉnh núi. Trên đỉnh núi, thông qua ống nhắm thì Lục Phu thấy được một loạt động tác của Bùi Đông Lai. Đồng thời, hắn cũng thấy được trong mắt Bùi Đông Lai có ẩn chứa sát ý. Chết đi! Lục Phu lại bóp cò, giọng nói khàn khàn. Bằng! Cũng giống như lúc trước, một súng này của Lục Phu vẫn không có bắn trúng Bùi Đông Lai. Bắn liên tục 4 phát mà miss hết, Lục Phu cảm thấy trong lòng xuất hiện một vết rách. Ta không có khả năng bắn trúng hắn. Một giọng nói vang lên trong lòng của hắn. Sau đó, Lục Phu thở sâu, hắn muốn dùng phương thức này để làm cho bản thân bình tĩnh trở lại, mà phía dưới Bùi Đông Lai bỗng nhiên dừng lại. Đúng vậy. Hắn ngừng lại. Bởi vì thông qua thị lực biến thái của mình thì Bùi Đông Lai thấy được Lục Phu cũng không nhắm bắn mình nữa. Tao mặc kệ mày là ai, hôm nay nhất định mày phải chết. Ánh dạng đông buông xuống. Bùi Đông Lai lại một lần nữa mở miệng. Tuyên chiến. Bất chi bất giác, ánh mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Trên nghĩa trang 8 gã thành viên huyết sát nằm trong bãi máu, không nhúc nhích, vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Xung quanh, tiếng súng đã giảm bớt, một đám dòng binh Siberia giống như cỗ máy giết người. Trải qua 10 phút chiến đấu cuối cùng cũng đã giết hết toàn bộ đám thành viên Phong Diệp. Nguyên bản nếu luận về năng lực tác chiến giữa các thành viên thì giữa Phong Diệp và dòng binh Siberia ngang nhau, nhưng luận về năng lực tác chiến đội hình thì quả thật là chênh lệch. Còn về phần tác chiến trong rừng thì, một bên giống như một học sinh tiểu học, một bên giống như một lão sư. Căn bản không thể so sánh được. Phốc, lại thêm một viên đạn nữa bắn trúng vào một thành viên huyết sát. Một đạo huyết hoa nở rộ trên không trung, dưới ánh mặt trời tên kia ngã xuống, hoàn toàn tắt thở. Trong phòng quản lý của ngãi trang, trên quản lý viên chưa kịp báo nguy thì đã bị một màn phát sinh trước màn hình làm cho hôn mê bất tỉnh. Những thành viên huyết sát còn sống, sắc mặt của cả đám người trở nên âm lãnh, trong đôi mắt tràn ngập vẻ hận ý. Đối với Hắc đạo Phương Nam mà nói thì trong chiến đấu bọn hắn giống như những sát thần. Nhưng mà ngày hôm nay, bọn hắn đã trở thành bia tập bắn cho người khác. Thậm chí, nếu không có Bùi Đông Lai hấp dẫn lực chú ý thì giờ này bọn chúng chỉ là những cái xác không hồn. Đông Lai đâu? Liễu Nguyệt lộ ra vẻ lo lắng hỏi. Nàng hiểu rõ, nếu bản thân nàng không khăng khăng muốn tới bái tế Đông Phương Thần thì sẽ không có cảnh tượng này. Đông Lai ca đang lên núi. Mở miệng chính là Đông Phương Lãnh Vũ. Giờ phút này, mới đầu Đông Phương Lãnh Vũ còn bị hù dọa đến sắc mặt trắng bệch nhưng chẳng biết tại sao lúc này lại trở nên bình tĩnh. Trên khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ dữ tợn. Lúc trước, tất cả mọi người vào nhà đều không chú ý đến Bùi Đông Lai. Chỉ có một mình Đông Phương Lãnh Vũ. Hắn xuyên qua khe hở giữa đám người đã thấy được Bùi Đông Lai vọt lên núi. Lên núi. Nghe được Đông Phương Lãnh Vũ trả lời, đôi mắt Liễu Nguyệt đột nhiên mở to ra, trong mắt hiện lên vài phần lo lắng. Liễu tỷ, lấy thực lực của Bùi tiên sinh thì chắc không có việc gì. Lúc này, Tiểu Lang mở miệng. Nếu ta đoán không sai, đối phương chính là một đám lính đánh thuê. Hiện tại, đối phương đã dùng máy để làm nhiễu sóng, khiến chúng ta không thể liên lạc với bên ngoài. Đồng tính vừa rồi chắc chắn là do bắn nhau. Dựa vào phán đoán của ta, có thể trong vòng 30 phút nữa cảnh sát sẽ đến, việc làm của chúng ta bây giờ chính là thủ vững trong vòng 30 phút này. Nghe được Tiểu Lang nói như vậy thì tất cả mọi người đều nhìn ra bên ngoài, mơ hồ có thể thấy được đám lính đánh đang tiến vào ngãi trang. Có thể nói một cách chính xác, rất nhanh bọn hắn sẽ bao vây đám người Liễu Nguyệt. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều trầm mặc. Bọn họ rất rõ, căn phòng này có diện tích khoảng 100 mét vuông,
nếu bị đối phương bao vây thì chắc chắn bọn họ sẽ trở thành những tấm bia thịt cho đám lính đánh thuê kia tập bắn. Hiện nay, chỉ có cách tử chiến. Thân là lão đại của Đông Nguyệt Bang, Liễu Nguyệt tuy rằng cố chấp nhưng lúc này nàng cũng đang lo lắng cho an toàn của Bùi Đông Lai, vẻ mặt tỏ ra bình tĩnh. Nếu ta đoán không sai, Đông Lai hẳn là đi đối phó với hai tên bắn tỉa kia. Chỉ cần có thể giải quyết hai tên kia, sau đó đứng trên đó, dùng cách gậy ông đập lưng ông, như vậy áp lực của chúng ta sẽ trở nên nhỏ hơn. Chuẩn bị chiến đấu. Tiểu Lang vô cùng đồng ý với cách nói của Liễu Nguyệt cho nên hạ mệnh lệnh. Tiểu Lang vừa ra lệnh thì tất cả thành viên huyết sát đều lấy súng ra, chuẩn bị nghênh chiến. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi, sắc mặt Lục Phu vô cùng khó coi. Tên hỗn đản kia đã lên núi, mọi người chú ý, nhất định phải để hắn biến mất khỏi thế gian. Lục Phu nhìn xuống kia, nói. Cảnh sát sẽ rất nhanh mà tới đây cho nên những người khác dùng tốc độ nhanh nhất bao vây tòa nhà kia, trong vòng 10 phút phải giải quyết hết, bắt sống được con đàn bà kia. Nói xong, không đợi thủ hạ trả lời, Lục Phu trực tiếp quốc vô tuyến, ánh mắt gắt gao ngó về phía trước. Thân là một trong những đoàn dòng binh cường đại khắp thế giới, Lục Phu chẳng những biết được tiếng Nga, Pháp, Đức mà còn hiểu cả Trung Văn. Lúc trước, hắn nghe được Bùi Đông Lai giận dữ giống lên, tự nhiên biết Bùi Đông Lai không có lựa chọn tiến về ngôi nhà kia, mà hướng về phía hắn chạy tới. Mặc dù Lục Phu cảm thấy ở trong núi Bùi Đông Lai không phải là đối thủ của 6 gã lính đánh thuê kia. Nhưng mà, trong lòng Lục Phu có chút bất an. Sự bất an kia đến từ ánh mắt tràn đầy sát ý của Bùi Đông Lai. Ánh mắt kia giống như là những tên ác quỷ tập trung vào hắn, như muốn nói cho hắn biết, mày cứ chạy đi, cho dù mày chạy đến chân trời góc biển thì tao cũng giết được mày. Sau khi nghe được mệnh lệnh của Lục Phu thì trừ 6 tên lính đánh thuê đang ở trong núi thì còn lại đều đi về phía chân núi, hướng về phía tòa nhà ngay chỗ Nghĩa Trang chạy tới. Mà lúc này 6 gã lính đánh thuê kia nghe được mệnh lệnh của Lục Phu thì liền chia ra làm 2 tổ, mỗi tổ 3 người, hướng về phía chân núi ẩn núp. 2 tổ cách nhau khoảng 300 mét. Mỗi thành viên của mỗi tổ đều hợp thành một tam giác đều, có thể hỗ trợ với nhau. Dưới tình như vậy, vô luận là thành viên nào bị công kích thì 2 tên thành viên còn lại đều có thể phát hiện. Trong núi, Bùi Đông Lai đang nằm trong một bụi cỏ, xuyên qua khe hở giữa các bụi cỏ, hắn lẳng lặng nhìn về phía trước. Phía trước là một rừng tùng, mỗi cây tùng cách nhau khoảng 5 mét, ở giữa là những đám cỏ dại rậm rạp. Giờ phút này, trong ánh mắt hắn thậm chí trên người hắn không có toát ra sát ý. Sát ý đã bị hắn giấu đi. Bởi vì, dựa theo trí nhớ của Tiêu Phi thì những tên lính đánh thuê nào trên thế giới cũng có thể cảm nhận được sát ý của đối phương. Dưới cái nhìn chăm chú của Bùi Đông Lai, phía trước không có bóng người. Nhưng mà, Bùi Đông Lai không hề động. Dựa vào năng lực biến thái của hắn có thể nghe được phía trước truyền đến những tiếng bước chân. Cho nên hắn kiên nhẫn chờ đợi sau khi địch nhân xuất hiện thì hắn sẽ nhất kích tất sát. Đây là một cuộc chiến đấu. So đấu ai kiên nhẫn hơn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Một phút sau, xuyên qua khe hở, hắn có thể thấy được phía trước, một gã đang bò trong bụi cỏ, phát ra những tiếng xoạt. Xoạt. Bùi Đông Lai thấy thế, cũng không có nóng lòng ra tay, mà là kiên nhẫn chờ đợi như trước. Vài giây sau, tên lính đánh thuê kia thấy được phía trước không có nguy hiểm thì liền ra tay thủ thế với mấy người còn lại ở phía sau. Thấy hắn ra tay thủ thế thì 2 gã thành viên ở phía sau hiện thân, sau đó vẫn duy trì khoảng cách, chậm rãi bỏ tới nơi Bùi Đông Lai ẩn núp. 50 mét, 30 mét, 10 mét, 5 mét, bằng. Bùi Đông Lai giơ khẩu súng P210 lên, sau đó bóp cò, viên đạn hướng tên lính đánh thuê gần Bùi Đông Lai nhất mà bay ra. Phốc, bởi vì khoảng cách quá gần cho nên tên lính đánh thuê kia không kịp phản ứng, chết ngay tại chỗ. Bằng, không đợi tên kia ngã xuống, Bùi Đông Lai lại giơ súng, nhắm ngay một tên khác rồi bóp cò. Phốc, cũng giống như tên trước, tên thứ 2 cũng bị mất mạng. Bịch, bằng 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 bằng. Sau đó, tên lính đánh thuê cuối cùng liền trốn sau một cây tùng, bóp cò, viên đạn liền bay về phía ẩn nấp của Bùi Đông Lai. Vài giây sau, hắn dựa vào thân cây, điều chỉnh hơi thở của mình. Nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra? Xử lý tên hỗn đản kia được không? Trên đỉnh núi, Lục Phu nghe được tiếng súng, dùng vô tuyến hỏi. Bằng!
Trả lời Lúc Phu chính là một tiếng súng vang. Trong núi, tên lính đánh thuê cuối cùng kia vừa mới cầm Vô Tuyến lên, há mồm ra, chưa kịp nói chuyện thì đã gục xuống. Thật đáng tiếc, thủ hạ của mày đã chết. Vài giây sau, Bùi Đông Lai nhặt Vô Tuyến từ dưới đất lên, chậm rãi mở miệng, trả lời Lúc Phu. Tên tiểu tạp chủng, nhất định tao sẽ tự tay giết mày. Đầu bên kia, Lúc Phu nghe được thanh âm của Bùi Đông Lai thì liền quát lên. Tao cũng vậy. Nói xong, Bùi Đông Lai liền bóp nát Vô Tuyến, tay cầm lấy ba lô của tên lính đánh thuê cuối cùng rồi biến mất trong núi. Người đứng ở chỗ này, ta đi hỗ trợ đối phó với những tên ở trong phòng kia. Trên đỉnh núi, Lúc Phu lạnh lùng hạ mệnh lệnh với tên bắn tỉa thứ hai ở bên cạnh. Nói xong, Lúc Phu liền xoay người bỏ đi. Bên tai vang lên lời nói của Lúc Phu, nhìn thân ảnh Lúc Phu biến mất, tay súng bắn tỉa số 2 rất rõ, Lúc Phu đúng là muốn giết Bùi Đông Lai. Hành động của Bùi Đông Lai rõ ràng là đã chọc giận đến Lúc Phu. Mặc dù Lúc Phu chỉ xếp thứ 10 trong những lính đánh thuê có tiếng trên thế giới, nhưng mà hắn có lòng kiêu ngạo của hắn. Ngoài ra, tay súng bắn tỉa thứ 2 cũng hiểu được, Lúc Phu làm ra hành động bất đắc dĩ như vậy cũng chính là do khoảng cách giữa Bùi Đông Lai và Liễu Nguyệt quá gần. Bởi vì khoảng cách quá gần cho nên Bùi Đông Lai hoàn toàn có thể tiêu diệt đám lính đánh thuê Siberia đang tiến hành bao vây Liễu Nguyệt. Trong núi, chỉ trong chốc lát Bùi Đông Lai đã thay đổi trang phục với tên lính đánh thuê kia, cả người của hắn hoàn toàn dung nhập với núi rừng. Sau khi đổi y phục, Bùi Đông Lai không lựa chọn ẩn núp giống như trước, lúc này lưng hắn đang mang theo ba lô và một khẩu súng máy bán tự động. Cả người giống như là U Linh, vô thanh vô tức tiến đến một tên ở gần đó. Dựa vào phán đoán của Bùi Đông Lai, thì ba tên lính đánh thuê còn lại sau khi nghe được tiếng súng nhất định là sẽ đến bên này trợ giúp. Hơn nữa bọn chúng sẽ vô cùng cảnh giác. Cho nên, nếu hắn làm ra hành động ẩn núp rồi âm thầm động thủ thì như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian. Mà lúc này, dưới chân núi đám người Liễu Nguyệt đã bị bao vây. Trong thời gian ngắn nhất định hắn phải giết chết ba tên lính đánh thuê còn lại, sau đó xuống núi đánh lánh những tên kia, cố gắng để Liễu Nguyệt an toàn. Đúng như suy nghĩ của Bùi Đông Lai. Thông qua Vô Tuyến thì ba tên lính đánh thuê còn lại đã biết được đồng bạn của mình bị Bùi Đông Lai giết, cho nên bọn chúng mang súng hướng về phía này mà tới. Ba người bọn chúng hợp lại thành một tam giác đều, cách nhau 30 mét. Bọn chúng nhanh như mèo, thân thể áp sát vào đất, lúc bò phát ra những tiếng soạt soạt. Pằng. Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng súng. Pằng, pằng, pằng. Dường như cùng một lúc ba người liền ngồi xổm dậy. Cả người nhìn về phía phát ra tiếng súng. Sau đó, ba người đồng loạt nằm úp xuống đất, núp trong bụi cỏ, cả người ngừng hô hấp, vỉnh tai lắng nghe động tĩnh phía trước. Ánh mặt trời xuyên qua những cành tùng chiếu xuống mặt đất, vẻ yên tĩnh trong rừng làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Không biết qua bao lâu, một tên lính đánh thuê từ từ đứng dậy, làm ra một động tác thủ thế sau đó cả người giống như linh miêu phóng về hướng nổ súng, mà hai tên lính đánh thuê còn lại thì tập trung cao độ. Có thể đoán được, nếu tên đồng bạn hắn ở phía trước gặp điều không may hoặc xuất hiện động tĩnh thì bọn hắn sẽ bóp cò. Cách đám lính đánh thuê kia 10 mét, thân mang một thân y phục màu xanh, Bùi Đông Lai thông qua những kẽ hở của bụi cỏ nhìn về phía hai tên lính đánh thuê kia. Sau đó hắn đặt khẩu súng máy bán tự động lên vai, từ bắp chân rút ra thanh quân đao M9, cả người phảng phất giống như U Linh, lặng lẽ không một hơi thở tiến đến. 10 mét, 8 mét, 5 mét. Khoảng cách giữa Bùi Đông Lai và tên lính đánh thuê kia càng ngày càng gần. Sau đó, khoảng cách giữa Bùi Đông Lai và tên lính đánh thuê kia còn khoảng 1 mét thì sát ý trên người Bùi Đông Lai hiện ra làm cho tên lính đánh thuê kia cả kinh. Hắn cố gắng xoay người, hướng nòng súng về Bùi Đông Lai. Vù! Không đợi tên kia lính đánh thuê xoay người, tay trái Bùi Đông Lai vươn ra che miệng hắn sau đó ta phải vung thanh M9 lên. Bụp! Thanh M9 hóa thành một đạo bạch quang. Đâm thẳng vào cổ họng của hắn. Phốc! Máu tươi bắn ra. Tên lính đánh thuê kia còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Bùi Đông Lai một đao cắt đứt cổ họng, trong nháy mắt liền mất mạng. Bùi Đông Lai cũng không có để ý đến vết máu tươi trên người, mà là nhẹ nhàng để thi thể của tên lính đánh thuê kia xuống đất. Làm xong hết mọi chuyện thì hắn nhìn về phía trước. Cách Bùi Đông Lai khoảng 30 mét, tên lính đánh thuê này không có thấy được cảnh đồng bạn mình bị giết chết. Cả người hắn vẫn nhắm bắn về phía trước. Bùi Đông Lai thấy thế thì đem ánh mắt nhìn về phía trước,
hắn thấy rõ tên lính đánh thuê kia giống như là một con linh miêu, ẩn núp trong đó. Sau khi thấy một màn như vậy, Bùi Đông Lai không có giơ súng bắn mà lợi dụng bụi cỏ để che chắn cơ thể của mình, lặng lẽ không phát ra một hơi thở, hướng về tên lính đánh thuê cách mình 30 mét. Sở dĩ Bùi Đông Lai phải làm như vậy là hắn phải đảm bảo rằng bản thân mình thuận lợi giết chết hai gã lính đánh thuê còn lại. Chỉ có làm như vậy, Bùi Đông Lai mới có thể yên lòng xuống chân núi để trợ giúp Liễu Nguyệt. Mà bởi vì khoảng cách giữa hai tên lính này khá xa nên Bùi Đông Lai không cách nào dùng súng để giết một người sau đó đổi nòng súng giết một người khác. Xoạt, xoạt. Gió nhẹ thổi qua, phát ra những tiếng động rất nhỏ. Dưới ánh sáng yếu ớt, bởi vì không để cho tên lính đánh thuê kia nhìn thấy mình nên Bùi Đông Lai đã lách ra xa một chút. Không biết qua bao lâu, lúc Bùi Đông Lai còn cách tên lính đánh thuê kia khoảng 25 mét thì nghe tên lính đánh thuê kia nói chuyện vô tuyến. Mẹ kiếp, đúng con thỏ. Phù. Nghe được đồng bạn mình nói như thế thì tên lính đánh thuê ở phía sau nhẹ nhõm thở phào, hắn để súng xuống lấy lại bình tĩnh rồi cả người từ từ ngồi thẳng lên. Phù. Trong giây lát, tên lính đánh thuê kia liền cảm giác được có một cỗ nguy hiểm bao phủ bên người hắn làm cho đôi mắt hắn co rụt lại. Phốc. Sau đó, không đợi hắn né tránh thì thanh M9 đã hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp đâm thẳng vào cổ họng của hắn. Trong nháy mắt máu tươi từ cổ họng hắn trào ra ngoài. Từ bản năng tên lính đánh thuê kia dùng hai tay che lại vết thương, đồng thời cả người cố gắng quay đầu lại, cố gắng trước khi chết nhìn thấy Bùi Đông Lai một cái. Bịch! Một đao mất mạng. Một s sau, thân thể của hắn ngã xuống bụi cỏ, phát ra một tiếng động. Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai sớm đã giơ súng nhắm ngay tên lính đánh thuê ở phía trước, không do dự một chút nào mà liền bóp cò. Bằng! Đạn bay ra khỏi nòng súng, trực tiếp bay thẳng về tên lính đánh thuê còn lại. Bên ngoài 60 mét, bởi vì nghe được trong vô tuyến truyền ra một âm thanh ngã xuống đất cho nên tên lính đánh thuê đi dò đường hơi khựng lại. Chỉ một chút, rất ngắn. Nhưng mà, Bùi Đông Lai lại thấy. Phốc, trong nháy mắt, đạn trực tiếp xuyên thẳng vào mi tâm của hắn. Một súng nổ đầu. Sau khi giải quyết xong ba tên lính đánh thuê, Bùi Đông Lai không có dừng lại mà là giơ súng lên, hướng về phía Liễu Nguyệt chạy đến. Păng 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 păng. Sau đó, không đợi Bùi Đông Lai đến gần, thì hắn đã nghe thấy những tiếng súng vang lên từ phương hướng của Liễu Nguyệt. Dưới ánh mặt trời, những tên lính đánh thuê Siberia không ngừng bắn vào trong, mà bên trong phòng, đám người Liễu Nguyệt núp một bên cửa sổ, thỉnh thoảng lại bắn ra. Loảng xoảng loảng xoảng. Miếng kính của phòng đã bị bắn nát. Rớt xuống trên mặt đất phát những tiếng vang thanh thúy, đồng thời trên vách tường cũng xuất hiện một đống lỗ đạn. Phốc! Bên cửa sổ, một tên thành viên huyết sát vừa mới lộ đầu ra thì liền bị viên đạn bắn vào, cả người liền đổ gập xuống đất. Thấy một màn như vậy, Liễu Nguyệt đang ôm Đông Phương Uyển Nhi liền cau mày, sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, hai nắm đấm nắm chặt lại, cảm giác kia hận mình không thể bước lên cầm súng chiến đấu. Nhưng mà... cuối cùng lý trí của nàng chiến thắng, nàng vẫn ngồi yên đó. Phốc! Lại một tên thành viên huyết xã nữa banh chè. Cùng lúc đó, khoảng cách giữa đám lính đánh thuê và căn phòng cũng được rút ngắn lại. Dựa vào kế hoạch thì chỉ cần bọn chúng đến gần thì cuộc chiến sẽ có thể kết thúc, đến lúc đó, bọn chúng sẽ ném vào bên trong lựu đạn cay rồi tiến vào tiêu diệt đám thành viên huyết sát. Dần dần, tiếng súng trở nên ngừng lại. Khoảng cách giữa đám lính đánh thuê với căn phòng là khoảng 100 mét. Dưới ánh mặt trời, mấy tên lính đánh thuê dùng tay ra hiệu, tiến hành phương án tấn công cuối cùng. Trong phòng, Liễu Nguyệt nhìn những thành viên huyết sát chết đi mà lòng đau như cắt. Lão bản, nếu không chúng ta xông ra liều mạng với bọn hắn. Bỗng nhiên, một gã thành viên huyết sát nói. Không được, lấy thực lực của bọn chúng, khi chúng ta xông ra thì chỉ có một con đường chết. Không đợi Liễu Nguyệt mở miệng, Tiểu Lang đã bác bỏ ý kiến này. Nhưng mà chúng ta ở trong này cũng chết. Tên thành viên huyết sát kia cắn răng, vẻ mặt ủy khuất nói. Chuyện tới bây giờ, chúng ta chỉ mong Bùi tiên sinh có thể tạo ra kỳ tích. Tiểu Lang khe khẽ thở dài. Nghe được Tiểu Lang nói như vậy, cảm đám liền trầm mặc. Bọn họ không nhịn được, đem ánh mắt nhìn về hướng Liễu Nguyệt. Trong góc tường. Liễu Nguyệt cúi đầu nhìn Đông Phương Uyển Nhi đang ở trong ngực, run run tay vuốt nhẹ đầu nàng, ánh mắt tràn đầy vẻ tự trách. Thật xin lỗi. Trong lòng, nàng thầm nói câu này. Bằng.
Đúng lúc này, một tiếng súng vang lên. Một viên đạn bay chính xác vào một tên lính đánh thuê. Phốc, một súng nổ đầu, huyết hoa nở rộ. Rầm, tên lính đánh thuê ngã xuống, những người khác thấy vậy thì liền kinh sợ, vội vàng nằm úp xuống đất. Trong núi, Bùi Đông Lai ngạo nghễ đứng, vẻ mặt trấn định mà lạnh lùng. Một người, một súng. Một mình hắn đấu với cả dòng binh Siberia. Mặt trời lên cao, ánh mặt trời khiến người khác cảm thấy chói mặt. Dưới ánh mặt trời, tên lính đánh thuê kia ngã xuống mặt đất, không nhúc nhích. Trong bụi cây, những tên lính đánh thuê khác thấy một màn như vậy cũng không người nào dám động đậy. Bởi vì, bọn hắn không biết Bùi Đông Lai đứng ở đâu nổ súng. Súng bắn chim đầu đàn. Bọn hắn sợ khi mình hiện thân thì sẽ giống với tên kia. Chỉ là một súng, Bùi Đông Lai có thể uy hiếp được những tên lính đánh thuê còn lại. Tên tiểu tạp chủng kia ở hướng 5 giờ, một tiểu đội dùng hỏa lực áp chế, những người khác lập tức tiến sâu vào tấn công. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ có 10 phút, sau 10 phút chúng ta phải rút lui. Lúc này, từ trong bộ đàm truyền ra giọng gào thét của Lục Phu. Quân nhân lấy mệnh lệnh làm thiên chức. Dòng binh Siberia cũng thế. Lục Phu vừa hạ lệnh. Dường như cùng một lúc đám lính đánh thuê kia ngồi thẳng lên, trong đó một tiểu đội gồm 5 tên hướng về phía 5 giờ. Păng, 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 păng. Bọn họ liền đồng loạt bắn về hướng 5 giờ. Cùng lúc đó, 9 tên lính đánh thuê còn lại thừa dịp đồng bạn dùng hỏa lực để áp chết Bùi Đông Lai thì tiến về phía chỗ ẩn núp của Liễu Nguyệt. Păng. Bùi Đông Lai sớm đã thấy được nơi đối phương ẩn nấp vì vậy liền bóp cò. Phốc. Tên lính đánh thuê đi ở phía trước liền bị một viên đạn bắn xuyên qua đầu, ngã xuống đất. Đột nhiên xuất hiện một màn như vậy, một lần nữa những tên lính đánh thuê kia dừng bước lại. Cùng lúc đó, 5 tên lính đánh thuê khác liền thay đổi họng súng, hướng về chỗ của Bùi Đông Lai, điên cuồng bắn phá. Păng, 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 păng. Vô số viên đạn bay về phía ẩn nấp của Bùi Đông Lai. Trong núi, Bùi Đông Lai cầm súng chạy như điên. Thoải mái tránh được đợt càn quét vừa rồi của bọn chúng. Mắt thấy đồng bạn mình dùng hỏa lực áp chế, 8 tên lính đánh thuê còn lại liền đứng dậy một lần nữa tiến về phía ẩn núp của Liễu Nguyệt. Păng, 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 păng. Lúc này, không đợi Bùi Đông Lai giơ súng bắn. Trong phòng, Tiểu Lang thấy được Bùi Đông Lai động thủ thì liền hướng đầu ra bên ngoài, bắn về phía đám lính đánh thuê. Bởi vì lúc nãy Bùi Đông Lai liên tiếp giết chết 2 tên lính đánh thuê. Cho nên những tên còn lại đều chú ý đến Bùi Đông Lai, sợ Bùi Đông Lai bắn lén. Lúc này, đột nhiên đám người Tiểu Lang ra tay, lập tức khiến cho bọn lính đánh thuê trở tay không kịp. Có 2 tên lính đánh thuê không kịp tránh liền ngã xuống đất, một tên trúng đạn mất mạng ngay tại chỗ, còn một tên thì trúng đạn ở bả vai, máu tươi chảy đầm đìa. Trong lúc nhất thời, bọn lính đánh thuê không dám hành động vội vã. Đám Nga cùi bắp, nơi này là Tung Cẩu. Không phải là thứ mà các ngươi muốn chơi là chơi. Thấy một màn như vậy, Bùi Đông Lai âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó khí vận đan điền, điên cuồng gào thét nói. Nơi này sẽ là nơi chôn sống của chúng mày. Giọng nói của Bùi Đông Lai vang khắp cả khu rừng. Bên tai nghe được giọng nói cuồng ngạo của Bùi Đông Lai, lại thấy những đồng bạn mình chết đi. Cuối cùng những tên đánh thuê còn lại cũng lộ ra bộ dạng sợ hãi. Đối với bọn hắn mà nói. Bọn hắn đã trải qua vô số trận chiến cho nên bọn hắn phối hợp với nhau vô cùng ăn ý cho nên mới có thể hoàn toàn chế trụ đám thành viên huyết sát. Mới vừa rồi, Bùi Đông Lai xuất hiện giống như là một chậu nước lạnh tát vào mặt bọn chúng, đem sự kiêu ngạo của bọn chúng bóp nát, làm cho bọn chúng cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân. Người tức giận nhất chính là 5 tên lính đánh thuê chịu trách nhiệm dùng hỏa lực áp chế Bùi Đông Lai. Bọn hắn tuy rằng không phải là những lính đánh thuê ưu tú nhất. Nhưng mà thực lực của bọn hắn không tồi, hơn nữa đã trải qua vô số trận chiến. Có thể nói, chưa từng có một trận chiến nào mà bọn hắn cảm thấy chật vật như thế này. Nhưng mà, tức giận thì tức giận, bọn chúng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ sao? Đúng vậy. Lúc trước bọn hắn có thể thông qua Lục Phu mà biết được tung tích của Bùi Đông Lai nhưng mà hiện tại ngay cả bóng dáng của Bùi Đông Lai bọn hắn cũng không thấy. Chỉ có thể thông qua âm thanh để suy đoán chỗ ẩn nấp của Bùi Đông Lai. Dưới tình hình như vậy, cho dù Thượng Đế có hiện ra chỉ chỗ của Bùi Đông Lai thì bọn hắn cũng không thể bắn chúng được. Đội trưởng, lấy tình huống bây giờ,
chúng ta không thể nào hoàn thành nhiệm vụ lần này, tạm thời không nói đến cảnh sát cùng quân đội của Tung Cẩu rất nhanh sẽ tới nơi này, chỉ một mình tên Tung Cẩu kia thôi cũng đã khiến chúng ta khó hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ngay tại lúc này, một gã lính đánh thuê hồi báo với Lục Phu. Tôi đề nghị hủy bỏ nhiệm vụ này. Nghe được tên lính đánh thuê kia hồi báo, mấy tên còn lại đều âm thầm đồng ý. Ở bọn hắn xem ra, tên người Tung Cẩu chó chết ở trong núi bắn lén thật đáng sợ. Tên đó có tốc độ thật biến thái, có thể tránh đạn hơn nữa thuật bắn súng của hắn quá nghiêu. Song binh Siberia không có hai chữ hủy bỏ. Giọng nói của Lục Phu trầm thấp thông qua vô tuyến truyền vào tai của mỗi tên lính đánh thuê. Khoảng cách giữa ta và tên cẩu tạp chủng kia khá gần, tên kia giao lại cho ta, mọi người tiếp tục tiến công. Nói xong, ánh mắt Lục Phu liền như dao ngó về phía trước. Nghe được mệnh lệnh của Lục Phu không chỉ có đám lính đánh thuê mà còn có cả Bùi Đông Lai. Rốt cuộc cũng đã tới sao? Mắt thấy cuộc trò chuyện bị cắt đứt, Bùi Đông Lai cười lạnh liếm liếm đôi môi, một lần nữa biến mất ở trong núi. Bù, bù. Cùng lúc đó, mấy tên lính đánh thuê kia không dùng súng bắn nữa, mà móc từ trong ba lô ra mấy trái lựu đạn cay rồi ném vào bên trong phòng. Bịch, bịch, bịch. Mười mấy trái lựu đạn cay liền được ném vào cách phòng khoảng 20 mét, bắn ra khói trắng. Trong lúc nhất thời, khói trắng tràn ngập, làm ảnh hưởng tầm mắt của đám người huyết sát. Thấy một màn như vậy, tất cả những tên lính đánh thuê đều đồng loạt tiến công về phía phòng. Bằng. Tiếng súng lại một lần nữa vang lên. Dưới ánh mặt trời, lại có một gã lính đánh thuê bị bắn vỡ đầu. Nhưng mà, bởi vì Lục Phu đã ra mệnh lệnh cho nên những lính đánh thuê kia không có dừng bước lại, mà là xung phong lên. Bằng. Bùi Đông Lai lại bóp cò, một tên lính đánh thuê nữa lại chết. Lại thấy một tên lính đánh thuê nữa chết, rốt cuộc cũng làm cho những tên khác dừng bước. Mặc dù Lục Phu đã hạ lệnh, hơn nữa nói cho bọn hắn biết Lục Phu sẽ đích thân giết Bùi Đông Lai, nhưng mà Bùi Đông Lai chẳng những còn sống, hơn nữa vẫn còn nổ súng. Sau khi bắn xong hai phát, Bùi Đông Lai không bắn phát thứ ba. Bởi vì, hắn nghe được có một tiếng bước chân đang hướng về phía hắn mà đến. Tiếp tục xông lên. Bên ngoài, Lục Phu thấy bọn lính đánh thuê dừng bước thì liền lạnh lùng ra lệnh. Không có phản ứng. Lần này, không có một người nào. Không một tên lính đánh thuê nào đứng dậy. Thấy một màn như vậy, Lục Phu giận đến cả người run lên, cặp mặt đỏ lên như phún ra lửa. Tức giận thì tức giận nhưng hắn cũng biết, việc đã đến nước này, trừ phi hắn giết chết Bùi Đông Lai, nếu không bọn thủ hạ sẽ không tiến công nữa. Tạp chủng, tao thề, tao sẽ cắt đầu mày. Lục Phu nắm chặt súng máy bán tự động, trong lòng thầm nói một câu. Một cỗ sát ý lạnh lẽo lan tràn trong người hắn làm cho hắn giống như là một vị sát thần bước xuống thế gian. Sau đó, dường như hắn hiểu được khoảng cách giữa mình và Bùi Đông Lai khá gần cho nên hắn dừng bước lại, thu liễm sát khí. Sau đó, hắn núp vào một bụi cỏ, cố gắng nhớ lại chỗ mà lúc nãy Bùi Đông Lai nổ súng, âm thầm suy nghĩ Bùi Đông Lai sẽ xuất hiện ở chỗ nào tiếp theo. Cuối cùng, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu, hắn nhanh như mèo hướng về một chỗ khác để ẩn núp. Đột nhiên, trong lòng Lục Phu nổi lên một cảm giác nguy hiểm. Pằng, pằng, pằng. Phía trước cách đó không xa, nhận thấy được Lục Phu đang đến gần, Bùi Đông Lai quyết đoán bóp cò, đạn hướng Lục Phu quét ngang đi. Chẳng qua là, Bùi Đông Lai vừa mới nổ súng sát cơ đã tỏa ra cho nên trong nháy mắt Lục Phu đã cảm ứng được, cả người hắn nhảy qua một bên. Sau khi né được, Lục Phu liền bắn lại về phía Bùi Đông Lai. Dường như đã đoán được Lục Phu sẽ nổ súng, sau khi nổ súng xong Bùi Đông Lai liền nhảy sang chỗ khác. Pằng, pằng, pằng. Đạn liền bắn về phía Bùi Đông Lai đứng trước đó, làm bùn đất văng khắp nơi. Mắt thấy Bùi Đông Lai không bị trúng đạn, sau khi tiếp rất Lục Phu thuận thế lăn một vòng, né ở một bên bụi cỏ. Các ngươi tiếp tục tiến công. Sau khi né qua một bên, Lục Phu lại một lần nữa hạ lệnh. Dưới chân núi, trước đó những tên lính đánh thuê đã nghe được tiếng súng, lúc này nghe được Lục Phu ra lệnh thì cho rằng Bùi Đông Lai đã chết, cho nên bọn chúng không do dự nữa mà là phát động tiến công. Dường như đã đoán được Lục Phu sẽ hạ lệnh, biết rõ đây là thời khắc sinh tử cho nên Bùi Đông Lai không dám chậm trễ, trực tiếp nhảy người lên rồi bóp cò. Pằng! Đạn bay thẳng về phía Lục Phu. Pằng! Lại một tiếng súng vang lên. Pằng! Vừa đi vừa nổ súng.
Bùi Đông Lai vừa nổ súng, vừa tiến lại gần chỗ ẩn nấp của Lục Phu. Lục Phu không có lộ diện, hắn thông qua tiếng bước chân để tính khoảng cách giữa hắn và Lục Phu. Đinh! Coi như lúc Bùi Đông Lai cách hắn khoảng 10 mét thì cây súng máy bắn tự động hắn đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ. Súng hết đạn. Trong lòng Lục Phu vừa động, không nói hai lời, liền ló đầu lên. Vù! Cổ tay Bùi Đông Lai run lên, thanh quân đao M9 từ tay hắn bay thẳng về phía Lục Phu. Phát giác được nguy hiểm, sắc mắt Lục Phu cuồng biến rồi lập tức nằm xuống. Hô! Thanh quân đao sắc bén M9 bay thẳng qua đỉnh đầu của Lục Phu, làm cho Lục Phu ngừng hô hấp, cả người rợn tóc gáy. Mày không có cơ hội nổ súng. Sau đó, không đợi Lục Phu giơ súng lên, một giọng nói như sấm rền vang lên bên tai của hắn. Lời nói rơi xuống, bóng người hiện ra. Bùi Đông Lai giống như quỷ mị, hiện ra bên cạnh Lục Phu, hóa thủ vi đao, chém về phía đầu Lục Phu. Bởi vì lo lắng đám người tiểu lang không thể ngăn cản được đám lính đánh thuê cho nên Bùi Đông Lai lợi dụng lúc Lục Phu ra lệnh thì hắn đã dùng hỏa lực để áp chế Lục Phu sau ném thanh quân đao M9 trong tay ra, bức bách khiến Lục Phu phải né tránh. Vù! Thanh M9 bị hắn phóng ra bay thẳng về phía Lục Phu. Kình phong truyền đến, Lục Phu chỉ cảm thấy hít thở không thông, ánh mắt hắn bị kình phong đâm vào làm cho đau. Cảm thấy được nguy hiểm nhưng Lục Phu không bóp cò. Không phải là hắn không muốn, căn bản là không kịp nữa rồi, nếu hắn lựa chọn bóp cò, không đợi viên đạn bay ra khỏi nòng súng, bản thân hắn sẽ bị Bùi Đông Lai giết chết. Bằng vào kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, trong nháy mắt Lục Phu đã lăn một vòng. Vèo! Nhưng mà kình phong sắc bén đã cắt ngang qua phía bên tai trái của Lục Phu khiến máu tươi chảy ra. Thuận thế lăn một vòng, Lục Phu không đứng dậy, hắn ngẩng đầu lên, cố gắng nhắm bắn Bùi Đông Lai. Bịch! Không đợi Lục Phu bóp cò, chân phải Bùi Đông Lai đột nhiên phát lực, trực tiếp đá vào cánh tay đang cầm khẩu súng máy của Lục Phu, ám kình bùng nổ, trong chốc lát khẩu súng máy đã vỡ tung. Lực phản chấn đã làm hổ khẩu của Lục Phu rách ra, máu tươi chảy ròng. Phác! Không để ý đến sự đau đớn trên cánh tay, Lục Phu quát một tiếng, thuật thế rút thanh chủy thủ ở bắp chân ra, hướng cổ Bùi Đông Lai mà đâm tới. Đối với Lục Phu mà nói, hắn không biết cái gì gọi là minh kính hay ám kính, hắn và Jason giống nhau đều luyện thuật giết người. Thân là một trong 10 lính đánh thuê nổi tiếng nhất thế giới, thuật giết người của hắn vô cùng bá đạo, ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay liền nhanh như thiểm điện. Thanh chủy thủ trong tay hắn phát ra một đạo bạch quang. Đối mặt với một kích của Lục Phu, Bùi Đông Lai đành phải nghiêng người tránh né. Vù! Mắt thấy Bùi Đông Lai không bị tổn thương, Lục Phu không ngừng lại, cổ tay phát lực. Thanh chủy thủ trong tay bay ra, giống như là một lưỡi hái tử thần, bay thẳng vào yết hầu Bùi Đông Lai. Sau khi ném thanh chủy thủ, bộ mặt dữ tợn của Lục Phu nở ra nụ cười lạnh như băng, ở hắn xem ra, khoảng cách ngắn như thế này thì Bùi Đông Lai sẽ không có khả năng né tránh. Nhưng mà, nụ cười trên mặt Lục Phu nhanh chóng cứng ngắc. Hắn chỉ thấy thân hình Bùi Đông Lai khẽ cong lại làm thanh chủy thủ bắn vào hư không. Vù! Thấy vậy cả người Lục Phu liền bắn ra. Lao thẳng đến Bùi Đông Lai, đùi phải vung lên hướng về nửa thân dưới của Bùi Đông Lai mà đá vào. Gãy cho ta! Bùi Đông Lai quát một tiếng, đùi phải hắn cũng vung lên, dùng cứng đối cứng. Bịch! Hai chân chạm nhau, giống như là hai thanh sắt va vào nhau. Sau đó, không đợi Lục Phu rút chân về, một cổ ám kình từ chân của Bùi Đông Lai bạo phát. Ám kình bộc phát, Lục Phu chỉ cảm giác đùi phải của mình vỡ nát. Truyền đến một cơn đau đớn làm cho hắn khẽ run lên, cơ thể hơi khựng xuống. Vù! Bùi Đông Lai cũng không thu chân lại, tay phải của hắn chém ra, trực tiếp chụp vào cổ họng của Lục Phu. Bị trúng một cước này, chân phải của Lục Phu đã bị thương nặng, đối mặt với một chảo của Bùi Đông Lai, hắn né hơi chậm. Kết quả là bị Bùi Đông Lai bắt được bả vai. Rốp! Một phát bắt được bả vai Lục Phu, Bùi Đông Lai liền bóp lại, ám kình bùng nổ. Trực tiếp xé rách bả vai của Lục Phu. Bịch! Sau đó, Bùi Đông Lai thuận thế quăng hắn ra xa, rồi trực tiếp đạp vào mặt Lục Phu. Nhân cơ hội này, năm ngón tay của Bùi Đông Lai mở ra hóa chảo thành trường, hướng thẳng về trái tim của Lục Phu. Bởi vì đùi phải và bả vai bị thương cho nên Lục Phu phản ứng hơi chậm. Lúc này, không đợi Lục Phu né tránh, bàn tay của Bùi Đông Lai đã giống như một thanh chủy thủ sắc bén, trực tiếp cắm thẳng vào ngực Lục Phu.
một phát bắt được trái tim của Lục Phu sau đó dùng sức kéo ra. Hắc hổ đào tâm. Phốc. Một cổ máu tươi phun ra, trái tim của Lục Phu đã bị Bùi Đông Lai nắm lấy. Ách. Cảm nhận được cơn đau từ lồng ngực truyền ra, nhìn vào quả tim của mình nằm trên tay Bùi Đông Lai, hai mắt Lục Phu trợn to ra, miệng cũng mở ra nhưng mà không phải là nói, mà là phun ra dòng máu đỏ tươi. Bịch. Sau đó, cả người Lục Phu ngã xuống đất, giống như là một con chó chết. Lục Phu một trong thập đại dòng binh vương cứ như thế mà chết. Mắt thấy Lục Phu đã chết đi, Bùi Đông Lai liền ném quả tim xuống, sau đó trực tiếp xách thi thể của Lục Phu lên rồi bỏ đi. Cùng lúc đó, dưới chân núi, trong phòng, hơn 10 trái lựu đạn cay đã bay thẳng vào phòng, cả phòng tràn ngập khói trắng. Khụ, khụ. Tất cả mọi người trong phòng đều ho khan. Về phần Liễu Nguyệt, một bên nàng ho kịch liệt, một bên dùng áo che miệng Đông Phương Uyển Nhi lại. Chuyện cho đến bây giờ, chúng ta chỉ có thể đánh cược một lần. Tiểu Lang thấy thế vội nói. Đối phương đã sử dụng lựu đạn khói, mặc dù không tạo thành nguy hiểm đối với chúng ta nhưng mà nó cũng sẽ gây ảnh hưởng, hơn nữa nó sẽ quấy nhiễu tầm mắt tay súng bắn tỉa của chúng ta. Lao ra thì còn có hy vọng. Năm người ra cửa sau, có nhiệm vụ canh phòng. Còn những người khác dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía tây trong rừng núi. Thời khắc mấu chốt, Tiểu Lang quyết đoán. Liễu tỷ, đưa Uyển Nhi cho ta. Nói xong, Tiểu Lang liền bước đến trước mặt kéo lấy Uyển Nhi ôm vào trong lòng. Liễu tỷ, tỷ đi sau ta, những người khác chuẩn bị. Phía bên ngoài, đám lính đánh thuê mang theo mặt nạ phòng độc, tay cầm lấy thanh M9, mai phục ở hai bên cửa. Oe, oe. Sau đó, đột nhiên ở bên ngoài vang lên từng tiếng còi xe cảnh sát. Nghe được tiếng còi xe cảnh sát, trong lòng bọn chúng khẽ động nhưng không cảm thấy sợ hãi, trong đó một tên là đội trưởng mở miệng. Cảnh sát đến đây, tốc chiến tốc thắng. Đám con nít danh kia, thủ lĩnh của chúng mày đã chết, kế tiếp là đến lượt chúng mày. Đột nhiên, một tiếng giống vang khắp Ngưu Thủ Sơn. Đội trưởng đã chết. Nghe được tiếng giống của Bùi Đông Lai. Tất cả đám lính thuê liền dừng động tác, xuất phát từ bản năng bọn chúng đem ánh mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh. Ngay sau đó, dưới ánh mặt trời, thi thể Lục Phu bị Bùi Đông Lai ném ra, từ trong rừng bay thẳng lên cao. Bằng, bằng, bằng. Sau đó, Bùi Đông Lai liền nổ súng, ba liên đạn lần lượt được bắn ra, trước sau bắn thẳng vào đầu của Lục Phu. Phốc. Dưới ánh mặt trời, đầu của Lục Phu trực tiếp vỡ nát, hóa thành một đạo huyết vụ. Giống như một đóa huyết hoa nở rộ trên bầu trời. Máu chảy như mưa rơi. Ực, ực. Thấy một màn huyết tinh này, đám lính đánh thuê không khỏi lạnh người, ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Bọn hắn không tin được Lục Phu, đội trưởng của mình lại chết trong tay của Bùi Đông Lai. Hơn nữa lại chết một cách tức tưởi. Két. Đúng lúc này, cửa phòng được mở ra, năm tên thành viên huyết sát liền phóng ra. Ra khỏi phòng. Tuy rằng đám thành viên huyết sát vẫn bị ảnh hưởng của khói trong lựu đạn cay, nhưng vẫn có thể thấy được bóng dáng của đám lính đánh thuê. Không một chút do dự, năm tên thành viên huyết sát liền bóp cò. Păng 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 păng. Năm viên đạn bắn ra khỏi nòng súng. Từng viên đạn hướng về phía đám lính đánh thuê bắn tới. Phốc, 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 chấm. Nhất thời đám lính đánh thuê trở tay không kịp. Trong phút chốc, vài tên trúng đạn. Ngã xuống trong vũng máu. Păng 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 păng. Cùng lúc đó, năm tên lính đánh thuê cảnh giới ở bên ngoài lấy lại được tinh thần liền nổ súng, trong nháy mắt năm tên thành viên huyết sát liền đổ gục xuống. Cùng lúc đó, hai tên thành viên huyết sát đang định phóng ra, thấy một màn như vậy thì liền lui về phía góc tường trong nhà. Păng, păng. Trong núi, dường như cùng một lúc hai tiếng súng vang lên, hai viên đạn lần lượt xuyên qua đầu của hai tên lính đánh thuê. Máu tươi phun đầy đất. Thấy đồng bạn mình chết đi, ba tên lính đánh thuê còn lại liền nằm xuống đất. Sợ. Giờ phút này, bọn hắn thật sự sợ. Bởi vì, bóng ma trong lòng bọn hắn lại xuất thủ. Phanh, phanh, phanh. Thấy một màn như vậy, mặc dù Bùi Đông Lai không cách nào xác định được bóng dáng của ba tên lính đánh thuê nhưng mà hắn vẫn nổ ba phát súng. Hắn muốn dùng phương thức này để uy hiếp ba tên lính đánh thuê đang chạy trốn. Nghe được tiếng súng, ba tên lính đánh thuê chẳng những không có dừng bước chân lại mà còn chạy trốn nhanh hơn, cảm giác kia tựa như có ác ma đuổi theo phía đằng sau bọn hắn. Trong rừng núi,
Sau khi liên tục bắn ra 3 phát súng, Bùi Đông Lai lấy ra ống nhòm quân sự, nhìn về phía phương xa trên đỉnh núi. Hiện tại 3 tên lính đánh thuê đã sợ mày bỏ chạy, cái duy nhất có thể khiến hắn lo lắng chính là tay súng bắn tỉa trên đỉnh núi kia. Trên đỉnh núi, tay súng bắn tỉa thứ 2 của dòng binh đoàn Siberia cuối cùng nhìn thấy 3 tên đồng bạn giống như là binh sĩ bại trận, lựa chọn chạy trốn, hắn lập tức làm ra quyết định rút lui. Thông qua ống nhòm quân sự thì hắn thấy tay súng bắn tỉa kia lựa chọn rút lui, Bùi Đông Lai hoàn toàn yên lòng, sau đó lại dùng ống nhòm quân sự nhắm ngay dưới chân núi Ngưu Thủ Sơn. Dưới chân núi Ngưu Thủ Sơn, tiếng còi cảnh sát kêu lên mãnh liệt, đèn báo hiệu lóe lên, mấy tên cảnh sát vây quanh bên cạnh xe cảnh sát, cũng không có lên núi. Thấy một màn như vậy, chân mày Bùi Đông Lai khẽ nhíu lại, hắn biết rõ chuyện còn chưa kết thúc, bất quá hắn rất rõ ràng. So với nguy hiểm vừa rồi mà nói thì phiền toái kế tiếp hắn cũng không coi vào đâu. Liễu tỷ, đối phương đã rút lui, mọi người lập tức rời khỏi phòng, ở phía sau chờ ta. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, Bùi Đông Lai một lần nữa dùng ống nhòm quân sự xem xét một phen, sau khi xác định đám lính đánh thuê Siberia đã rút lui thì liền lập tức làm ra quyết định. Nói xong, Bùi Đông Lai cũng không hề dừng lại, nhanh chóng xuống núi. Trong phòng. Bởi vì Liễu Nguyệt, Tiểu Lang không biết tình huống bên ngoài, nên không dám tự tiện rời khỏi phòng, lúc này nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy thì toàn bộ đều giống như là người sắp chết đuối cuối cùng bắt được cọng cỏ cứu mạng, lại có một cảm giác như địa ngục trở lại thiên đường. Bọn họ không nói hai lời, liền chạy ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, dưới chân núi, vô luận là người dân chạy tới đồn công an báo án, hay là sau đó cảnh sát chạy tới hiện trường cũng không có một ai dám lên núi. Đối với những cảnh sát kia mà nói, bọn họ không dám lên núi, là bởi vì sau khi bọn hắn tới dưới chân núi thì liền nghe được tiếng súng kịch liệt. Điều này làm cho bọn họ mấy năm nay không nã một phát súng nào, thật sự không cách nào lấy hết súng khí, lấy tính mạng của mình ra làm tiền đánh cuộc. Bởi vì, bọn họ cảm thấy đó là hành động chịu chết. Mà đối với cảnh sát chạy tới đây mà nói, bọn họ vốn là muốn lên núi. Nhưng mà khi thấy Bùi Đông Lai đem thân thể lúc phu quăng lên không trung, sau đó một sùng bạo đầu, bọn họ trực tiếp bỏ qua ý nghĩ lên núi này trong đầu. Theo bọn họ xem ra, đừng bảo là bọn họ, ngay cả đội đặc cảnh tinh anh cũng không cách nào làm được, đem người quăng lên không trung hơn 10 mét, một súng bạo đầu. Bởi vì nhiệm vụ khó khăn cùng tính nguy hiểm vượt ra khỏi dự tính của bọn họ cho nên bọn họ chỉ có thể thỉnh cầu trợ giúp của cấp trên. Các đồng chí cảnh sát. Lãnh đạo thành phố đã phái ra đội đặc cảnh tới trước trợ giúp, ngoài ra, quân khu Giang Ninh, Tổng đội Võ Cảnh tỉnh, Cục An ninh tỉnh đều đã phái người đến tăng viện. Một chiếc buýt có rèm che dừng lại, một gã nam nhân trung niên có sắc mặt kiên nghị trầm giọng nói. Lãnh đạo đã ra lệnh yêu cầu chúng ta lập tức phong tỏa quốc lộ phụ cận Ngưu Thủ Sơn, trước khi bộ đội tiếp viện tới đây, không cho phép để cho bất luận kẻ nào rời khỏi đây. Ngũ đội trưởng, Trương đội trưởng, Vương đội trưởng. Ba người các anh dẫn người của đội các anh, phong tỏa 3 đường quốc lộ thông với Ngưu Thủ Sơn, những người khác theo ta thủ tại chỗ này. Nam nhân trung niên thân là đội trưởng đại đội hình cảnh Giang Ninh giọng nói như chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Bắt đầu hành động. Rõ. Ba gã thuộc đại đội hình cảnh nghe được mệnh lệnh của chi đội trưởng, vội vàng đáp lại. Sau đó, kèm theo tiếng còi cảnh sát dồn dập, từng chiếc xe cảnh sát rời khỏi chân núi. Đi trước đến 3 đường quốc lộ nối Ngưu Thủ Sơn, mà gần một nửa lực lượng cảnh sát còn lại đứng nguyên tại chỗ, phong tỏa hoàn toàn lối vào quốc lộ. Mắt thấy xe cảnh sát gào thét rời đi, thân là đội trưởng đội hình cảnh thì nam nhân trung niên cũng nhíu chặt đôi mày, hắn biết đại kiêu hùng Đông Hải năm đó là Đông Phương Thần được chôn cất ở chỗ này, mà hôm nay lại là ngày giỗ của Đông Phương Thần. Ở dưới loại tình hình này, nơi này phát sinh bắn nhau, hơn phân nửa cùng đại tỷ Đông Hải Liễu Nguyệt có liên quan. Chỉ là, theo hắn xem ra, chẳng qua chỉ là hắc bang giao chiến, không đến nỗi gây ra động tĩnh lớn như thế. Huống chi, một màn lúc trước thực sự quá kinh người, hắn không tin một phần tử hắc bang có thể đem người ném lên cao hơn 10 mét, sau đó một súng bạo đầu. Trọng yếu hơn chính là, hắn nghe được Bùi Đông Lai kia điên cuồng gào thét, biết được từ hắn một tin tức trọng yếu có lính đánh thuê Raser gia nhập chiến đấu. Hắn thân là đội trưởng đội hình cảnh. Mặc dù không biết tại sao tổ chức lính đánh thuê được xưng là cỗ máy giết người này lại có thể thần không biết, quỷ không hay chạy đến Trung Quốc, chỉ là hắn có một vạn lý do để tin tưởng, chuyện này thật không đơn giản. Chính là bởi vì như thế,
mặc dù biết được thế lực khắp nơi đều đã phái người tăng viện, hắn cũng không dám để cho thủ hạ lên núi. Hắn biết rõ, những người dưới tay hắn đối phó với phần tử tội phạm bình thường thì không thành vấn đề, nhưng để đối phó với những tên lính đánh thuê giết người không chớp mắt kia thì chỉ có một con đường chết. Lúc nam nhân trung niên truyền đạt mệnh lệnh thì ở trong vùng giao phong chính diện thuộc Ngưu Thủ Sơn. Thủ hạ dưới tay Vương Hùng đã rút lui hết, trong ghế xe chiếc Quýt Thương Vụ, sắc mặt của Vương Hùng khó coi bấm số điện thoại của Dương Sách. Ta vừa mới nhận được tin tức, cảnh sát, quân đội, võ cảnh, đặc công toàn bộ đều hướng tới Ngưu Thủ Sơn mà đến. Điện thoại vừa chuyển, không đợi Vương Hùng làm ra hồi báo, đầu bên kia điện thoại Dương Sách liền trầm giọng hỏi. Tình huống hiện tại như thế nào? Dương gia, tình huống cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Bất quá, tôi vừa mới nghe được tin tức có người giết chết Lúc Phu thì liền lập tức liên lạc với hắn, kết quả không liên lạc được. Vương Hùng, ý của ngươi là, hành động đã thất bại. Không đợi Vương Hùng nói cho hết lời, Dương Sách lại một lần nữa mở miệng, giọng nói khiếp sợ mà tức giận. Chắc là, như thế. Vương Hùng thấp giọng trả lời, thanh âm bé đến nỗi thiếu chút nữa ngay cả chính hắn cũng không nghe được. T. Mặc dù đoán được điểm này, nhưng mà nghe được câu trả lời của Vương Hùng thì Dương Sách giận đến hít vào một hơi, không nhịn được mắng. Vương Hùng a Vương Hùng, trước đó ngươi bảo đảm như thế nào với ta? Ngươi không phải nói đám mao tử kia có thể cùng ngang tài ngang sức với loại bộ đội Alpha sao? Hành động làm sao có thể thất bại được? Vương Hùng khóc không ra nước mắt. Nếu như không phải là hắn dùng vô tuyến điện không liên lạc được với Lúc Phu, hắn cũng không tin được Lúc Phu thân là một trong 10 dòng binh vương lại sẽ chết. Ngươi lập tức rời khỏi đó cho ta. Mặc dù Dương Sách rất không cam lòng lãng phí cơ hội tuyệt tốt để giết Bùi Đông Lai lần này nhưng chuyện cho đến bước này chỉ có thể bỏ qua. Mặt khác, hắn cũng biết, cho dù hắn đem tổ tông 18 đời Vương Hùng ân cần thăm hỏi một lần cũng không giải quyết được chuyện gì. Rõ, Dương gia. Vương Hùng vội vàng đáp một tiếng, sau đó trong lòng vừa động, thử dò xét hỏi. Dương gia, mặc dù đám mao tử kia thất bại nhưng mà chuyện này cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, tôi nghĩ hay là kế tiếp có thể lợi dụng cảnh sát, thế lực quân đội đối phó Bùi Đông Lai. Ngu ngốc! Dương Sách lạnh lùng mắng. Sở dĩ ta thuê lính đánh thuê nước ngoài chính là không muốn làm quân cờ của Nạp Lan Minh Châu, tự mình giải quyết chuyện này. Nếu như, kế tiếp chúng ta làm như vậy thì sẽ phải làm tay sai cho Nạp Lan Minh Châu. Thậm chí, hiện tại chúng ta rất có thể làm con tốt thí của Nạp Lan Minh Châu. Tại sao? Vương Hùng không giải thích được. Dương Sách giận đến run cả người. Ngươi có thể đảm bảo những tên lính đánh thuê kia toàn bộ đã chết không? Nếu như bọn chúng có người rơi vào tay cảnh sát hoặc là đặc công rồi khai ra chúng ta thuê bọn họ, người nói chúng ta sẽ gặp phải kết quả như thế nào? Bá! Vương Hùng bị hù dọa đến nỗi sắc mặt biến đổi, không dám lên tiếng nữa. Đô, đô! Sau đó, đợi Vương Hùng sau khi lấy lại tinh thần, Dương Sách đã cúp điện thoại, trong ống nghe truyền ra thanh âm đô đô. Đầu bên kia điện thoại, sau khi Dương Sách cúp điện thoại, sắc mặt ngưng trọng đốt một điếu thuốc lá. Hung hăng rít mạnh dường như hắn muốn dùng chất nicotine để cho đầu óc của mình trở nên tỉnh táo hơn một chút. Một phút đồng hồ sau, Dương Sách bóp tắt tàn thuốc, trực tiếp bấm số điện thoại của Nạp Lan Minh Châu. Dương Sách, ta vừa mới nhận được tin tức, nói là Ngưu Thủ Sơn xuất hiện lính đánh thuê Raser. Điện thoại vừa chuyển, giọng nói cao ngạo trước sau như một của Nạp Lan Minh Châu truyền ra, mang theo mùi vị chất vấn. Có phải ngươi đã thuê lính đánh thuê nước ngoài? Ừ, mặc dù không có nghĩ đến Nạp Lan Minh Châu sẽ nhận được tin tức nhanh đến như vậy, nhưng mà nghĩ đến Nạp Lan Minh Châu đúng là tâm phúc bên cạnh Diệp Đại Thiếu gia thì Dương Sách cũng không cảm thấy kỳ quái, sắc mặt phức tạp thừa nhận điểm này. Ngu ngốc, lá gan của ngươi thật lớn a. Nạp Lan Minh Châu lạnh giọng mắng. Nạp Lan tiểu thư, ta cũng là vì đề phòng chuyện xảy ra. Mặc dù nén giận trong lòng, nhưng là đối mặt với lời trách cứ của Nạp Lan Minh Châu. Dương Sách không dám nổi giận mà là chột dạ giải thích. Không đợi Dương Sách nói cho hết lời, Nạp Lan Minh Châu liền lạnh lùng cắt đứt. Đề phòng chuyện xảy ra, hắc, Dương Sách, ta xem ra là ngươi không thèm đếm xỉa đến ta thì có lý hơn. Lần này, Dương Sách không phản bác được. Dương Sách, một mình ngươi gây ra chuyện này vậy ngươi tự mình giải quyết chuyện này đi. Thấy Dương Sách không nói lời nào, Nạp Lan Minh Châu dùng một loại giọng điệu không thể nghi ngờ. Mặt khác, vạn nhất ngươi không thu xếp được chuyện này, tốt nhất giữ chặt miệng của ngươi,
nếu không thì lửa giận của Diệp thiếu gia không phải là ngươi có thể thừa nhận được. Bụp. Thanh âm vừa dứt, Nạp Lan Minh Châu không đợi Dương Sách đáp lời, liền hung hăng cúp điện thoại. Đô, đô. Bên tai vang lên thanh âm đô đô truyền ra, Dương Sách hiểu được mình đã hoàn toàn bị Nạp Lan Minh Châu bỏ rơi, sắc mặt bị chọc tức đến trắng bệch, không nhịn được mắng. Mẹ kiếp, một con kỹ nữ mà thôi, mày nghĩ rằng mình là nữ hoàng sao? Chửi má nó thì chửi má nó, tức giận thì tức giận, trong lòng Dương Sách cũng rất rõ ràng chuyện cho đến nước này nếu như đoàn lính đánh thuê Siberia có người rơi vào tay cảnh sát, quân đội hoặc là đặc công thì nhất định hắn phải dùng tới quan hệ giải quyết chuyện này nếu không hậu quả hắn cũng không chịu nổi. Dương Sách ha Dương Sách, ngươi cho rằng tâm tư nhỏ bé của ngươi bổn tiểu thư không biết ư? Cùng lúc đó, đầu bên kia điện thoại, trên mặt Nạp Lan Minh Châu lại không có chút nào tức giận, trên mặt nở ra một nụ cười giễu cợt, tựa hồ cười nhạo Dương Sách tự cho là mình thông minh. Thanh âm vừa dứt, nàng lấy điện thoại di động bấm số điện thoại của Lâm Tường Lâm đại thiếu gia. Nạp Lan tiểu thư, đầu bên kia điện thoại, Lâm Tường tựa hồ đã sớm đợi điện thoại của Nạp Lan Minh Châu, điện thoại di động chỉ một hồi chuông đã nghe máy. Lâm Tường, căn cứ vào tin tức của tên phế vật Dương Sách kia hồi báo, Bùi Đông Lai hẳn là chưa có chết. Nạp Lan Minh Châu trầm giọng nói. Bên kia không có xảy ra sự cố gì chứ? Nạp Lan tiểu thư xin cứ yên tâm, tỉnh ủy Nam Tô sau khi nhận được tin tức đã lập tức liên hệ với quân khu Giang Ninh, cục an ninh tỉnh, tổng đội võ cảnh tỉnh để xin trợ giúp. Trước mắt, Ngưu Chí Quân đã xuất lĩnh bộ đội đi tới Ngưu Thủ Sơn. Lâm Tường không nóng không vội cấp ra câu trả lời chắc chắn, nhưng trong lòng thì đang ầm thầm suy đoán, bàn cờ nước kế tiếp này Diệp Tranh Vanh bố trí như thế nào. Lâm Tường thân là nhân vật đứng đầu đời thứ tư của Lâm gia, được cho là một trong những đại thiếu gia nổi danh kinh thành, không tới 30 tuổi đã tới cấp sảnh, hơn nữa đang chủ quản một tỉnh. Nhân vật như thế nếu có người đem hắn trở thành đứa ngốc thì đây tuyệt đối là một sự việc rất ngu xuẩn. Lâm Tường tự nhiên sẽ không bởi vì Nạp Lan Minh Châu mà làm việc trước tiên hắn liền liên lạc với người của Lâm gia. Hắn từ nơi đại lão Lâm gia kia biết được, kể từ khi Bùi Vũ Phu tái xuất thì thế lực khắp nơi đều là hết sức chú ý, bao gồm cả Diệp gia ở bên trong, tất cả cừu gia của Bùi Vũ Phu cũng không có tùy tiện xuất thủ. Sở dĩ như vậy, là bởi vì những cừu gia kia của Bùi Vũ Phu không biết Bùi Vũ Phu ở 18 năm trước rốt cuộc để lại bao nhiêu thế lực. Hơn nữa bọn chúng chính là kiêng kỵ giá trị võ lực kinh khủng của Bùi Vũ Phu. Bọn họ đều là rất rõ ràng, 18 năm trước, Bùi Vũ Phu bị cắt đứt một chân, biến mất biệt tích, hoàn toàn là bởi vì người của Diệp gia kia xuất thủ. Ngoài trừ người kia ra, Hoa Hạ to lớn không người nào là đối thủ của Bùi Vũ Phu. Mà cái người kia trời sinh tính tình cổ quái, hơn nữa ở nước Cộng Hòa có địa vị đặc thù, dù là gia chủ của Diệp gia cũng không nhất định có thể sai khiến được hắn. Ở dưới loại tình hình này, sau khi Lâm Tường bàn bạc cùng với đại lão Lâm gia, nhất trí cho là Diệp Tranh Vanh lần này không có được đại lão Diệp gia trao quyền, cụ thể vì sao lại làm như thế bọn họ cũng không có đoán ra. Đối với lần này, dựa vào yêu cầu của đại lão Lâm gia, Lâm Tường lựa chọn không đếm xỉa đến, thờ ơ lạnh nhạt chẳng qua là hắn làm trung gia để Ngưu Chí Quân phụ thân của Ngưu Hải Đào liên hệ với Nạp Lan Minh Châu. Ngưu Hải Đào bị Bùi Đông Lai phế đi một cái tay. Ngưu Chí Quân đang lo làm sao báo được thù. Sau khi biết được Diệp gia sẽ khai đao đối với Bùi gia thì liền hợp tác ngay. Bùi Đông Lai à Bùi Đông Lai, ngươi đừng tưởng rằng ngươi tránh được một kiếp này, có thể ung dung rồi. Điện thoại vừa tắt, đầu bên kia điện thoại Nạp Lan Minh Châu lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Ngươi nằm mơ cũng không nghĩ ra, bàn cờ này bây giờ mới bắt đầu. Thân là người chỉ huy bố cục bên ngoài của Diệp Tranh Vanh, Nạp Lan Minh Châu rất rõ ràng. Lần này Diệp Tranh Vanh bày ra cái bố cục này cũng không phải là lợi dụng thế lực Diệp gia giao phong chính diện cùng Bùi gia, mà là núp ở phía sau màn, lợi dụng thủ đoạn chính khách thường dùng tá lực đả lực. Lợi dụng Dương Sách đánh chặn đường Bùi Đông Lai. Đây là nước cờ đầu tiên của Diệp Tranh Vanh. Bởi vì Diệp Tranh Vanh âm thầm biết được thực lực chân chính của Bùi Đông Lai, cho nên ngay từ đầu không có nghĩ qua sẽ đem Bùi Đông Lai táng mạng tại Hoàng Tuyền. Bức bách Bùi Đông Lai cùng thế lực của Dương Sách phát sinh xung đột, giao chiến, đây mới là mục đích thực sự của Diệp Tranh Vanh khi đi nước cờ đầu tiên này. Lợi dụng chuyện tình Ngưu Hải Đào bị Bùi Đông Lai phế một tay, để cho Ngưu Chí Quân xuất lĩnh bộ đội, lấy cớ vì Bùi Đông Lai tham gia chiến tranh Hắc Bang, bắt Bùi Đông Lai. Đây là nước cờ thứ hai của Diệp Tranh Vanh. Nếu chỉ có hai nước cờ này,
Nạp Lan Minh Châu cũng không cảm thấy Diệp Tranh Vanh có thể đối phó được với phụ tử Bùi gia. Bởi vì, sau khi Nạp Lan Minh Châu biết được thế lực chân chính của phụ tử Bùi gia nên cảm thấy được tạm thời không đề cập tới Bùi Vũ Phu, chỉ bằng mạng lưới quan hệ hiện nay của Bùi Đông Lai đang có, Ngưu Chí Quân phụ thân của Ngưu Hải Đào cũng tốt, cảnh sát Nam Tô cũng được, đều không nhất định có thể động được tới Bùi Đông Lai, lại càng không nói động tới Bùi Vũ Phu. Mục đích của Diệp Tranh Vanh là để cho Ngưu Chí Quân đem Bùi Đông Lai giao vào trong tay Trần Anh. Đây là nước cờ thứ ba của Diệp Tranh Vanh. Đây cũng là một bước quan trọng nhất trong bố cục bàn cờ này. Ở Diệp Tranh Vanh xem ra, Trần Anh từng là một thành viên Long Nha và là nhân vật số một quân khu Giang Ninh, hơn nữa bởi vì vị hôn phu Tiêu Phi chết đi cho nên đã bị khai trừ khỏi Long Nha cho nên tính tình thay đổi, ghét ác như cừu. Ở dưới dạng tình hình này, một khi Bùi Đông Lai rơi vào trong tay Trần Anh, lấy tình tình Trần Anh thì nhất định nàng sẽ điều tra Bùi Đông Lai. Kể từ đó, lấy thân phận Trần Anh, nếu như Bùi Vũ Phu không ra mặt, Bùi Đông Lai tất chịu bị kịch trong tay Trần Anh, nếu như Bùi Vũ Phu ra mặt mà nói thì mọi chuyện sẽ càng hợp với sắp xếp của Diệp Tranh Vanh. Gia chủ của Trần Gia là nhân vật số một quân khu Giang Ninh có tính tình bốc lửa, ở trong quân có danh xưng Trần Diêm Vương, cùng rất nhiều đại lão trong quân có quan hệ mật thiết. Ở trong quân có địa vị cực cao. Cho dù Bùi Vũ Phu ra mặt cũng khó có thể cứu được Bùi Đông Lai từ trong tay của Trần Anh và Trần Diêm Vương ra. Ngược lại, Bùi Vũ Phu sẽ dùng thứ lực ẩn tàng 18 năm. Lợi dụng Trần gia bức ra thế lực mà Bùi Vũ Phu giấu giếm, song phương đều tổn thương. Đây là nước cờ thứ tư của Diệp Tranh Vanh. Nạp Lan Minh Châu rõ ràng nhớ được, ngày đó lúc Diệp Tranh Vanh đặt quân cờ xuống bàn cờ đã nói. Một khi Trần gia cùng Bùi Vũ Phu sống mái với nhau, Bùi Vũ Phu động thủ với Trần gia, hoặc là nói động thủ với Trần Anh thì cái người 18 năm trước cắt đứt một chân của Bùi Vũ Phu kia sẽ ra mặt đối phó với Bùi Vũ Phu. Bởi vì, nam nhân tên là Diệp Cô Thành kia, chính là sư phó của Trần Anh. Hắn, chính là thủ lĩnh Long Nha của nước Cộng Hòa. 18 năm trước, Diệp gia Diệp Cô Thành, một mình đấu với Bùi Vũ Phu, cắt đứt một chân của Bùi Vũ Phu. Đánh một trận phong thần. Cho đến ngày nay, Diệp Tranh Vanh có một vạn lý do để tin tưởng, cái nam nhân đã sớm xưng bá Long Bảng kia nếu như không nhớ tình cũ mà một lần nữa động thủ với Bùi Vũ Phu thì chắc chắn Bùi Vũ Phu hẳn phải chết. Ép Diệp Cô Thành rời núi, chém giết Bùi Vũ Phu. Đây là nước cờ thu quan của Diệp Tranh Vanh. Bùi Đông Lai à Bùi Đông Lai, một khi tên người què cha ngươi kia táng mạng xuống Cửu Tuyền. Diệp thiếu gia muốn giết ngươi cũng giống như bóp chết một con kiến, ngươi có biết không? Khanh khách! Trong đầu hiện ra bố cục bàn cờ của Diệp Tranh Vanh, Nạp Lan Minh Châu giống như một tên tiểu nhân đắc chí, nhìn có chút hả hê. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của nàng nhìn vô cùng đắc ý cùng ngông cuồng. Cùng lúc đó, một chiếc Passat có treo giấy phép của đại đội đặc cảnh Đông Hai ngừng lại trước cửa quân khu Giang Ninh, dựa theo lệ cũ tiếp nhận kiểm tra. Thấy ô tô dừng lại, binh sĩ đeo súng gác cửa bước nhanh đi tới trước chiếc Passat, thấy Trần Anh một thân quần áo thể thao, đầu tiên là chào theo tiêu chuẩn của nghi thức quân đội, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói. Chào cô, xin lấy ra giấy tờ tùy thân, xe không chính chủ rồi. Đối mặt với yêu cầu của người lính gác, Trần Anh biết đối phương cũng không biết mình, cho nên nàng không có bày ra tư thế đại tiểu thư, mà là dựa theo yêu cầu của tên lính gác móc ra giấy chứng nhận. Thấy trên giấy chứng nhận ghi là Trần Anh 26 tuổi đúng là đội trưởng đại đội đặc cảnh Đông Hải thì trong lòng tên lính gác không khỏi cả kinh. Mặc dù hắn chỉ là một gã binh sĩ bình thường nhưng cũng biết một nữ nhân mới 26 tuổi có thể đảm nhiệm đội trưởng đại đội đặc cảnh Đông Hải thì đó là một việc đại biểu cho cái gì rồi. Thủ trưởng, xin hỏi ngài tìm ai? Sau khi kinh ngạc, tên lính gác mở miệng lần nữa, giọng nói không hề nghiêm túc giống như lúc trước, mà là lộ ra một chút cảm giác tôn kính. Thủ trưởng Trần Quốc Đào. Sắc mặt Trần Anh bình tĩnh nói. Trần Quốc Đào. Ngạc nhiên nghe được lời của Trần Anh, tên lính gác không khỏi sửng sốt. Bởi vì, Trần Quốc Đào chính là nhân vật số một quân khu Giang Ninh. Xin chờ một chút. Khiếp sợ qua đi, mặc dù tên lính gác đầy bụng nghi vấn nhưng vẫn không dám hỏi nhiều mà là xoay người bước nhanh trở về, cố gắng hồi báo. Một phút đồng hồ sau. Thủ trưởng, mời. Gã lính gác quay lại, sắc mặt kính sợ một lần nữa chào Trần Anh, sau đó làm ra một thủ thế mời đi. Trần Anh thấy thế, biết rõ đối phương đã biết thân phận của mình, cũng không có nói gì, mà là chậm rãi kéo cửa xe lên, lái ô tô đi vào đại viện quân khu.
Bởi vì nhận được thông báo, sau khi Trần Anh lái ô tô đi vào đại viện quân khu, vô luận là trạm canh gác hay là cọc ngầm cũng không có đi ra ngoài ngăn trở, mà là một đường không trở ngại, trực tiếp lái vào trong đại viện quân khu, cuối cùng đem xe hơi dừng lại ở trước lầu tòa nhà tướng quân ở cuối nội viện. Tiểu Anh, bên ngoài lầu tướng quân, sau khi cảnh vệ viên Trần Quốc Đào nhận được hồi báo phía dưới thì liền ra cửa chờ trực. Lúc này thấy Trần Anh từ trong ghế xe đi ra, vội vàng nghênh đón. Trung thúc, nhìn thấy nam tử tóc húi cua, mày kiếm, cả người gầy gò tràn đầy một loại khí tức quân nhân này thì vẻ lạnh lùng trên mặt Trần Anh giảm bớt mấy phần. Bởi vì Trần Anh biết, nam nhân trung niên trước mắt này có hy vọng rất tốt để phát triển, vì cảm tạ Trần gia nên trong hơn 15 năm qua vẫn đảm nhiệm chức cảnh vệ viên bên cạnh Trần Quốc Đào, một tấc cũng không rời. Thủ trưởng tối hôm qua đã trở về gấp rồi, ở trong thư phòng chờ cháu lâu rồi, mau vào đi thôi. Đối mặt với vẻ lạnh lùng của Trần Anh, nam nhân trung niên biết rõ tin tức cũng không để ý, mà là cười cười, dẫn đường phía trước. Thân là nhân vật số một quân khu Giang Ninh, chỗ ở của Trần Quốc Đào cũng giống như chỗ khác trong quân khu, từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ hơi thở nghiêm túc, tòa nhà hai tầng ngăn nắp, trang hoàng đơn giản, điển hình của tác phong quân nhân. Thủ trưởng ở bên trong, một mình cháu vào đi thôi. Mang theo Trần Anh đi tới cửa thư phòng lầu 2. Trung Cương nhẹ giọng nói. Trần Anh gật gật đầu, đang muốn gõ cửa, lại nghe bên trong truyền ra một thanh âm mười phần lo lắng. Tiểu Anh, mau vào, để cho Gia Gia nhìn một cái. Nghe được trong thư phòng truyền ra tiếng Trần Quốc Đào, Trung Cương không nhịn được cười một cái. Thân là cảnh vệ viên của Trần Quốc Đào, hắn biết rõ cả trên dưới Trần gia thì Trần Anh có địa vị không người nào có thể thay thế được trong lòng Trần Quốc Đào, quả thực chính là tâm can bảo bối của Trần Quốc Đào. Nếu không phải là như thế, Trần Quốc Đào cũng sẽ không biết được sự kiện trọng đại phát sinh ở Ngưu Thủ Sơn, vẫn ở trong thư phòng chờ Trần Anh trở về. Két, kèm theo một tiếng vang nhỏ, Trần Anh đẩy cửa vào. Cùng rất nhiều phú hào, quan lớn bất đồng, thư phòng Trần Quốc Đào vẫn hết sức đơn giản, chẳng qua là để mấy hàng tủ sách, trong giá sách toàn là những bộ sách có liên quan đến quân sự, có binh pháp cổ đại, cũng có bộ sách tin tức chiến tranh hiện đại. Ngồi trên chiếc ghế trước bàn đọc sách, Trần Quốc Đào tay phải đang kẹp một điếu thuốc của quân đội, ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ dáng ngồi của quân nhân. Sương khói vần quanh khuôn mặt của hắn, làm cho người ta thấy rõ ràng cái đầu đã mơ hồ toàn tóc trắng kia, cũng có thể thấy trên trán hắn đầy nếp nhăn. Những thứ này, cũng là năm tháng mang cho hắn. Hắn giống như là một bảo đao niêm phong cất vào kho, chẳng qua là đơn giản ngồi ở chỗ đó, liền cho người khác mọi loại cảm giác oai hùng. Nhất là cặp con mắt lấp lánh hữu thần kia, trong đó bắn ra ánh mắt, kiên định mà sắc bén. Năm tháng mang đi thanh xuân của hắn, mang đi tinh lực của hắn, tuy nhiên nó không có mang đi dáng vẻ thuộc về quân nhân thế hệ trước tung của độc hữu, đó chính là quân hồn. Ánh mắt kiên định kia phảng phất nói cho mỗi người biết, chỉ cần tổ quốc cùng nhân dân cần, lão binh cũng có thể cầm súng ra trận. Bác sĩ không phải nói là ông cần phải bỏ thuốc sao? Đối mặt với Trần Quốc Đào được xưng là Diêm Vương trong quân, Trần Anh chẳng những không có cảm thấy kính sợ, còn cố ý mặt lạnh, trực tiếp giáo huấn. À, ông không cẩn thận liền quên mất, không hút, không hút nữa. Nghe được lời nói của Trần Anh, Trần Quốc Đào liền giống như là từ lão hổ biến thành một con mèo bệnh, cười ha ha một cái rồi bóp tắt tàn thuốc, nói. Tới, Tiểu Anh, lại đây để cho Gia Gia xem một chút. Nhận thấy được vẻ mặt biến hóa của Trần Quốc Đào. Cảm nhận được tình thương yêu phát ra từ nội tâm của Trần Quốc Đào, vẻ mặt lạnh lùng kia của Trần Anh trở nên nhu hòa rất nhiều, không nói gì trực tiếp đi tới trước người Trần Quốc Đào. Thấy Trần Anh đi tới trước người, Trần Quốc Đào đứng lên, vươn tay, tự ái sờ lên đầu Trần Anh, sau đó hai tay khoác lên trên đầu vai Trần Anh, quan tâm hỏi. Đã thích ứng hoàn cảnh công việc mới chưa? Lúc hỏi trong đôi mắt Trần Quốc Đào cũng toát ra một chút lo lắng. Bởi vì, hắn biết, Tiêu Phi chết đi cùng với chuyện tình bị khai trừ khỏi Long Nha dường như đã phá vỡ nhân sinh lúc trước của Trần Anh. Từ sau lúc đó, cả người Trần Anh giống như thay đổi thành người khác, từ tính cách hướng ngoại biến thành hướng nội. Hoàn hảo! Trần Anh gật đầu. Vậy thì tốt! Thấy khí sắc Trần Anh cũng không tệ lắm, Trần Quốc Đào yên lòng. Ra ra! Trần Anh muốn nói lại thôi. Ách! Ngạc nhiên nhận thấy được vẻ dị thường của Trần Anh. Trần Quốc Đào không khỏi ngẩn ra. Sao vậy? Cháu có chuyện muốn nói với ông. Trần Anh cắn răng nói.
Chuyện gì? Vốn là Trần Quốc Đào đối với việc Trần Anh đột nhiên về nhà cảm thấy hết sức tò mò, hôm nay thấy Trần Anh luôn luôn làm việc gọn gàng trở nên có chút do dự, vẻ nghi ngờ trong lòng Trần Quốc Đào càng đậm. Cháu muốn đề cử một người vào đại đội đặc chủng quân khu. Trần Anh nói ngay vào điểm chính. Hắn có thể giúp ông đạt được chức vô địch trong cuộc tỷ võ bộ đội đặc chủng toàn quân. Ngạc nhiên nghe được lời nói của Trần Anh, may là Trần Quốc Đào đã trải qua sóng to gió lớn, luyện nên một trái tim kiên cường, nhưng cũng không tránh khỏi hơi giật mình. Cùng Trần Quốc Đào quan hệ tốt trong quân đội, đại lão các phương đều là rất rõ ràng, Trần Quốc Đào xuất thân trinh sát binh kể từ sau khi nhậm chức ở quân khu Giang Ninh liền có một nguyện vọng, có một ngày nào đó, đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh có thể đạt được chức vô địch ở cuộc tỷ võ toàn quân bộ đội đặc chủng. Bởi vì nguyện vọng này, trong quá khứ nhiều năm trước, Trần Quốc Đào ở phương diện này đã đầu tư không ít nhân lực, vật lực, chỉ là nguyện vọng thủy chung không có thực hiện được. Mà hôm nay, Trần Anh lại nói có người có thể giúp hắn thực hiện nguyện vọng này, điều này có thể không làm cho Trần Quốc Đào kinh ngạc sao? So sánh với điểm này mà nói, Trần Anh chủ động đề cử người tiến vào đại đội đặc chủng mới là điều khiến cho Trần Quốc Đào kinh ngạc nhất. Bởi vì, Trần Quốc Đào so với bất luận kẻ nào đều rất rõ ràng, đứa cháu gái này bị chính mình nhẫn tâm đưa đi bồi dưỡng, cuối cùng trở thành một thành viên của Long Nha, kể từ khi vị hôn phu Tiêu Phi chết đi, cũng như rút khỏi tổ chức Long Nha, tính tình cả người liền thay đổi. Ngoài trừ nghĩ hết mọi biện pháp diệt trừ cái ác bên ngoài, đối với sự tình khác đều là thờ ơ. Hôm nay, Trần Anh lại chủ động đề cử người gia nhập đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh. Tiểu Anh, sao cháu lại đề cử người cho ta? Trần Quốc Đào sắc mặt kinh ngạc nhìn Trần Anh. Rốt cuộc là ai mà có thể khiến cháu nhìn bằng ánh mắt khác như vậy? Người kia là quân nhân trời sinh, thiên phú trên người hắn thậm chí không thua gì Tiêu Phi. Sắc mắt Trần Anh phức tạp thở dài, cho ra câu trả lời nửa thật nửa giả. Cháu không hy vọng thấy hắn bị mai một. Thiên phú không thua gì Tiêu Phi. Ngạc nhiên nghe được lời của Trần Anh, Trần Quốc Đào sợ hết hồn. Thân là nhân vật số một quân khu Giang Ninh. Trần Quốc Đào chứng kiến Trần Anh cùng Tiêu Phi trở thành vợ chồng, liền biết rõ Tiêu Phi. Mà kể từ sau khi Trần Anh cùng Tiêu Phi đính hôn, Trần Quốc Đào mỗi khi nhìn thấy đại lão trong quân các phương khác, cũng sẽ đều nhắc tới chuyện này, tâm tình có chút đắc ý. Có thể nói không khoa trương, ở trong một đoạn thời gian rất dài, hắn cảm thấy được Tiêu Phi Long Nha của nước Cộng Hòa có thể trở thành tôn nữ tế của hắn, đúng là trời cao một lần ban ân khi hắn về già. Tiểu Anh, cháu nói là sự thật. Trên khuôn mặt kiên nghị của Trần Quốc Đào hiện ra mấy phần hưng phấn, cảm giác kia hận không được lập tức được gặp một lần người mà Trần Anh đề cử. Dạ. Trần Anh gật đầu, nhưng không có nói cho Trần Quốc Đào, chuyện tình Bùi Đông Lai là đồ đệ của Tiêu Phi. Hắn tên gọi là gì? Đang làm gì? Thấy Trần Anh gật đầu, Trần Quốc Đào khẩn cấp hỏi. Hắn tên là Bùi Đông Lai, là sinh viên Đại học Đông Hải. Trần Anh không dám nói Bùi Đông Lai âm thầm nắm trong tay Hắc Đạo Hỗ Hàng. Sinh viên. Trần Quốc Đào cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà, kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng Trần Quốc Đào hiểu rõ Trần Anh, biết Trần Anh sẽ không nói hưu nói vượt, mà là trực tiếp đồng ý, nói. Tiểu Anh, hôm nào cháu mang hắn đem đến cho ta nhìn một cái. Nếu như hắn đúng như lời cháu nói như vậy thì cho dù cướp thì ra ra cũng phải đem hắn cướp về. Thì. Có lẽ là bởi vì được sự đáp ứng của Trần Quốc Đào, có lẽ là lời nói của Trần Quốc Đào vô cùng buồn cười nên khóe miệng Trần Anh nở ra nụ cười nhạt. Nụ cười mặc dù nhạt, nhưng lại nhất tiếu khuynh thành. Tiểu Anh, cháu cùng người gọi là tiểu tử Bùi Đông Lai kia quan hệ như thế nào? Thấy nụ cười của Trần Anh, Trần Quốc Đào lại không nhịn được tò mò mở miệng hỏi, bởi vì trong ký ức của hắn kể từ khi Trần Anh trải qua hai chuyện đau lòng kia thì đã không cười lần nào. Mà hôm nay, Trần Anh chẳng những chủ động đề cử Bùi Đông Lai gia nhập đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh, hơn nữa còn cười. Chuyện này thật sự khiến cho Trần Quốc Đào cảm thấy quá kỳ quái. Cháu nhận hắn làm đệ đệ. Trần Anh suy nghĩ một chút nói. Đệ đệ. Trần Quốc Đào há hốc mồm. Reng, reng. Sau đó, không đợi Trần Quốc Đào hỏi thêm cái gì, thư phòng vốn an tĩnh vang lên tiếng chuông điện thoại. Đột nhiên xuất hiện tiếng chuông điện thoại khiến cho Trần Quốc Đào đang ngây người lấy lại tinh thần, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, cũng không có tránh Trần Anh, mà là trực tiếp cầm điện thoại lên. Alo, thủ trưởng, Ngưu Chí Quân mới vừa báo cáo lại,
người của đại đội đặc cảnh cùng võ cảnh còn chưa có chạy tới. Điện thoại vừa chuyển, trong ống nghe truyền ra một thanh âm 10 phần lo lắng. Ngưu Chí Quân muốn mang quân lên núi, do đó xin chỉ thị. Phê chuẩn. Lúc nói Trần Quốc Đào theo thói quen mắng một câu thô tục. Con mẹ nó, nhân dân nuôi dưỡng chúng ta, không phải là để chúng ta bảo vệ chủ quyền Giang Sơn sao? Hôm nay, người ngoại quốc dám chạy đến địa bàn của chúng ta dương oai, chúng ta há có thể bởi vì gặp nguy hiểm mà lùi bước. Cậu nói cho Ngưu Chí Quân biết, thấy một lão mao tử giết một người, thấy hai người giết hai người, sỉ nhục bọn hắn cho ta. Mẹ nó! Thanh âm vừa dứt, Trần Quốc Đào không đợi đối phương trả lời, liền trực tiếp cúp điện thoại, vẻ tức giận trên khuôn mặt hắn liền lộ ra. Ra ra, chuyện gì thế? Nghe được Trần Quốc Đào nhắc đến lão mao tử, thấy bộ dáng giận dữ của Trần Quốc Đào, chân mày Trần Anh cau lại, hỏi. Mấy tên lính đánh thuê lão mao tử không biết làm thế nào tiềm nhập vào Giang Ninh, lúc nãy ở Ngưu Thủ Sơn xảy ra bắn nhau, người tỉnh ủy gọi điện thoại tới thỉnh cầu trợ giúp, ông phái người qua hỗ trợ. Trần Quốc Đào trầm giọng nói. Lính đánh thuê. Từng là một thành viên của Long Nha, nàng đối với lính đánh thuê cũng không xa lạ gì, ngược lại nàng cũng thường xuyên giao thủ cùng với lính đánh thuê, giết chết lính đánh thuê không có 100 thì cũng có 80 người. Hôm nay nghe được hai chữ lính đánh thuê, nàng liền có phản xạ có điều kiện tựa như một loại phản ứng nghề nghiệp. Chẳng lẽ là Dương Sách lợi dụng lính đánh thuê tới Giang Ninh đối phó với Liễu Nguyệt? Rất nhanh, Trần Anh nghĩ tới ba chữ Ngưu Thủ Sơn, liên tưởng đến hôm nay là ngày giỗ của Đông Phương Thần, Liễu Nguyệt hẳn là dẫn người tới đó tế bái, liên tưởng đến trước đó không lâu, Bùi Đông Lai khiến cho Dương Sách cút ra khỏi Đông Hải, trong lòng vừa động, lập tức đã tuôn ra một phỏng đoán. Vừa đoán ra nguyên nhân, sắc mặt Trần Anh biến hóa, nhưng bởi vì không dám chắc, không dám lên tiếng, mà là âm thầm quyết định một hồi gọi điện thoại cho Bùi Đông Lai hỏi một chút tình huống. Đối với hết thảy chuyện này, Bùi Đông Lai cũng không hề hay biết. Lúc này hắn mang theo Liễu Nguyệt, Đông Phương Lãnh Vũ cùng Tiểu La Lị Đông Phương Uyển Nhi, dưới sự bảo vệ của Tiểu Lang cùng hai gã tinh anh của huyết sát khác ngồi vào phòng xe Camry, dọc theo núi theo đường lớn đi xuống. Dưới ánh mặt trời, chiếc Camry vốn cao quý, hoa lệ bỗng trở nên tanh bành, lúc nãy tay súng bắn tỉa thứ hai của dòng binh đoàn Siberia mặc dù không có phá hủy được nhưng hai chiếc Mercedes bên cạnh bị phá hủy mảnh nhỏ đập vào trên thân xe đã phá hư sườn xe. Trong ô tô, Bùi Đông Lai đã thay chiếc áo nhuộm đầy máu tươi bằng đồng phục tác chiến xanh biếc, hơn nữa cũng tẩy rửa một phen. Nhưng mà, cứ cho là như thế, trên người của hắn như cũ tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. So ra mà nói, đám người Liễu Nguyệt, Tiểu Lang bởi vì không có làm ra chiến đấu, thật ra cũng không có mùi máu tươi, chẳng qua là mùi lựu đạn hơi cay lưu lại cũng thật nồng. Nhật Xuất Đông Lai, mùi trên người anh thật là khó ngửi nha. Tiểu La Lị Đông Phương Uyển Nhi ngay lúc tiếng súng đầu tiên vang lên, liền bị Bùi Đông Lai đánh hôn mê bất tỉnh, cũng không biết huyết chiến vừa mới phát sinh thê thảm như thế nào, hiện tại ngửi được mùi máu tươi nồng đậm trên người Bùi Đông Lai, không nhịn được che lỗ mũi lại. Ngạc nhiên nghe được lời của Đông Phương Uyển Nhi, Đông Phương Lãnh Vũ nhớ tới lúc đám người A Long chết đi thì không nhịn được nắm chặt hai đấm, hai mắt đỏ bừng. Thậm chí, ngay cả Tiểu Lang chịu trách nhiệm lái xe, vành mắt cũng là đỏ hồng. Liễu Nguyệt cũng vậy, nàng đầu tiên là đỏ mắt, cắn răng, nhẹ nhàng vuốt ve Đông Phương Uyển Nhi ở trong lòng, sau đó ngẩng đầu, sắc mặt tự trách nhìn Bùi Đông Lai. Dường như không có nhận thấy được ánh mắt của Liễu Nguyệt, Bùi Đông Lai vươn tay ra rồi véo trên gương mặt phấn nộn của Đông Phương Uyển Nhi. Ca ca ta không phải chỉ là mấy ngày chưa tắm sao, làm gì mà bốc mùi như vậy? Đi, 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 không ngờ lại mấy ngày chưa tắm. Ta xem anh mới từ đi từ lò mổ heo ra. Đông Phương Uyển Nhi tức giận nói một câu. Khụ, khụ. Thanh âm vừa dứt, Đông Phương Uyển Nhi không nhịn được ho khan một tiếng mặc dù lúc trước nàng được Liễu Nguyệt cùng Tiểu Lang bảo vệ trước sau, tuy nhiên lượng lựu đạn cay ném vào quả thực rất nhiều, huống chi lúc này trên người Liễu Nguyệt, Đông Phương Lãnh Vũ còn lưu lại mùi vị rất nồng của lựu đạn hơi cay. Em đã không muốn ngửi, ca ca ta mạn phép cho em ngửi luôn. Bùi Đông Lai giống như ngày thường cùng Tiểu La Lị đấu võ mồm, sau đó trực tiếp đem Tiểu La Lị từ trong lòng Liễu Nguyệt ôm lấy. Liễu Nguyệt thấy thế, trong lòng khẽ run lên, ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai tràn đầy cảm kích. Phần cảm kích kia, là bởi vì nàng biết Bùi Đông Lai đem Đông Phương Uyển Nhi ôm lấy, vì để tránh cho Đông Phương Uyển Nhi ngửi thấy mùi vị lựu đạn hơi cay cường độ cao còn lưu lại trên người nàng.
phần cảm kích kia, cũng bởi vì hành động lúc trước của Bùi Đông Lai. Nàng rất rõ ràng, bởi vì nàng khư khư cố chấp, làm cho mọi người lâm vào nguy hiểm, nếu như không phải là Bùi Đông Lai ngăn cơn sóng dữ, lúc này, vô luận là Đông Phương Uyển Nhi, Đông Phương Lãnh Vũ hay là nàng cùng Tiểu Lang bốn người đều đã đi trình diện Diêm Vương gia. Nhận thấy được ánh mắt cảm kích của Liễu Nguyệt, Bùi Đông Lai không nói gì chỉ cười cười, nhưng trong lòng thì đang suy tư làm thế nào giải thích với cảnh sát cùng quân đội ở dưới chân núi. Dưới chân núi, Ngưu Chí Quốc nhận được mệnh lệnh của Trần Quốc Đào, trước tiên chào hỏi đội trưởng chỉ huy đội hình cảnh chịu trách nhiệm hiện trường, sau đó dẫn đầu dẫn người lên núi. Bùi Đông Lai đúng không? Nhìn Ngưu Thủ Sơn khắp nơi xanh biếc, Ngưu Chí Quốc ngồi trong xe Việt Dã ánh mắt lạnh như băng, âm thầm siết chặt hai tay, trong lòng cười lạnh nói. Mặc dù ta không cách nào tự mình báo thù cho nhi tử của ta, nhưng là ta sẽ đích thân đem ngươi cùng phụ thân ngươi dẫn vào địa ngục. Oe, oe. Tiếng còi cảnh sát chói tai một lần nữa phá vỡ bầu trời của Ngưu Thủ Sơn, hai chiếc xe cảnh sát gào thét đã tới dưới chân núi. Đèn báo hiệu lóe trên xe dừng lại. Một gã đặc cảnh được trang bị đầy đủ võ trang từ trong xe nhảy xuống, đội trưởng đội đặc cảnh vội vàng hướng chi đội trưởng cảnh sát nghênh đón. Ông khỏe chứ, Tào đội trưởng, tình huống hiện tại như thế nào? Đội trưởng đội đặc cảnh cùng Tào đội trưởng bắt tay nhau, cũng không có khách sáo, hỏi thẳng vào vấn đề. Chào ông, cảnh đội trưởng, Ngưu Chí Quốc đã dẫn binh sĩ lên núi trinh sát rồi, tình huống cụ thể trên núi tôi cũng không rõ. Tào đội trưởng đáp chi tiết. Cấp trên yêu cầu tôi dẫn người lên núi đối phó với địch nhân, ông cho người của ông phong tỏa các con đường quanh Ngưu Thủ Sơn này. Bởi vì biết được ở Ngưu Thủ Sơn có lính đánh thuê nước ngoài tham gia chiến đấu, vì thế cảnh đội trưởng cũng không có nói là bắt tội phạm, trực tiếp gọi là địch nhân. Vù, vù. Cảnh đội trưởng vừa nói dứt lời, phương xa xuất hiện hai chiếc trực thăng võ trang giống như liệp ưng hướng Ngưu Thủ Sơn bay tới. Tốt. Tào đội trưởng cũng biết. Chỉ có nhóm đặc cảnh thân kinh bách chiến kia mới có thể đối phó được những cỗ máy giết người kia. Số 5, nghe rõ trả lời. Thấy Tào đội trưởng không có dị nghị gì, cảnh đội trưởng nói vài câu rồi xoay người rời đi, đồng thời lấy ra vô tuyến điện hô lên. Số 1, số 5 thu được, xin ra lệnh. Tôi đem các huynh đệ lên núi, ước chừng cần 15 phút. Trong vòng 15 phút các cậu cần phải tập trung xác định chính xác vị trí của địch nhân. Đến lúc đó có thể trực tiếp tiến hành công kích. Số 5 thu được. Sau khi thủ hạ cho câu trả lời chắc chắn, cảnh đội trưởng không nói thêm gì nữa, trực tiếp lên xe. Sau đó, hai chiếc xe trước sau khởi động, chạy nhanh về hướng đỉnh núi. Chỗ giữa sườn núi. Từng chiếc xe tải quân sự dọc theo đường núi hướng về phía nghĩa trang trên đỉnh núi đi tới, tựa như một hàng dài màu xanh biếc. Trong xe tải quân dụng, các chiến sĩ quân đoàn SS. Tay cầm súng, đeo ba lô, vẻ mặt tiêu điều sơ xác. Bởi vì, biết được có lính đánh thuê từ Raser tham gia chiến đấu vì thế thân là SS quân đoàn. Đội quân mà Ngưu Chí Quân phái ra thi hành nhiệm vụ lần này chính là đội thiết quân thuộc quân đoàn SS, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng tinh anh của quân đoàn SS. Thủ trưởng, phía trước xuất hiện hai chiếc xe, dường như đối phương phát hiện chúng ta nên đã cố ý giảm tốc độ xe, xin chỉ thị. Đột nhiên. Một tên lính trinh sát mở đường thông qua ống nhòm quân sự thấy phía trước xuất hiện một chiếc xe Ben cùng một chiếc Camry, lập tức cầm lấy điện thoại hồi báo cho Ngưu Chí Quân đang cùng bộ đội đi phía sau. Phát ra cảnh cáo, để cho đối phương xuống xe, nếu như đối phương phản kháng, trực tiếp bắn chết. Ngưu Chí Quân nhớ tới mệnh lệnh của Trần Quốc Đào, lập tức nói. Rõ, thủ trưởng. Bằng, bằng. Đội trưởng lính trinh sát hoàn thành xong báo cáo. Trước tiên cho ra câu trả lời chắc chắn, sau đó cắt đứt điện thoại, cầm lấy súng, vươn ra ngoài cửa sổ, liên tục bắn liền hai phát súng, tiếng súng trầm muộn vang dội bầu trời Ngưu Thủ Sơn. Người phía trước nghe đây, chúng ta là quân đoàn SS Nhân dân Giải phóng Trung Quốc, chúng ta yêu cầu mọi người lập tức xuống xe. Lặp lại một lần nữa, chúng ta yêu mọi người lập tức xuống xe. Sau khi tiếng súng vang lên, tên lính trinh sát giống lớn nói. Tiểu Lang. Để cho hai người bọn họ dừng xe. Trong chiếc Camry, Bùi Đông Lai nghe được tiếng hét thì liền ra lệnh cho Tiểu Lang. Rõ, Bùi tiên sinh. Tiểu Lang vội vàng đáp lại, đồng thời dùng vô tuyến điện truyền đạt mệnh lệnh của Bùi Đông Lai. Nhật xuất Đông Lai, sao lại có nhiều quân xa như vậy nhỉ? Lúc này,
Tiểu La Lị Đông Phương Uyển Nhi thấy phía trước xuất hiện rất nhiều xe tải quân sự, mắt to chớp chớp hỏi. Bùi Đông Lai âm thầm thở dài, bất đắc dĩ, một lần nữa nhẹ nhàng đánh ngất Đông Phương Uyển Nhi, sau đó đem Đông Phương Uyển Nhi giao cho Liễu Nguyệt, nói. Liễu tỷ, ta xuống xe nói chuyện một chút, tỷ cùng Tiểu Vũ ở phía sau chờ ta. Ừ. Liễu Nguyệt ôm lấy Đông Phương Uyển Nhi, khẽ gật đầu một cái, nàng rất rõ ràng mặc dù lúc này rơi vào trong tay bộ đội cũng không phải là chuyện tốt nhưng mà so với hiểm cảnh mới vừa rồi mà nói còn hài hước hơn, dù sao dựa vào mạng lưới quan hệ ở Bạch Đạo của nàng cùng Quý Hồng nếu không cách nào giải quyết hết thảy chuyện này thì vẫn còn có Bùi Vũ Phu. Rất nhanh, chiếc Camry cùng chiếc Ben ngừng lại phía trước, Bùi Đông Lai dẫn đầu xuống xe, đi thẳng đến trước chiếc quân xa dừng ngay chỗ khúc cua. Nương theo ánh sáng ban ngày, có thể rõ ràng thấy, vẻ mặt Bùi Đông Lai vô cùng bình tĩnh, bước đi vẫn ổn định. Ngay chỗ khúc cua, trong một chiếc xe jeep quân sự, tên tiểu đội trưởng trinh sát thấy Bùi Đông Lai xuống xe đi tới, đầu tiên là hướng Ngưu Chí Quân áp trận phía sau hồi báo nói. Báo cáo thủ trưởng, xuống xe không phải là lính đánh thuê Racer, mà là một gã người Trung Quốc, xin chỉ thị. Ở bên trong chiếc xe Việt giã quân sự ở phía sau. Ngưu Chí Quân sau khi nghe được hồi báo, trước tiên lấy ra ống nhòm quân sự, rõ ràng thấy được khuôn mặt quen thuộc của Bùi Đông Lai đã được hắn nhớ kỹ. Trong đôi mắt hiện lên thân ảnh của Bùi Đông Lai, khuôn mặt Ngưu Chí Quân lộ ra một vẻ hận thấu xương. Lập tức tiến hành khống chế đối với hắn và người của hắn, mặt khác, nếu như hắn dám phản kháng, trực tiếp bắn chết. Thanh âm vừa dứt, Ngưu Chí Quân lại trở nên hưng phấn, theo hắn xem ra. Vô luận Bùi Đông Lai phản kháng hay không thì cũng là một cái tử lộ, chẳng qua chỉ là sớm hay muộn thôi nếu phản kháng, hắn có thể lợi dụng tội danh làm trở ngại thi hành quân vụ mà cho thủ hạ bắn chết Bùi Đông Lai, không phản kháng thì với lời nói của hắn có thể đem Bùi Đông Lai bắt đi, dựa theo kế hoạch của Nạp Lan Minh Châu, nhất cử đem hai người Bùi Đông Lai cùng Bùi Vũ Phu tiêu diệt. Hưng phấn rất nhiều, Ngưu Chí Quân lại hạ mệnh lệnh để cho thủ hạ dừng lại lên. Đồng thời để cho cảnh vệ viên lái ô tô mang theo hắn đi tới khúc cua phía trước. Phía trước khúc cua, tiểu đội trưởng sau khi nhận được mệnh lệnh của Ngưu Chí Quân, trước tiên dẫn người xuống xe. Giơ hai tay lên đầu, đứng nguyên tại chỗ để kiểm tra. Sau khi xuống xe, tên tiểu đội trưởng hướng về phía Bùi Đông Lai la lớn, đồng thời kêu gọi đầu hàng, mười mấy tên trinh sát binh võ trang đầy đủ đứng ở phía sau hắn liền giơ cao súng trong tay, đem họng súng nhắm ngay Bùi Đông Lai. Một bộ dáng đằng đằng sát khí, cảm giác kia giống như nếu Bùi Đông Lai không làm theo thì bọn hắn sẽ lập tức nổ súng bắn chết Bùi Đông Lai. Thấy một màn như vậy, Bùi Đông Lai dừng bước chân lại, dựa theo yêu cầu của tên tiểu đội trưởng kia, dừng chân lại, đem hai tay giơ lên đầu, vẻ mặt bình tĩnh như trước. Tên tiểu đội trưởng thấy thế liền lập tức mang theo bốn gã thủ hạ hướng Bùi Đông Lai đi tới. Soát người. Lúc sắp đến gần Bùi Đông Lai, tên tiểu đội trưởng hạ mệnh lệnh. Bốn gã trinh sát binh không nói hai lời voi kỳ bước nhanh đi tới trước người Bùi Đông Lai, trong đó hai người dùng họng súng nhắm ngay Bùi Đông Lai, ý bảo Bùi Đông Lai không cần phản kháng, hai người khác thì tiến hành soát người đối với Bùi Đông Lai. Báo cáo đội trưởng, trên người hắn không có phát hiện bất kỳ vũ khí nào. Sau khi soát người xong, mộ gã trinh sát binh hồi báo nói. Cậu tên là gì? Đang làm cái gì? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Còn có... Những người đi cùng cậu là ai? Nghe được thủ hạ hồi báo, tên tiểu đội trưởng ánh mắt như đao ngó chừng Bùi Đông Lai, trầm giọng hỏi. Bùi Đông Lai, chủ tịch tập đoàn Đông Hải, tôi cùng chỉ kết nghĩa đi tảo mộ kết quả là gặp phải tập kích. Bùi Đông Lai trả lời rất đúng mực. Chủ tịch tập đoàn Đông Hải. Ngạc nhiên nghe được Bùi Đông Lai báo ra thân phận, tên tiểu đội trưởng không khỏi ngẩn ra. Mặc dù không biết chuyện tình tập đoàn Thiên Tường cùng tập đoàn Hồng Hải thống nhất. Nhưng mà DNS tiếng một chủ tịch tập đoàn cũng đủ dọa người rồi. Phát hiện Bùi Đông Lai mặt đối mặt với đoàn người của mình, mặt không đổi sắc, một bộ dáng rất bình tĩnh, tên tiểu đội trưởng cũng không có hoài nghi những điều Bùi Đông Lai vừa nói mà là hơi trầm ngâm một chút, nói. Chào cậu, tôi là Lưu Cương tiểu đội trưởng thuộc quân đoàn XX, chúng tôi nhận được tin tức nói Ngưu Thủ Sơn xảy ra bắn nhau, mời cậu nói rõ chi tiết một chút tình huống vừa rồi. Mặt khác, lập tức để cho bằng hữu của cậu xuống xe tiếp nhận kiểm tra. Tốt. Nghe được lời nói của tên tiểu đội trưởng, Bùi Đông Lai xoay người, hướng về đám người Liễu Nguyệt đang ngồi trên xe phía sau, la lớn. Liễu tỷ, tỷ bảo bọn người Tiểu Lang xuống xe để kiểm tra. Trong chiếc Camry phía sau, dựa theo yêu cầu của Bùi Đông Lai,
đám người Liễu Nguyệt đem vũ khí vứt bỏ rồi bước xuống xe. Cùng lúc đó, 8 tên trinh sát binh giơ lên họng súng, hướng đám người Liễu Nguyệt chạy tới. Lúc trước tôi cùng bằng hữu đón xe lên núi nhưng chưa kịp tới Nghĩa Trang thì trên ấy đã xảy ra bắn nhau. Tôi cùng bằng hữu của tôi liền cả kinh trực tiếp chạy vào trong xe, kết quả là ở trên đường đã chết vài người hộ vệ, hơn nữa còn bị phá hủy 2 chiếc xe hơi. Bùi Đông Lai mặt không đổi sắc nói. Sau đó chúng tôi chạy vào trong rừng núi, kẻ bắt cóc vốn là muốn hạ thủ với chúng tôi, kết quả dưới chân núi vang lên tiếng còi cảnh sát, bọn bắt cóc thấy vậy liền bị dọa cho sợ chạy mất. Ý của cậu nói là hộ vệ của cậu cùng bọn bắt cóc xảy ra bắn nhau. Tên tiểu đội trưởng cau mày hỏi. Bùi Đông Lai lắc đầu. Không có, hộ vệ của tôi chẳng qua là bảo vệ tôi cùng bằng hữu của tôi rời đi, cùng bọn bắt cóc phát sinh xung đột chính là một nhóm người khác, cụ thể là ai thì tôi cũng không rõ ràng lắm. Một lần nữa nghe được câu trả lời bình tĩnh của Bùi Đông Lai, tên tiểu đội trưởng cau mày nhìn kỹ Bùi Đông Lai vài giây đồng hồ, sau đó, không đợi hắn mở miệng lần nữa, một gã trinh sát binh chạy tới phía trước, hồi báo. Báo cáo đội trưởng, trên xe cùng trên người bọn họ không có vũ khí. Thủ hạ hồi báo làm cho chân mày tên tiểu đội trưởng nhíu chặt lại, hắn vốn còn muốn hỏi thêm, nhưng phát hiện xe của Ngưu Chí Quân đang lái tới phía sau thì liền ra lệnh để thủ hạ hạ súng xuống, xếp thành hàng nghênh đón. Nửa phút đồng hồ sau, dưới sự nghênh đón của tiểu đội trinh sát, trong ánh nhìn chăm chú của Bùi Đông Lai, chiếc xe Việt dã quân sự đã ngừng lại phía trước. Ô tô dừng lại. Cảnh vệ viên Ngưu Chí Quân liền nhảy xuống xe, mở cửa xe cho Ngưu Chí Quan, Ngưu Chí Quân đi xuống xe, ánh mắt như đao nhìn về hướng Bùi Đông Lai. Cảm nhận được trong ánh mắt Ngưu Chí Quân chợt lóe lên vẻ âm nhu, chân mày Bùi Đông Lai khẽ nhíu lại. Lưu Cương, xảy ra chuyện gì? Nhìn chằm chằm Bùi Đông Lai vài giây đồng hồ, Ngưu Chí Quân thu hồi ánh mắt rồi hướng về phía Lưu Cương hỏi. Báo cáo thủ trưởng, người kia tên là Bùi Đông Lai. Tự xưng là chủ tịch tập đoàn Đông Hải. Lưu Cương lập tức báo cáo, nói. Dựa theo lời hắn nói, hắn và bằng hữu của hắn đi tảo mộ, kết quả gặp phải chuyện đấu súng. Mang hắn tới đây, ta tự mình thẩm vấn. Ngưu Chí Quân biết rõ tin tức vẻ mặt nghiêm túc nói. Rõ, thủ trưởng. Lưu Cương gật đầu đồng ý, hướng về phía hai gã trinh sát phía trước đang trông chừng Bùi Đông Lai làm ra một cái thủ thế. Đi. Hai gã trinh sát thấy thủ thế, dùng súng đẩy phía sau lưng Bùi Đông Lai, trầm giọng nói. Cảm thụ được nòng súng truyền đến cảm giác lạnh lẽo, chân mày Bùi Đông Lai nhíu lên, không có phản kháng, mà là quay đầu lại nhìn thoáng qua đám người Liễu Nguyệt, dùng ánh mắt ý bảo Liễu Nguyệt bình tĩnh chớ vọng động. Reng, reng. Cùng lúc đó, bên cạnh chiếc xe Việt dã quân sự, điện thoại của Ngưu Chí Quân khẽ rung lên. Ngưu Chí Quân trong lòng vừa động, lấy điện thoại di động ra nhìn. Con người lập tức mở lớn, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Bởi vì, người gọi tới là Trần Quốc Đào, ngoại hiệu là Trần Diêm Vương, nhân vật số 1 quân khu Giang Ninh. Mặc dù Ngưu Chí Quân là quân đoàn trưởng quân đoàn XX nhưng lấy thân phận của hắn thì lúc bình thường sẽ không thể nào gặp mặt được Trần Quốc Đào ngay cả trò chuyện cũng không thể. Đối với lần này, hắn thấy số điện thoại gọi đến là văn phòng của Trần Quốc Đào thì liền cả kinh không nhẹ. Lưu Cương. Cậu để cho hắn ở đây chờ một lát. Kinh ngạc qua đi, đầu tiên là Ngưu Chí Quân hạ mệnh lệnh với Lưu Cương, sau đó cầm lấy điện thoại di động đi qua một bên, nhận điện thoại. Báo cáo thủ trưởng, tôi quân đoàn trưởng quân đoàn XX, Ngưu Chí Quân, xin chỉ thị. Chào ông, Ngưu quân trưởng, ta là đội trưởng Trần Anh của đại đội đặc cảnh Đông Hải. Đầu bên kia điện thoại, Trần Anh dùng điện thoại trong thư phòng Trần Quốc Đào liên lạc với Ngưu Chí Quân, tự giới thiệu. Trần Anh. Ngạc nhiên nghe được lời nói của Trần Anh, Ngưu Chí Quân đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mừng như điên. Mặc dù hắn không biết vì sao lúc này Trần Anh lại dùng số điện thoại thư phòng của Trần Quốc Đào gọi tới nhưng mà dựa vào kế hoạch của Nạp Lan Minh Châu thì ban đầu hắn sẽ chủ động lĩnh mệnh dẫn người thi hành mục đích là bắt được Bùi Đông Lai, sau đó nghĩ biện pháp giao vào trong tay Trần Anh. Hiện giờ Trần Anh chủ động xuất hiện, đối với hắn mà nói, quả thực chính là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai bất phí công phu. Chào cô, Trần đội trưởng. Trong lòng âm thầm mừng như điên nhưng Ngưu Chí Quân không có biểu hiện ra, mà là rất nghiêm túc gọi chức vụ của Trần Anh. Ngưu quân trưởng, xin hỏi người của ông lên núi sao? Có đụng phải một thanh niên tên là Bùi Đông Lai không? Trần Anh biết được Ngưu Thủ Sơn có xuất hiện lính đánh thuê hơn nữa phát sinh xung đột,
nàng lo lắng Bùi Đông Lai có tham dự cho nên gọi điện thoại cho Bùi Đông Lai, kết quả không liên lạc được, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể thông qua Ngưu Chí Quân để tìm hiểu tình huống. Chẳng lẽ bởi vì Bùi Đông Lai cho nên Trần Anh mới trở về Giang Ninh? Nghe được Trần Anh hỏi thăm Bùi Đông Lai, trong lòng Ngưu Chí Quân vừa động, lập tức đã nảy ra một cái nghi vấn, sau đó hắn liền tự tin vào điểm này. Theo hắn xem ra, vào lúc này Trần Anh xuất hiện tại Giang Ninh không rõ lý do, hơn nữa gọi điện thoại hỏi thăm tình huống của Bùi Đông Lai, nhất định là hướng về phía Bùi Đông Lai. Sau khi khẳng định điểm này, trên mặt Ngưu Chí Quân lộ ra nét mặt hưng phấn, hắn vội vàng đáp. Trần đội trưởng, 10 phút trước người của tôi vừa lên núi, trước mắt còn chưa tới được nghĩa trang trên đỉnh núi. Mới vừa rồi người của tôi có bắt được mấy người, trong đó có một người chính là Bùi Đông Lai như cô nói. Ngưu quân trưởng, tôi lập tức qua đó. Nghe được lời nói của Ngưu Chí Quân, trong lòng Trần Anh vừa động, suy nghĩ một chút, nói. Nếu như có thể, trước khi tôi tới đó xin Ngưu quân trưởng không đem Bùi Đông Lai cùng bằng hữu của hắn giao cho bất luận kẻ nào. Được. Ngưu Chí Quân sảng khoái đáp ứng. Đô, đô. Thanh âm vừa dứt, Ngưu Chí Quân phát hiện điện thoại đã cúp, không khỏi cười lạnh. Bởi vì, thông qua cuộc nói chuyện cùng Trần Anh, hắn càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng, theo hắn xem ra sở dĩ Trần Anh muốn chạy tới đây, hơn phân nửa là sợ Bùi Đông Lai vận dụng quan hệ sau lưng bóp méo sự thật để giải quyết chuyện này. Sau khi có ý nghĩ như vậy, Ngưu Chí Quân không nhìn được mà cười lạnh rồi nhìn Bùi Đông Lai một cái, cảm giác kia giống như đang nói, tiểu tử, Trần Anh đã đem đầu mâu nhắm vào mày, mày đừng cho rằng bản thân có thể vận dụng mạng lưới quan hệ của mày, chỉ sợ lão tử của mày ra mặt cũng là uổng công. Thấy vẻ mặt cười lạnh của Ngưu Chí Quân, Bùi Đông Lai cũng không biết thân phận đích thực của Ngưu Chí Quân nên hắn cho là Ngưu Chí Quân là nhạc phụ của Dương Sách, vẻ mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Bởi vì, lúc trước trên núi, hắn đã gọi điện thoại cho Quý Hồng, tiến hành an bài. Lưu lại 8 người trông coi bọn hắn. Bởi vì biết được Trần Anh muốn tới, Ngưu Chí Quốc ngay cả hứng thú thẩm vấn Bùi Đông Lai cũng không có, mà là vung tay lên hạ mệnh lệnh. Những người khác tiếp tục lên núi, cần phải tiêu diệt bọn cướp. Ngưu Chí Quân truyền đạt mệnh lệnh, ngoại trừ 8 tên trinh sát binh lưu lại thì những binh lính khác đều là ngồi lên xe hướng đỉnh núi đi tới. Cùng lúc đó, quân khu Giang Ninh, trong thư phòng của Trần Quốc Đào. Tiểu Anh, tiểu tử mà cháu đề cử cho ta kia sao lại có liên quan đến sự kiện Ngưu Thủ Sơn lần này? Sắc mặt Trần Quốc Đào phức tạp nhìn Trần Anh hỏi. Còn nữa, sở dĩ cháu vội vàng trở về tìm ta đem hắn chuẩn bị tiến vào đại đội đặc chủng quân khu không phải là vì cháu biết hắn có tham dự vào chuyện tình Ngưu Thủ Sơn lần này, muốn giúp hắn sao? Lúc trước, Trần Anh không liên lạc được với Bùi Đông Lai. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là thỉnh cầu Trần Quốc Đào lợi dụng số điện thoại của hắn hỏi thăm tình hình của Bùi Đông Lai. Mặc dù Trần Quốc Đào đầy bụng nghi ngờ nhưng cũng không hỏi, chờ đến khi Trần Anh nói chuyện điện thoại xong, thì mới không kìm được nữa mà hỏi. Thật xin lỗi, ra ra. Trần Anh sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua Trần Quốc Đào. Thời gian trước cháu cũng không biết Ngưu Thủ Sơn có phát sinh bắn nhau, cũng không nghĩ tới hắn có tham dự trong đó. Bất quá, đúng như lời ông nói. Cháu quả thật muốn giúp hắn. Hắn rốt cuộc là ai? Còn nữa tại sao hắn lại tham gia vào vụ đấu súng ở Ngưu Thủ Sơn? Sắc mặt Trần Quốc Đào kinh ngạc hỏi. Bên ngoài hắn đúng là sinh viên Đại học Đông Hải, nhưng thực ra đang âm thầm nắm trong tay Hắc Đạo Hỗ Hàng. Sự kiện Hàng Hồ trước đó không lâu, chính là hắn một tay đạo diễn. Giọng nói Trần Anh phức tạp. Ngoài trừ cái đó, mấy ngày hôm trước, hắn và Dương Sách đã xảy ra xung đột. Mà hôm nay lại đúng là ngày giỗ của Đông Phương Thần, đại ca xã hội đen ngày trước của Đông Hải nên hắn và Liễu Nguyệt cùng nhau đi tảo mộ Đông Phương Thần bị Dương Sách ám toán. Bá! Nghe được lời nói của Trần Anh thì Trần Quốc Đào liền cả kinh. Lấy thân phận của hắn, tự nhiên sẽ biết được chuyện phát sinh ở Hàng Hồ, hơn nữa hắn còn biết vào lúc đó Bạch Gia liền trả thù Diệp Gia, nuốt lấy quân cờ của Diệp Gia ở Hồ Giang. Có thể nói... Trong chuyện kia đứng ở giữa thu lợi lớn nhất cũng không phải là Bạch Quốc Du, mà là người thay thế Phương Hiểu Hồng cùng Phương Gia, xưng bá Hắc Đạo Hồ Giang, nhúng chàm vào thị trường vay mượn tiền Quý Hồng. Mà hôm nay, Trần Anh lại nói cho Trần Quốc Đào, Bùi Đông Lai âm thầm nắm trong tay Hắc Đạo Hỗ Hàng. Lúc trước, khi Trần Anh đề cử Bùi Đông Lai gia nhập đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh có nói Bùi Đông Lai đang là sinh viên, Trần Quốc Đào bị dọa không nhẹ. Hiện tại biết được Bùi Đông Lai đúng là lão đại xã hội đen Hỗ Hàng,
vẻ khiếp sợ trong lòng có thể hình dung được ư. Phải biết rằng, Trần Anh luôn luôn ghét ác như cửu a. Tiểu Anh, tại sao cháu muốn giúp hắn? Có lẽ là hoàn toàn bị thái độ của Trần Anh làm cho kinh hãi, thế cho nên Trần Quốc Đào không có để ý chuyện tình Dương Sách rất có thể cuồn vào sự kiện Ngưu Thủ Sơn lần này, mà là khẩn cấp muốn biết vì sao Trần Anh luôn luôn ghét ác như cửu lại giúp một đại ca xã hội đen, hơn nữa không tiếc đem đối phương cột vào trên chiến xa Trần gia. Bởi vì hắn là đồ đệ của Tiêu Phi. Trần Anh một lần nữa thở dài. Ngoài trừ cái đó, mặc dù hắn nhúng chàm vào hắc đạo, tuy nhiên nó cùng những người trong hắc đạo khác bất đồng, cháu không hy vọng thấy hắn chết. Cho nên cháu chuẩn bị thân phận một bộ đội của đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh để bảo vệ hắn sao? Trần Quốc Đào hiểu ra ý đồ của Trần Anh, mở to hai mắt nhìn. Thật xin lỗi, Gia Gia. Có lẽ là quyết định như vậy cùng tín ngưỡng của chính mình có điểm xung đột, nàng còn chưa thuyết phục được chính bản thân mình, và có lẽ là không biết nên đối mặt với Trần Quốc Đào như thế nào sau hết thảy chuyện này, Trần Anh cúi đầu không dám nhìn Trần Quốc Đào. Cháu nói hắn là đồ đệ của Tiêu Phi, có chuyện này thật chứ? Trần Quốc Đào cười khổ lắc đầu, suy nghĩ một chút hỏi. Hắn cùng Tiêu Phi có vài lần duyên phận gặp gỡ, cho nên Tiêu Phi đã dạy cho hắn một ít bản lĩnh. Trần Anh giải thích. Thì ra là như vậy à. Trần Quốc Đào nhìn Trần Anh, nói. Tiểu Anh, từ nhỏ đến lớn cháu đều là niềm kiêu ngạo của Gia Gia, Gia Gia chưa từng làm gì vì cháu. Hôm nay cháu đã mở miệng như vậy Gia Gia sẽ đáp ứng cháu vô luận hắn có ưu tú như lời cháu nói hay không thì ta cũng sẽ để hắn lấy danh nghĩa thuộc đại đội đặc chủng quân khu. Mặc khác dựa phán đoán của cháu, mặc dù hắn có tham dự vào sự kiện ở Ngưu Thủ Sơn nhưng không phải là hắn cấu kết với người nước ngoài, cho nên Gia Gia sẽ giúp hắn giải quyết chuyện này. Cảm ơn Gia Gia. Trần Anh mơ hồ có chút kích động. Tiểu Anh, cháu nên biết một chút tin tức về sự kiện hàng hồ. Tiểu tử kia nếu có thể trở thành người có được lợi ích nhiều nhất trong sự kiện hàng hồ, đủ để cho thấy hắn và Bạch Quốc Du có quan hệ không tầm thường. Trần Quốc Đào vừa nói, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Gia Gia đúng là người thô hào, không thích cũng không muốn tham gia chuyện tranh đấu. Cho nên, nếu như sau này hắn làm ra chuyện thương thiên hại lý, hoặc là nói có dính dáng đến chuyện tranh đấu thì Gia Gia sẽ đem hắn xóa tên khỏi đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh. Gia Gia, nếu như hắn không làm chuyện thương thiên hại lý hơn nữa lại giúp ông đoạt được chức vô địch tỷ võ bộ đội đặc chủng, trong lúc quan trọng ông có ra mặt giúp hắn không? Trần Anh do dự một chút hỏi. Ách! Trần Quốc Đào há to mồm. Hắn thật sự làm được sao? Trần Anh dùng sức gật gật đầu. Trần Quốc Đào trầm mặc không nói. Lúc này, trên Ngưu Thủ Sơn, Ngưu Chí Quân vẫn để cho 8 tên trinh sát canh chừng đám người Bùi Đông Lai. Mà hắn lại tìm một góc khuất không bóng người, bấm số điện thoại của Nạp Lan Minh Châu. Nạp Lan tiểu thư, kế hoạch vô cùng thuận lợi. Điện thoại vừa chuyển, Ngưu Chí Quân liền hạ giọng, sắc mặt hưng phấn nói. Trước mắt, Bùi Đông Lai đã rơi vào trong tay của ta, hơn nữa, mới vừa rồi ta nhận được điện thoại của Trần Anh. Điện thoại của Trần Anh ư, chuyện gì xảy ra? Có lẽ là lời nói của Ngưu Chí Quân bất ngờ quá mức thế cho nên đầu bên kia điện thoại Nạp Lan Minh Châu không có bày ra bộ dáng cao cao tại thượng như trong dĩ vãng, mà là theo vài phần tò mò, mấy phần vui mừng hỏi. Trần Anh dùng số điện thoại thư phòng Gia Gia cô ta gọi cho tôi. Ở trong điện thoại nói cho tôi biết, nàng đang ở Giang Ninh, nàng bảo tôi trước khi nàng tới hiện trường thì không cho phép đem đám người Bùi Đông Lai giao cho bất cứ kẻ nào. Ngưu Chí Quân hưng phấn mà nói. Theo tôi thấy, sở dĩ Trần Anh đột nhiên xuất hiện ở Giang Ninh, tuyệt đối là nhắm về phía tiểu tử Bùi Đông Lai kia rồi. Vì thế cho nên Trần Anh không để cho tôi đem tiểu tử Bùi Đông Lai kia giao cho người khác, hẳn là lo lắng Bùi Đông Lai vận dụng mạng lưới quan hệ sau lưng giải quyết chuyện này. Khanh khách, chuyện này so với trong tưởng tượng của chúng ta càng thuận lợi chứ sao? Nghe Ngưu Chí Quân hồi báo, đầu bên kia điện thoại Nạp Lan Minh Châu cười vui vẻ. Ngưu Quân trưởng. Nếu Trần Anh đã nói như vậy thì ông hãy làm theo. Dù sao thì cũng có tòa núi lớn Trần gia kia cản trở. Ừ, Ngưu Chí Quân vô cùng tin vào điểm này dù sao thân phận Trần Diêm Vương cũng không phải chỉ để trưng bày. Tốt lắm, Ngưu Quân trưởng, nhiệm vụ của ông coi như là hoàn thành, kế tiếp, ông cứ chậm chậm mà thưởng thức màn diễn xuất này đi. Nạp Lan Minh Châu vừa nói vừa nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy cảm giác đắc ý. Hải Đào. Cha rất nhanh có thể giúp con trả được mối thù này. Bên tai vang lên lời nói của Nạp Lan Minh Châu,
Ngưu Chí Quân âm thầm nắm chặt quả đấm, cười lạnh không dứt. Bùi Đông Lai à Bùi Đông Lai, trước kia mày tỏ ra nguy hiểm, đó là Diệp Thiếu Gia lười so đo cùng với mày. Lần này, Diệp Thiếu Gia chẳng qua là tùy ý theo mày vui đùa một chút, mày sẽ phải nhận lấy kết thúc bi thảm. Mày nói, với bộ dạng của mày làm sao mà có thể cùng Diệp Thiếu Gia tranh đoạt nữ nhân? Tao xem mày ngay cả tư cách liếm giày cho Diệp Thiếu Gia cũng không có. Cúp điện thoại, Nạp Lan Minh Châu đứng trước cửa sổ, trong đầu hiện ra bộ dáng Bùi Đông Lai đang mặc một bộ quần áo rẻ tiền, giống như là một nữ vương cao cao tại thượng, sắc mặt khinh thường. Nhảy nhót càng vui mừng, rơi càng thảm. Nạp Lan Minh Châu không nhớ lâu. Chấm chấm. Chấm chấm. Vào buổi trưa khi mặt trời đỏ rực treo cao trên đỉnh đầu, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xuống, tựa như khoác thêm cho Ngưu Thủ Sơn một tấm áo khoác màu kim sắc chói mắt. Theo thời gian trôi qua, xe cộ tập trung dưới chân núi Ngưu Thủ Sơn càng ngày càng nhiều. Phàm là xe tới đây đều có chung một điểm là bảng số xe của nó đều trâu bò. Dưới ánh mặt trời, các đại lão đến từ các nơi đang tề tụ lại, một bên đang đợi kết quả, một bên không nhịn được đem ánh mắt nhìn về phía chiếc Camry cách đó không xa. Mặc dù Trần Anh yêu cầu Ngưu Chí Quân trước khi nàng tới đó, không đem Bùi Đông Lai giao cho bất cứ kẻ nào, nhưng mà bởi vì chuyện tình thực sự quá mức đặc thù, hơn nữa lấy địa phương làm chủ, vì thế, lúc các đại lão chỉ huy chịu trách nhiệm hiện trường biết được Ngưu Chí Quân khống chế đám người Bùi Đông Lai, đều là yêu cầu Ngưu Chí Quân đem người mang xuống núi, để cho bọn hắn trực tiếp hiểu rõ tình hình. Trong vòng 10 phút, các đại lão này đều là tự mình tiến hành tra hỏi đối với đám người Bùi Đông Lai, kết quả là câu trả lời của Bùi Đông Lai vẫn như lúc trả lời với Ngưu Chí Quân. Sau khi biết rõ tình hình, các đại lão chịu trách nhiệm hiện trường kia liền mau chóng đem tình huống trước mắt hồi báo cho cấp trên của họ, nhưng các đại lão đều trả lời một câu, không cần lo cho Bùi Đông Lai, ở tại chỗ đợi lệnh. Đối với câu trả lời mặc dù các đại lão khẳng định đám người Bùi Đông Lai hoàn toàn tham gia vào việc này. Nhưng mà bọn họ không có bất kỳ ý kiến phản bác nào. Thứ nhất, mệnh lệnh của lãnh đạo lớn hơn tất cả. Còn nữa, bọn họ từ cấp trên biết được Bùi Đông Lai chính là ông chủ phía sau của tập đoàn Đông Hải. Mặc dù bọn họ không biết tại sao Bùi Đông Lai lại thu phục được Liễu Nguyệt cùng Quý Hồng để trở thành long đầu mới của Hắc Đạo Đông Hải, nhưng mà bọn họ rất rõ ràng vô luận là Liễu Nguyệt hay Quý Hồng, tùy tiện lôi ra một người, đều có được mạng lưới quan hệ không hề kém. Một khi hai người dùng đến mạng lưới quan hệ của mình, muốn định tội cho đám người Bùi Đông Lai khẳng định sẽ rất khó khăn. Huống chi, nếu Bùi Đông Lai thu phục được Quý Hồng thì có thể nói phía sau Bùi Đông Lai còn có Bạch Quốc Du. Dưới dạng tình hình này, đám người Bùi Đông Lai giống như là một củ khoai lang nóng bỏng tay, ai cũng không muốn đụng vào. Mà vừa vặn lúc các đại lão có liên quan trả lời lại, cấp trên lại cố ý nói rõ, Trần Anh cháu gái của Trần Quốc Đào đang trên đường chạy tới hiện trường, hơn nữa chỉ đích danh muốn gặp Bùi Đông Lai. Tin tức này lập tức khiến các đại lão kia thở phào nhẹ nhõm. Tính tình Trần Anh ghét ác như cừu có thể nói là vang dội giới cảnh sát vùng châu thổ Trường Giang, Trần Anh chủ động yêu cầu gặp Bùi Đông Lai, tự nhiên là muốn tiếp tục truy cứu chuyện này. Chỉ cần Trần Anh tới đây, bọn họ có thể đem củ khoai lang nóng phỏng tay này ném cho Trần Anh. Còn về phờ Trần Anh muốn xử lý đám người Bùi Đông Lai như thế nào, không liên quan gì với bọn họ. Dưới ánh mặt trời, Ngưu Chí Quân nhận thấy vô tuyến điện của mình sáng lên, biết có câu trả lời của thủ hạ thì cười xin lỗi, sau đó trở về trong ô tô, nghe báo cáo. Báo cáo thủ trưởng, dưới sự trợ giúp của đặc công, mới vừa rồi chúng ta tập kích hai gã địch nhân, bắt sống được một tên, xin chỉ thị. Vô tuyến điện vừa chuyển, thanh âm một tiểu đội trưởng thông qua vô tuyến điện chính xác truyền vào trong tai Ngưu Chí Quân. Nghĩ biện pháp cậy miệng của hắn ra, hỏi hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu đồng bọn trên núi. Ngưu Chí Quân trong lòng vừa động, lập tức hạ mệnh lệnh, nhưng ý hắn rất rõ ràng, tiểu đội trưởng này lấy bức cung thành danh. Rõ, thủ trưởng. Tiểu đội trưởng trước tiên cấp ra một câu trả lời chắc chắn, sau đó làm ra một thủ thế, ý bảo thủ hạ bức cung. Mà Ngưu Chí Quân thì đem vô tuyến điện thả xuống một bên, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Bởi vì nguyên nhân hợp tác cùng Nạp Lan Minh Châu nên hắn là người duy nhất trong các đại lão biết tin tức bên trong chuyện này. Ở dưới dạng tình hình này, hắn biết rõ nếu để cho những tên lính đánh thuê kia rơi vào trong tay đặc công hay đặc cảnh mà nói thì chuyện tình Dương Sách thuê lính đánh thuê định giết Bùi Đông Lai sẽ bị phát giác. Điều này đối với Dương Sách mà nói, đúng là tai nạn. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này,
ánh mắt Ngưu Chí Quân lóe lên một tia kiên định, tựa hồ làm ra quyết định gì đó. Báo cáo thủ trưởng, căn cứ vào những gì địch nhân vừa khai, bọn họ chỉ còn lại có 3 người, mới vừa rồi bị chúng ta đánh chết 2 người, trước mắt chỉ còn lại 1 người. Giống như trong phán đoán của Ngưu Chí Quân, tiểu đội trưởng này thông qua một chút thủ đoạn đặc thù mà tàn nhẫn cuối cùng làm cho tên tay súng bắn tỉa thứ 2 thuộc dòng binh đoàn Siberia kia phải mở miệng. Lập tức bắn chết địch nhân. Nghe được thủ hạ trả lời thuyết phục, Ngưu Chí Quân quyết đoán hạ mệnh lệnh. Ách! Đầu vô tuyến điện bên kia, tiểu đội trưởng nghe được mệnh lệnh của Ngưu Chí Quân, lập tức ngẩn ra sau đó có chút không dám tin, hỏi lại. Thủ trưởng, hắn là người duy nhất còn sống nếu như chúng ta muốn biết nhiều tin tức hơn nữa, hoàn toàn hiểu rõ chân tướng sự tình chuyện này. Ta bảo cậu bắn chết hắn. Ngưu Chí Quân lạnh lùng nói. Đây là mệnh lệnh. Rõ. Mặc dù không biết vì sao Ngưu Chí Quân phải làm như vậy nhưng mà nghe thấy được giọng nói bất thiện của Ngưu Chí Quân, tên tiểu đội trưởng cũng không dám nói nhảm nữa, mà là trước tiên cấp ra một câu trả lời chắc chắn, sau đó đích thân giết chết tay súng bắn tỉa thứ hai của dòng binh đoàn Siberia. Nghe được trong vô tuyến điện truyền ra tiếng súng trầm muộn, Ngưu Chí Quân điều chỉnh lại tâm tình, trực tiếp đi xuống xe. Chư vị, mới vừa rồi thủ hạ của tôi bắt sống được một gã lính đánh thuê. Hơn nữa đã bắt được tên lính đánh thuê này phải mở miệng. Ngưu Chí Quân không chút hoang mang đi tới trước người mấy vị đại lão phụ trách chỉ huy, mặt không đổi sắc nói. Thông qua lời nói của tên lính đánh thuê kia, bọn chúng chỉ còn lại có 3 người, trừ bỏ hắn ra, 2 gã lính đánh thuê khác đã bị tiêu diệt. Bá! Ngạc nhiên nghe được lời nói của Ngưu Chí Quân thì sắc mặt mấy vị đại lão đều biến đổi. Đáng tiếc chính là... Lúc người của ta tính toán tiếp tục muốn hỏi nhiều tin tức hơn, tên lính đánh thuê kia cố gắng phản kháng, kết quả đã bị bắn chết. Ngưu Chí Quân bổ sung. Đã bị bắn chết rồi ư. Một lần nữa nghe được lời nói của Ngưu Chí Quân, đôi mắt của mấy vị đại lão đột nhiên lớn hơn, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, trong đầu bọn họ hiện ra đủ loại ý niệm, nhưng không có nói ra. Vào lúc quan trọng vẫn là dựa vào quân đội nhân dân. Đệ nhất binh A. Trầm mặc ngắn ngủi qua đi, đại lão cảnh sát chỉ huy hiện trường vươn tay, mỉm cười cùng Ngưu Chí Quân. Ngưu quân trưởng, chúng tôi muốn cảm tạ ông A. Bên tai vang lên lời nói của đại lão cảnh sát chỉ huy hiện trường, hai gã đại lão khác đến từ hệ thống khác liếc mắt nhìn nhau, đều là đọc hiểu ý tứ trong ánh mắt đối phương, lập tức mở miệng phụ họa lời nói của tên đại lão cảnh sát kia. Đây là trách nhiệm của chúng tôi, tốt lắm, chư vị. Tôi cho rằng trước tiên chúng ta cần phải đem tình huống hồi báo lên cấp trên. Ngưu Chí Quân cười cười. Tốt. Ba vị đại lão kia không có bất kỳ dị nghị gì, trở lại trong xe riêng của mình tiến hành hồi báo lên cấp trên. Sau khi Ngưu Chí Quân hồi báo xong, trầm ngâm một chút, lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của Dương Sách. Ngưu quân trưởng. Điện thoại vừa chuyển, trong ống nghe truyền ra thanh âm của Dương Sách, giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Dương Sách. Mời vừa rồi người của ta đã bắt sống được một gã lính đánh thuê, ta hạ lệnh cho người của ta đem tên lính đánh thuê kia giết chết rồi. Nhận thấy được lo lắng trong giọng nói của Dương Sách, Ngưu Chí Quân làm ra một ám hiệu. Ủa? Bên tai vang lên lời nói của Ngưu Chí Quân, Dương Sách ở đầu bên kia điện thoại đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt kích động nói. Cảm ơn. Ngày đó cậu vì muốn cứu nhi tử của ta mà bị vũ nhục ở Đông Hải, chuyện này ta cũng có biết, cho nên không cần phải khách khí. Ngưu Chí Quân mỉm cười nói, nhưng trong lòng thì rất rõ ràng, ngày đó Dương Sách cứu Hà Hoa, cứu Ngưu Hải Đào nhi tử của hắn chẳng qua là thuận tiện, tương đương với việc dệt hoa trên gấm thôi. Mà chuyện tình vừa rồi hắn làm chẳng qua là giúp Dương Sách một tí mà thôi. Hai chuyện căn bản không thể so sánh. Ngưu quân trưởng, ân tình của ngài. Dương Sách khắc ghi trong lòng. Tựa như vì xác minh suy đoán trong lòng Ngưu Chí Quân, Dương Sách lập tức đưa ra ám hiệu. Bên tai vang lên lời nói của Dương Sách, nghĩ đến thân phận của nghĩa phụ cùng nhạc phụ của Dương Sách, trong lòng Ngưu Chí Quân không khỏi cảm thấy may mắn với quyết định vừa rồi, không nhịn được cười nói. Mặt khác, Dương Sách, cậu cũng không cần phải lo lắng Bùi Đông Lai sẽ trả thù cậu. Ngưu Thúc, ngài. Đối với Dương Sách mà nói, hắn biết được chính mình bị Nạp Lan Minh Châu biến thành quân cờ thí, trừ bỏ chuyện tình hắn thuê lính đánh thuê bị bại lộ. Thì hắn sợ nhất chính là sự trả thù của Bùi gia, lúc này nghe được Ngưu Chí Quân vừa nói như thế thì liền cả kinh không nhẹ, trong lúc vô tình xưng hô với Ngưu Chí Quân đã thay đổi.
Một tiếng đồng hồ trước, Trần Anh chỉ đích danh kêu tên Bùi Đông Lai. Ngưu Chí Quân cười nói. Nơi như vậy cậu cũng đã nghe nói về tính tình của Trần Anh. Thử nghĩ một chút, nếu như tiểu tử kia rơi vào trong tay Trần Anh sẽ gặp kết cục gì? Thì ra là như vậy. Trong lòng Dương Sách hiểu ra, càng thêm khẳng định chính mình đã bị Nạp Lan Minh Châu bỏ rơi, đồng thời càng cảm kích đối với Ngưu Chí Quân. Cảm ơn Ngưu Thúc lần nữa. Trần Anh tới rồi, cứ như vậy đã. Ngưu Chí Quân vốn là muốn nói thêm cái gì, đột nhiên thấy xe của một vị đại lão quân khu Giang Ninh đang hướng phía này đi tới thì liền nói một tiếng với Dương Sách, sau đó trực tiếp cúp điện thoại, xuống xe nghênh đón. Đợi Ngưu Chí Quân đi tới trước người mấy vị đại lão khác, ô tô liền dừng lại phía trước, Trần Anh mặc một bộ đồ thể thao dẫn đầu xuống xe, sau đó chính là đại lão của quân khu Giang Ninh. Lý Tham Mưu. Lý Tham Mưu vừa xuống xe, những đại lão của mấy hệ thống khác mỉm cười chào hỏi. Báo cáo thủ trưởng, tính đến trước mắt, toàn bộ địch nhân đã bị tiêu diệt. Ngưu Chí Quân hồi báo. Tiểu Ngưu, làm không tệ. Lý Tham Mưu trả một lễ, cười cười hỏi. Người thanh niên gọi là Bùi Đông Lai kia ở đâu? Ở trong chiếc xe kia. Ngưu Chí Quân dẫn đầu nói ra. Thanh âm của hắn vừa dứt, tất cả ánh mắt của các đại lão đều là kìm lòng không đậu ném về hướng Trần Anh. Dưới ánh mặt trời, Trần Anh chẳng biết lúc nào đã hướng chiếc Camry đi tới, hiển nhiên, nàng đã nhìn ra Bùi Đông Lai ở trong xe. Trong xe, thấy Trần Anh xuất hiện, sắc mặt Liễu Nguyệt đột nhiên biến đổi. Nguyên bản nàng cảm thấy Bùi Đông Lai vận dụng mạng lưới quan hệ trong tay, giải quyết chuyện này hẳn là không có vấn đề gì. Lúc này lại không dám khẳng định thân là đại tỷ lớn của Đông Hải, đối với Trần Anh thì nàng rất rõ. Kể từ khi Trần Anh đảm nhiệm chức đội trưởng đội đặc cảnh Đông Hải, vẫn luôn luôn tìm nhược điểm của nàng cùng Quý Hồng, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, lấy tính cách Trần Anh tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Không riêng gì Liễu Nguyệt sắc mặt thay đổi, chân mày Bùi Đông Lai cũng nhướng lên. Hắn thiên tính vạn tính cũng không tính được Trần Anh sẽ xuất hiện vào lúc này. Liễu tỷ. Tỷ ở trên xe chờ ta. Mặc dù rất không muốn đối mặt với Trần Anh lúc này, nhưng Bùi Đông Lai cũng biết, có trốn cũng không được. Thanh âm vừa dứt, Bùi Đông Lai không đợi Liễu Nguyệt đáp lời, liền lập tức xuống xe trước, sắc mặt phức tạp đứng nguyên tại chỗ đợi Trần Anh đi tới phía hắn. Trong lúc tâm tình của Bùi Đông Lai trở nên phức tạp, trong tâm tình âm thầm may mắn của mấy vị đại lão, trong ánh nhìn soi mói âm thầm hưng phấn của Ngưu Chí Quân, Trần Anh nện từng bước mạnh mẽ, từng bước đi tới trước người Bùi Đông Lai. Không có sao chứ. Dừng bước lại, Trần Anh ngưng mắt nhìn khuôn mặt Bùi Đông Lai, chậm rãi mở miệng, giọng nói hơi có vẻ phức tạp, càng nhiều hơn lại là quan tâm. Chấm chấm. Không có sao chứ. Bên tai vang lên lời nói không còn lạnh lùng của Trần Anh, nhận thấy được sự quan tâm đôi mắt của Trần Anh. Hai mắt của Bùi Đông Lai đột nhiên mở to ra, cố gắng hé miệng muốn nói cái gì. Nhưng một chữ cũng không nói được, kinh ngạc nhìn Trần Anh. Tự ý nào đó mà nói, bởi vì mạng lưới quan hệ sau lưng, bởi vì có qua tử ngọn núi lớn này, Bùi Đông Lai cũng không sợ bị cảnh sát hoặc là ngành đặc thù mang đi. Nhưng mà, lúc Trần Anh xuất hiện, trong lòng hắn lại xuất hiện lo lắng. Hắn không biết nên đối mặt như thế nào với Trần Anh. Theo hắn xem ra, lấy tính tình Trần Anh, nếu như hắn tham dự vào chuyện này mà nói thì nhất định nàng sẽ đứng ở phía đối lập hắn đi. Bởi vì nguyên nhân là Tiêu Phi, bởi vì phần cảm kích với Trần Anh từng trợ giúp hắn, hắn không thể nào đem họng súng nhắm vào Trần Anh được. Hôm nay, cảm nhận được phần quan tâm không chút chút nào che giấu kia của Trần Anh, trong lòng hắn liền kinh ngạc. Trần Anh muốn làm gì? Không riêng gì Bùi Đông Lai cảm thấy kinh ngạc, trong xe, vẻ mặt đám người Liễu Nguyệt, Tiểu Lang cũng nghi ngờ. Đối với các đại lão khác mà nói, bởi vì bọn họ nhận được mệnh lệnh của cấp trên nên bọn họ tính toán đem củ khoai lang nóng phỏng tay này ném cho Trần Anh. Nguyên bản bọn họ cho rằng Trần Anh sẽ trực tiếp tiến hành tra hỏi đối với Bùi Đông Lai, hoặc là sẽ mang Bùi Đông Lai đi, hiện tại lại thấy Trần Anh chẳng những không có làm như vậy, hơn nữa, vẻ mặt so sánh với quá khứ lại ôn hòa hơn một chút. Các đại lão khác còn như thế, huống chi là Ngưu Chí Quân. Đem Bùi Đông Lai giao cho Trần Anh. Sau đó lợi dụng tính tình ghét ác như cừu của Trần Anh để đối phó với Bùi Đông Lai, tiếp theo sẽ dẫn dụ Bùi Vũ Phu xuất hiện, đây là một bước mấu quan trọng trong kế hoạch của Diệp Tranh Vanh. Có thể nói, mọi chuyện lúc trước cũng là để chuẩn bị cho một bước quan trọng này.
Mà hiện giờ, sau khi Trần Anh đứng trước mặt Bùi Đông Lai thì nàng không có hạ thủ đối với Bùi Đông Lai, ngược lại với lúc đối mặt với những người khác, nàng tỏ ra thái độ ôn hòa. Loại tương phản hoàn toàn này, làm cho Ngưu Chí Quân khiếp sợ. Trần Tỷ, trừ bỏ Lý Tham Mưu ra, mấy tên đại lão kia đều lộ ra một bộ dáng kinh ngạc, Bùi Đông Lai ngưng mắt nhìn Trần Anh rồi cười khổ nói. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, nhìn nụ cười khổ kia của Bùi Đông Lai, cảm nhận được mùi máu tươi nồng đậm trên người Bùi Đông Lai, Trần Anh một trận hoảng hốt. Trong hoảng hốt, nàng cảm thấy lúc này đứng ở trước mặt nàng không phải là Bùi Đông Lai, mà là nam nhân kiêu ngạo Long Nha của nước Cộng Hòa kia. Sau đó, nàng lấy lại tinh thần, một lần nữa đánh giá Bùi Đông Lai, rõ ràng phát hiện được chẳng biết tại sao trên người Bùi Đông Lai có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Cái loại cảm giác này Tiêu Phi từng cho nàng. Cũng chính là bởi vì phần cảm giác kia, mới vừa rồi, nàng mới bị ma xui quỷ khiến đem Bùi Đông Lai trở thành Tiêu Phi trong lòng nàng. Nhận thấy được điểm này, trong lòng Trần Anh không khỏi rung động một trận, tiết tấu hô hấp của nàng bị loạn nhịp. Nàng không có nói cái gì nữa, chẳng qua là kinh ngạc nhìn Bùi Đông Lai. Cứ lẳng lặng nhìn như vậy. Trần Tỷ, Tỷ làm sao vậy? Nhận thấy được cảm xúc dao động của Trần Anh, chân mày Bùi Đông Lai khẽ nhướng lên, mang theo vài phần nghi ngờ hỏi. Không có, không có chuyện gì. Lời nói của Bùi Đông Lai kéo Trần Anh trở về thực tế, nàng âm thầm lắc đầu, đem những ý nghĩ lung tung kia ném ra khỏi đầu, nói. Chuyện tình lúc trước của cậu ta đã nghe nói, không phải là cậu sai, cậu là người bị hại. Ách, nếu như nói lúc trước Bùi Đông Lai chẳng qua là hoài nghi thái độ thay đổi của Trần Anh, sẽ không tìm hắn gây phiền toái nhưng giờ phút này, nghe được Trần Anh nói những lời này, Bùi Đông Lai trực tiếp khẳng định điểm này. Bá. Cùng lúc đó trong xe, đám người Liễu Nguyệt, Tiểu Lang mở cửa sổ nghe được câu nói của Trần Anh liền sắc mặt liền trở nên kinh ngạc nhìn vào Trần Anh. Thái độ của Trần Anh đã nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Nếu như không phải là Trần Anh đứng sờ sờ ở trước mắt thì đám người Liễu Nguyệt, Tiểu Lang hẳn là hoài nghi mình có nằm mộng hay không. Đông Lai, ông nội của ta muốn gặp cậu. Trần Anh thấy Bùi Đông Lai trợn mắt há hốc mồm mà đứng nguyên tại chỗ, không nhịn được thở dài. Đối với nàng mà nói, sở dĩ nàng phá lệ, làm trái với nguyên tắc cùng tín ngưỡng của mình để trợ giúp Bùi Đông Lai, ngoài trừ Bùi Đông Lai đúng là đệ tử của Tiêu Phi ra, cũng bởi vì Bùi Đông Lai giống cái người kia, từng buông lời thề đứng thẳng lưng bước vào Tử Cấm Thành, hơn nữa vì Bùi Đông Lai làm được hứa hẹn ban đầu đối với nàng trong quá khứ một đoạn thời gian trước, tội phạm tại hai khu hỗ hàng ngày càng giảm xuống. Mặc dù chưa nói tới Thái Bình thịnh thế nhưng là so với những địa phương khác mà nói thì chị An tốt hơn rất nhiều. Cái này trực tiếp phá vỡ cái nhìn của Trần Anh. Cũng làm cho tín ngưỡng trong nội tâm nàng xuất hiện một chút dao động, hơn nữa cuối cùng nàng làm ra quyết định làm trái với nguyên tắc của nàng là lợi dụng quyền lực của Trần Quốc Đào ở quân khu Giang Ninh để cho Bùi Đông Lai gia nhập đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh, cấp cho Bùi Đông Lai một cái ô dù hàng khủng. Đối với hết thảy chuyện này, Bùi Đông Lai cũng không biết. Chẳng lẽ là qua tử âm thầm ra tay sao? Trong lòng Bùi Đông Lai tràn đầy nghi ngờ. Nhưng mà, không đợi Bùi Đông Lai hỏi ra nghi vấn trong lòng, Trần Anh đã xoay người rời đi. Liễu Tỷ, Quý Hồng sẽ rất nhanh tới Giang Ninh, Tỷ mau sớm cùng Tỷ ấy hội hợp. Ngưng mắt nhìn thoáng qua bóng lưng đã đi xa của Trần Anh, Bùi Đông Lai suy nghĩ một chút, không có lập tức đuổi theo sau, mà là xoay người phân phó với Liễu Nguyệt vài câu. Tốt! Mặc dù cho đến ngày hôm nay, Liễu Nguyệt vẫn không hòa hợp cùng Quý Hồng, nhưng mà nàng cũng biết nàng phải cùng Quý Hồng phải hóa thù thành bạn, hơn nữa hiện nay thế cục phức tạp, nàng chỉ có thể lẳng lặng giải quyết khúc mắc. Thấy Liễu Nguyệt đáp ứng, Bùi Đông Lai không chút do dự, bước nhanh đuổi theo Trần Anh. Mắt thấy Trần Anh mang theo Bùi Đông Lai đi tới, tất cả mọi người đều người nhìn ta, ta nhìn người, dường như đang hỏi Trần Anh vừa làm chuyện gì vậy? Chuyện vừa rồi. Bởi vì không có nghe được Bùi Đông Lai cùng Trần Anh nói chuyện với nhau, bọn họ không cách nào đoán được Trần Anh muốn làm gì, chính là thái độ mơ hồ thay đổi của Trần Anh khiến cho bọn họ cảm thấy dường như Trần Anh đến tìm Bùi Đông Lai để gây phiền toái. Lý Thúc, nếu như không có chuyện gì khác mà nói, tôi đem Đông Lai đi trước. Rất nhanh, trong vẻ mặt kinh ngạc của đám người Ngưu Chí Quân, Trần Anh trầm ổn đi tới trước đám người Ngưu Chí Quân, khôi phục bộ dáng lạnh lùng. Ách! Nghe được lời của Trần Anh. Tất cả mọi người liền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bọn họ trợn tròn cặp mắt, khẽ nhếch miệng,
giống như là dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh nhìn vào Trần Anh. Lúc trước, bọn họ chẳng qua là hoài nghi Trần Anh sẽ không tìm phiền toái cho Bùi Đông Lai, hiện giờ lời nói của Trần Anh trực tiếp nói cho bọn hắn biết, Trần Anh không những sẽ không tìm phiền toái cho Bùi Đông Lai, hơn nữa cùng Bùi Đông Lai rất quen thuộc với nhau. Trần đội trưởng, cô. Ngưu Chí Quân trực tiếp trợn tròn mắt, hắn kìm lòng không được mà mở miệng hỏi thăm Trần Anh, cảm giác kia tựa hồ như xác nhận chính mình mới vừa rồi có nghe nhầm hay không. Không trả lời, Trần Anh không nhìn Ngưu Chí Quốc, mà dường như Bùi Đông Lai có điều suy nghĩ nhìn Ngưu Chí Quân một cái. Lúc trước, Ngưu Chí Quân núp ở trong ô tô cùng Dương Sách trò chuyện, những người khác không có nghe được nhưng mà bởi vì thính lực hắn quá biến thái nên hắn đã mơ hồ nghe được một chút chuyện. Tiểu Ngưu, dựa vào hồi báo lúc trước của cậu, Bùi tiên sinh cũng không có tham dự sự kiện bắn nhau lần này, đúng không? Lý Tham Mưu không có trả lời Trần Anh, mà là trước tiên hướng Ngưu Chí Quân xác định điểm này. Ngưu Chí Quân nuốt nước bọt, cố gắng mà làm cho mình chấn định một chút, nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào cũng không thể làm được điểm này, cuối cùng đành phải gật gật đầu. Chư vị, các vị có dị nghị gì sao? Thấy Ngưu Chí Quân gật đầu. Lý Tham Mưu đem ánh mắt ném về hướng mấy vị đại lão khác. Nếu như không có dị nghị gì, Bùi tiên sinh cùng Tiểu Anh sẽ rời đi trước. Lắc đầu. Những đại lão khác, cơ hồ cùng lắc đầu cùng một lúc. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, sau khi bọn hắn đem đám người Bùi Đông Lai giao cho Trần Anh thì mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp. Hiện giờ, mặc dù thái độ của Trần Anh đối với Bùi Đông Lai thoạt nhìn rất không bình thường, nhưng là Trần Anh muốn dẫn Bùi Đông Lai đi. Bọn họ tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến nào. Tiểu Anh, vậy cháu về quân khu trước, thúc đi tỉnh ủy tham gia một hội nghi. Thấy mấy vị đại lão khác lắc đầu, Lý Tham Mưu hướng về phía Trần Anh cười cười nói. Dạ. Trần Anh do dự một chút, nói. Bằng hữu của Đông Lai cũng là người bị hại, mà lúc trước bọn họ đã khai báo chuyện đã xảy ra, bọn họ cũng có thể rời đi chứ. Bá. Một lần nữa nghe được lời nói của Trần Anh. Không riêng gì đám người Ngưu Chí Quân, ngay cả Lý Tham Mưu mơ hồ biết một chút tin tức cũng là cả kinh không nhẹ. Theo bọn hắn xem ra, Trần Anh hôm nay giống như là một người hoàn toàn khác, cảm giác kia giống như là một tên háo sắc bỗng dưng biến thành Liễu Hạ Huệ, một người ra vẻ đạo mạo quân tử biến thành một tên bị ổi vậy. Có thể, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, ánh mắt Lý Tham Mưu phức tạp nhìn Bùi Đông Lai một cái, chẳng lẽ Tiểu Anh thích tiểu tử này? Lý Chí nói cho Lý Tham Mưu. Người trọng tình trọng nghĩa như Trần Anh không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế mà yêu người khác. Sau khi phủ định điểm này, hắn lại tràn ngập tò mò không biết rốt cuộc Bùi Đông Lai dựa vào cái gì để cho Trần Anh từ khi rời bỏ Long Nha, lần đầu tiên làm ra thay đổi, hơn nữa còn là thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ngay cả Lý Tham Mưu biết một chút tin tức còn nghi ngờ, huống chi mấy người Ngưu Chí Quân. Chẳng qua là, nghi ngờ thì nghi ngờ. Đối mặt với vẻ mặt lạnh như băng như xương của Trần Anh, không người nào dám hỏi, mà là tùy ý Trần Anh và Bùi Đông Lai ngồi một chiếc xe Việt dã có treo giấy phép của quân khu Giang Ninh rời đi. Chư vị, chúng ta đi thôi. Lý Tham Mưu thấy Bùi Đông Lai cùng Trần Anh rời đi thì mở miệng đề nghị. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mợ nó chứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bên tai vang lên lời nói của Lý Tham Mưu. Ngưu Chí Quân rất muốn vả cho mình một cái, làm cho mình thanh tĩnh ra một chút. Sau đó, không đợi Ngưu Chí Quân suy nghĩ nên làm như thế nào, Lý Tham Mưu cùng mấy vị đại lão khác mang theo nghi ngờ tách ra rồi lên xe riêng của mình rời đi. Ngưu Chí Quân thấy thế, chợt tỉnh ngộ hiểu ra, đồng thời chỉ cảm thấy cả người mình như bị tưới một chậu nước lạnh, từ đầu đến chân đều lạnh run. Vốn là dựa theo kế hoạch của Diệp Tranh Vanh, dựa vào Trần Anh, Trần gia để đối phó với Bùi Đông Lai. Kéo ra Bùi Vũ Phu, hôm nay Trần Anh cùng Bùi Đông Lai về chung một phe, kế hoạch của Diệp Tranh Vanh tự nhiên sụp đổ. Kế hoạch đổ vỡ cùng nghĩa với việc Bùi Đông Lai thoát khỏi nguy hiểm. Vậy thì, tất cả những người tham dự vào cái kế hoạch này, đều phải chịu lửa giận của phụ tử Bùi gia. Chấm chấm. Đối với Ngưu Chí Quân mà nói, hắn có thể hỗn được cho tới ngày hôm nay, ngoại trừ ở thời năm 1970 lập được nhiều chiến công ra. Cũng bởi vì lúc ấy hắn ở trên chiến trường kết giao với một nhóm huynh đệ, trong đám người này không thiếu hổ môn chi tử sao. Trong quá khứ 20 năm qua, mặc dù không có gia tộc cường đại làm chỗ dựa cho mình nhưng bằng vào những trợ giúp của những chiến hữu kia, Ngưu Chí Quân từng bước đi tới ngày hôm nay.
bởi vì có chiến hữu là đám hổ môn chi tử kia nên tin tức của hắn so với những người khác rộng hơn không ít. Ở dưới dạng tình hình này, hắn không thể nào không có nghe nói đến danh tiếng của Bùi Vũ Phu. Ngược lại, vô luận là Bùi Vũ Phu dựa vào sức của mình, đã chiến thắng tứ đại thiếu gia kinh thành, ôm mỹ nhân về trong tay, hay là cuối cùng Bùi Vũ Phu làm cho Diệp Cô Thành phải xuất lĩnh Long Nha, chuyện tình bị cắt đứt một chân rồi quy ẩn. Tất cả chuyện này Ngưu Chí Quân đều là nghe chiến hữu kể lại. Đồng dạng như vậy, hắn còn biết đạo lý lạc đà gầy vẫn béo hơn ngựa. Cho nên, lúc biết được nhi tử Ngưu Hải Đào của mình bị Bùi Đông Lai phế đi một cánh tay, mặc dù Ngưu Chí Quân giận đến nghiến răng nhưng hắn cũng không dám đi tìm Bùi Đông Lai gây sự, cho đến khi Nạp Lan Minh Châu dưới đại kỳ của Diệp Tranh Vanh xuất hiện thì hắn mới lựa chọn bí quá hóa liều. Hiện giờ, kế hoạch của Diệp Tranh Vanh thất bại. Nghĩ đến sắp phải chịu lửa giận của phụ tử Bùi gia, Ngưu Chí Quân chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng. Sau khi lên xe, trước tiên Ngưu Chí Quân phân phó tài xế đi theo xe của Lý Tham Mưu, sau đó không dám chậm trễ, trước tiên bấm số điện thoại của Nạp Lan Minh Châu. Ngưu Quân trưởng, người đã giao cho Trần Anh rồi sao? Điện thoại vừa chuyển, thanh âm của Nạp Lan Minh Châu vang lên, giọng nói trước sau đều tỏ ra cao ngạo, ngoài vẻ cao ngạo lại mang theo vài phần mong đợi. Mong đợi Bùi Đông Lai gặp bi kịch. Giao rồi. Có lẽ là ba chữ Bùi Vũ Phu mang đến cho Ngưu Chí Quân áp lực quá lớn thế cho nên lúc hắn trả lời thì hắn có cảm giác sợ hãi tột đỉnh, giọng nói mang theo vài phần run rẩy. Ngưu Quân trưởng, ông làm sao vậy? Nhận thấy được vẻ khác lạ trong giọng nói của Ngưu Chí Quân, Nạp Lan Minh Châu không vui hỏi. Nạp Lan tiểu thư, chuyện tình so với kế hoạch của chúng ta có khác biệt rất lớn. Ngưu Chí Quân điều chỉnh tâm tình một phen, nói. Nga! Lông mày Nạp Lan Minh Châu trao lại, lạnh giọng hỏi. Có chuyện gì xảy ra? Người đã giao cho Trần Anh rồi, nhưng mà không biết chuyện gì đã xảy ra, Trần Anh không có đối phó với tiểu tử kia hơn nữa kỳ quái hơn chính là, thái độ của Trần Anh đối với tiểu tử kia hết sức tốt đẹp, hơn nữa cô ta còn mang theo tiểu tử kia trở về quân khu Giang Ninh. Mặc dù lúc trước chứng kiến hết thảy chuyện này, nhưng khi tự mình nói ra khỏi miệng, Ngưu Chí Quân vẫn cảm thấy chuyện này thật sự quá hoang đường. Bên tai vang lên lời nói của Ngưu Chí Quân, vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt của Nạp Lan Minh Châu trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là vẻ mặt khiếp sợ thật sâu. Ngay cả Ngưu Chí Quân cũng biết Trần Anh ở trong bàn cờ này có tác dụng quan trọng như thế nào, huống chi là Nạp Lan Minh Châu. Có thể không chút nào khoa trương, bàn cờ này, thành bởi Trần Anh, bại cũng bởi Trần Anh. Ông nói cái gì? Có lẽ là quá mức khiếp sợ nên Nạp Lan Minh Châu chẳng những không có đem phần cao cao tại thượng kia lộ ra ở trên mặt. Lúc này giọng nói của nàng trở nên bén nhọn, giống như là một con mèo bị giẫm phải đuôi. Nạp Lan tiểu thư, mặc dù không biết vì sao Trần Anh luôn luôn ghét ác như cừu chẳng những không có truy cứu trách nhiệm tiểu tử kia, hơn nữa thái độ đối với hắn hết sức ôn hòa. Nhưng mà tôi dám khẳng định, quan hệ của bọn họ không đơn giản. Ngưu Chí Quân nói tới đây. Trong giọng nói bất chi bất giác toát ra vài phần lo lắng cùng sợ hãi. Đây cũng chính là nói, kế hoạch của chúng ta đã thất bại. Điều đó không có khả năng. Đầu bên kia điện thoại, Nạp Lan Minh Châu bá một tiếng từ trên ghế salon đứng lên, dùng sức lắc đầu, rồi hét to lên. Tính tình Trần Anh ghét ác như cừu ở giới cảnh sát vùng châu thổ Trường Giang nay người người đều biết, làm sao nàng có thể bỏ qua cho cái tên Bùi Đông Lai khốn kiếp kia. Nạp Lan tiểu thư. Tôi cũng cảm thấy chuyện này thực sự quá hoang đường, nhưng sự thật đúng là như thế. Ngưu Chí Quân buồn bực muốn hộc máu. Tôi cho rằng chuyện đã đến nước này, chúng ta cần suy nghĩ một chút nên đối phó với sự trả thù của Bùi gia như thế nào. Ngưu Chí Quân, tốt nhất ông đừng để cho ta biết ông đang ở đây hồ lộng ta, nếu không, kết quả của ông nhất định sẽ rất thê thảm. Ngay cả Ngưu Chí Quân cũng không tin. Cái tin tức có thể gây động đất là Trần Anh cùng Bùi Đông Lai chẳng những không có trở thành địch nhân, hơn nữa còn trở thành bằng hữu. Chỉ sợ là Nạp Lan Minh Châu cũng không tin, nàng cho rằng bởi vì một ít nguyên nhân khác mà Ngưu Chí Quân bỏ qua hợp tác cùng nàng. Ngưu Chí Quân giận đến thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Sau đó, không đợi Ngưu Chí Quân nói cái gì nữa, Nạp Lan Minh Châu trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Nạp Lan Minh Châu không dừng lại. Trước tiên bấm số điện thoại của Lâm Tường. Lâm thiếu gia, làm phiền cậu hỗ trợ hỏi thăm một chút tình huống cụ thể. Điện thoại vừa chuyển, Nạp Lan Minh Châu không có ra vẻ một bộ dáng cao cao tại thượng,
ngược lại, sắc mặt hết sức phức tạp. Thứ nhất, Ngưu Chí Quân nói lại làm rối loạn tâm tình của nàng, làm cho nàng có một loại cảm giác con vịt đã bị luộc chín lại bay đi mất. Còn nữa, thân phận của Lâm Tường thì nàng biết rõ, mặc dù nàng ở dưới đại kỳ của Diệp Tranh Vanh, ở Tử Cấm Thành hòa đồng vui vẻ, nhưng còn chưa có tư cách bày ra cái giá trước mặt Lâm Tường. Nạp Lan tiểu thư, ta mới vừa nhận được tin tức nói là Bùi Đông Lai bị Trần Anh mang đi. Trong giọng nói của Lâm Tường tràn đầy vẻ nghi ngờ. Mặt khác, ta còn nghe nói, thái độ Trần Anh chẳng những đối với Bùi Đông Lai hết sức ôn hòa, hơn nữa còn để cho đám người Liễu Nguyệt được an toàn rời đi. Cậu xác định. Nguyên bản Nạp Lan Minh Châu đối với lời nói của Ngưu Chí Quân còn tràn đầy hoài nghi, nhưng mà hiện nghe được câu trả lời của Lâm Tường, điều này làm cho nàng cảm thấy trái tim của mình co quắp, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Chắc chắn không sai đâu. Lâm Tường rất khẳng định trả lời một câu, sau đó như có suy nghĩ gì đó nói. Nạp Lan tiểu thư, nếu như ta không có đoán sai, kế hoạch của Diệp Tranh Vanh là lợi dụng Trần Anh đối phó với Bùi Đông Lai, sau đó kéo ra Bùi Vũ Phu để cho Bùi Vũ Phu cùng Trần ra cá chết lưới rách, cuối cùng để Diệp Cô Thành ra tay a. Bá! Không trả lời, Nạp Lan Minh Châu chỉ cảm thấy trong nháy mắt cả người giống như bị rút sạch khí lực, vô lực ngã xuống trên ghế salon. Điện thoại di động từ trong tay của nàng rơi ra, rơi ngay trên ghế salon. Đầu bên kia điện thoại, Lâm Tường thấy Nạp Lan Minh Châu không trả lời, không có nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp cúp điện thoại, hắn cũng tin vào phán đoán của mình, cũng đoán được lúc này Nạp Lan Minh Châu khẳng định bị dọa cho hồn phách lên mây. Điều này sao có thể? Trần Anh, nàng làm sao có thể làm như vậy? Giống với trong suy đoán của Lâm Tường, Nạp Lan Minh Châu có cảm giác giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, điên cuồng mà lắc đầu, ở trong lòng thầm hỏi chính mình. Nàng có 1.000, 1.000 lý do không tin đây hết thảy là sự thật, chỉ là, lý trí nói cho nàng biết, Lâm Tường cũng không có lừa gạt nàng. Cùng lúc đó, Ngưu Chí Quân không có cách nào gọi điện thoại được cho Nạp Lan Minh Châu, giống như là bị bệnh thần kinh, luống cuồng tìm cách chạy chữa, đem điện thoại gọi cho Dương Sách. Dương Sách, cậu lập tức thông qua nhạc phụ của cậu tìm hiểu một chút, Trần Anh cùng Bùi Đông Lai rốt cuộc là có quan hệ như thế nào. Điện thoại vừa chuyển, Ngưu Chí Quân khẩn cấp mở miệng nói. Đầu bên kia điện thoại, Dương Sách bởi vì hành động đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi của Ngưu Chí Quân, bởi vì biết được Trần Anh sắp đối phó với Bùi Đông Lai, tâm tình nhẹ xuống, hiện tại nghe được lời nói của Ngưu Chí Quân, nghe thấy được vẻ kinh hoàng trong giọng nói của Ngưu Chí Quân, lập tức ngẩn ra. Ngưu Thúc, ngài làm sao vậy? Dương Sách, trước tiên cậu không nên hỏi nhiều như vậy, mau làm theo lời ta nói. Ngưu Chí Quân quả thật nóng nảy, hắn khẩn cấp muốn biết, hết thảy chuyện này rốt cuộc là tại sao? Nhưng Dương Sách không có lập tức làm theo, mà là tiếp tục hỏi. Ngưu Thúc, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Thanh âm vừa dứt, lông mày Dương Sách trao lại, nội tâm một lần nữa tuôn ra tâm tình bất an. Trần Anh không có đối phó với Bùi Đông Lai. Ngược lại còn mang hắn về quân khu Giang Ninh, hơn nữa còn để đám người Liễu Nguyệt rời đi. Ngưu Chí Quân cũng biết nếu như không để cho Dương Sách biết sự thật thì Dương Sách sẽ không đi điều tra chuyện này. Cho nên, không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại giải thích. Cái gì? Ngạc nhiên nghe được lời nói của Ngưu Chí Quân, Dương Sách bị dọa cho sợ trực tiếp từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Tại sao có thể như vậy? Ta cũng không biết. Trên mặt Ngưu Chí Quân hiện rõ hai chữ hối hận, cảm giác kia hận không thể đảo ngược thời gian, hắn lựa chọn nén giận, mà không lựa chọn nhổ lông trên đầu lão hổ. Cậu gọi điện thoại hỏi nhạc phụ cậu, lấy thân phận nhạc phụ của cậu chắc chắn biết chuyện này. Tốt, dường như Dương Sách đã nhận ra tính nghiêm trọng của chuyện này cho nên vội vàng đồng ý, sau đó trước tiên hắn bấm số điện thoại của nhạc phụ Hầu Đông Bình. Ngay tại lúc đám người Nạp Lan Minh Châu, Ngưu Chí Quân, Dương Sách bởi vì quyết định của Trần Anh mà náo loạn thì trên Ngưu Thủ Sơn. Dưới sự chỉ đạo của Lý Tham Mưu thì các đại lão khác cũng lên xe rời đi, sự tình trên núi tạm thời kết thúc, nhóm binh lính thi hành nhiệm vụ trinh sát cùng đội đặc cảnh bắt đầu thu đội, nhóm cảnh sát cùng võ cảnh lúc trước không dám lên núi cũng bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Hai gã cảnh sát cùng võ cảnh đã tới nghĩa trên đỉnh núi, thấy xác chết nằm la liệt đầy trên mặt đất, đều bị dọa cho sợ đến mặt không còn chút máu. Trong đó không ít người trực tiếp khom lưng ói ra tại chỗ. Bọn họ không phải là không có thi hành qua nhiệm vụ, cũng không phải là không có gặp qua người chết, chỉ là, máu tanh như thế, hình ảnh thật kinh khủng, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy.
nhất là những tên lính đánh thuê mặc đồng phục tác chiến xanh biếc kia toàn bộ đều là bị một súng nổ đầu, trong lòng bọn họ chỉ có một nghi vấn, thuật bắn súng cần chính xác đến trình độ nào mới có thể làm được điểm này. Bùi Đông Lai không biết những phát súng của hắn, làm cho những cảnh sát cùng võ cảnh đang thu thập tàn cuộc kia rung động như thế nào. Sau khi lên xe, hắn vốn muốn hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Tại sao gia gia của Trần Anh lại muốn gặp hắn? Nhưng mà... Không đợi hắn hỏi, Trần Anh liền bắt đầu hỏi hắn những chuyện đã xảy ra. Đối với lần này, Bùi Đông Lai không có giấu giếm, mà là ăn ngay nói thật. Dựa theo những lời cậu vừa nói, những tên lính đánh thuê kia cơ hồ đều chết trong tay cậu. Đợi Bùi Đông Lai nói xong tất cả quá trình cùng tình tiết, trong lòng Trần Anh nhấc lên kinh đào hải lãng, thân là một thành viên Long Nha, tự nhiên là nàng biết dòng binh đoàn Siberia, theo nàng xem ra, coi như là nàng gặp phải cục diện loại này, cũng không thể nào làm được giống như Bùi Đông Lai. Nhất là Bùi Đông Lai chủ động đem chính mình bại lộ dưới họng súng bắn tỉa của Lục Phu. Trần Anh thật sự rất muốn hỏi Bùi Đông Lai một chút. Sự tự tin cùng dũng khí của hắn là từ đâu ra, phải biết rằng Lục Phu chính là một trong 10 dòng binh chi vương A. Hơn nữa còn là xạ thủ rất nổi danh trong giới lính đánh thuê. Ừ, có lẽ là bởi vì lần đầu tiên thấy Trần Anh lộ ra bộ dáng giật mình, Bùi Đông Lai không nhịn được cười. Nếu để cho ông nội của ta biết hết thảy chuyện này, ông nhất định sẽ rất vui vẻ. Trần Anh cũng cười. Vốn là nàng chẳng qua là có lòng tin đối với Bùi Đông Lai trong việc ôm chức vô địch trong cuộc tỷ võ bộ đội đặc chủng cả nước, hiện giờ nàng cảm thấy chỉ cần Bùi Đông Lai dự thi, thì mấy cái tên đến từ đội quân tinh anh trong ba quân kia chỉ biết làm nền cho Bùi Đông Lai tỏa sáng. Nàng tin chắc vào điều này. Chấm chấm. Trần tỷ, sao gia gia của tỷ lại muốn gặp ta? Nghe Trần Anh nhắc tới Trần Quốc Đào, nhân cơ hội này Bùi Đông Lai hỏi ra nghi vấn ở trong lòng. Ta đề cử cậu với ông nội của ta, muốn để cậu gia nhập đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh, ông nội của ta cũng đã đồng ý. Trần Anh đem chuyện tình nói cho Bùi Đông Lai. Cùng lúc trước bất đồng, giờ phút này giọng nói của Trần Anh không hề phức tạp. Bởi vì, biết được Bùi Đông Lai bằng vào sức một người huyết tẩy cả Siberia dòng binh đoàn, nàng cảm thấy Bùi Đông Lai quả thực chính là quân nhân trời sinh, không làm quân nhân thật sự là quá đáng tiếc. Nguyên bản thái độ biến chuyển của Trần Anh khiến cho Bùi Đông Lai rất kinh ngạc, hiện giờ nghe được lời nói của Trần Anh thì lại một lần nữa Bùi Đông Lai bị kinh hãi. Ngoài vẻ khiếp sợ, trong lòng của hắn tràn đầy vẻ cảm động. Hắn biết rõ, Trần Anh làm như vậy tương đương với cấp cho hắn một thân phận ở trong quân đội, để cho hắn vô duyên vô cớ có nhiều hơn một chỗ dựa. Ô dù, thậm chí có thể nói là ngọn núi Trần gia. Cảm ơn tỷ, Trần tỷ. Cảm động với hành động của Trần Anh nhưng Bùi Đông Lai cũng không có nói gì nhiều, chẳng qua là dùng lời cảm ơn đơn giản nhất, biểu lộ cảm kích trong nội tâm. Đông Lai, có lẽ cậu cảm thấy bởi vì ta nhìn cậu có chút giống Tiêu Phi nên mới giúp cậu. Bên tai vang lên lời cảm ơn của Bùi Đông Lai, Trần Anh thở dài, nói. Thật ra thì nếu như không phải là cậu làm được lời nói ban đầu với ta, ta nghĩ mặc dù cậu là đồ đệ của Tiêu Phi, ta cũng sẽ không thể nào giúp cậu được. Ngược lại ta không dám cam đoan sẽ đối phó cậu hay không. Lời nói của Trần Anh khiến cho Bùi Đông Lai lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời âm thầm may mắn với quyết định ban đầu của chính mình đúng là chính xác. Lúc trước, ta còn thấy bàng hoàng, ta không biết làm mọi chuyện đó có phải là quyết định chính xác hay không. Trần Anh vừa nói, phun ra một ngụm khó chịu, cả người tựa hồ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mới vừa rồi nghe cậu chiến đấu cùng với dòng binh đoàn Siberia xong, ta mới cảm thấy quyết định của mình không sai, chỉ cần cậu nguyện ý thì ta sẽ đem cậu trở thành quân nhân ưu tú nhất nước Cộng Hòa. Ta sẽ không để cho Trần tỷ phải thất vọng, cũng sẽ không khiến cho sư phụ phải thất vọng. Bùi Đông Lai đưa ra lời hứa hẹn, thanh âm không lớn, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định cùng tự tin. Phần tự tin kia, nguyên nhân là một lần nữa hắn dung hợp linh hồn Tiêu Phi, đạt được một phần kinh nghiệm cùng kỹ năng chiến đấu. Hơn nữa mới vừa rồi vừa cùng Siberia dòng binh đoàn chiến đấu sinh tử. Vậy thì tốt. Trần Anh vui mừng gật gật đầu, do dự một chút rồi lại nhắc nhở. Đông Lai, mặc dù ta tiến cử cậu vào trong quân đội coi như là che chở cho cậu, chỉ là ông nội của ta cũng nói, nếu như cậu làm ra chuyện thương thiên hại lý, vô luận cậu ưu tú cỡ nào, ông cũng sẽ xóa tên cậu khỏi quân khu. Ta không có tư cách nói mình là một người tốt, cũng không xứng làm một người tốt. Bùi Đông Lai nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ,
trầm mặc một hồi lâu, nhẹ giọng nói. Nhưng mà ta sẽ không làm những chuyện có lỗi với lương tâm của mình, không làm những chuyện có lỗi với công ơn nuôi dưỡng của phụ thân ta. Lúc Trần Anh mang theo Bùi Đông Lai tiến vào nội viện quân khu, Trần Quốc Đào đã sớm đứng ở đó. Trước lầu tướng quân, Trần Quốc Đào đứng chắp tay, ngẩng đầu ưỡn ngực, thân thể thẳng tắp giống như một cây thương. Gió nhẹ thổi lên mái tóc màu hoa dâm, ánh mặt trời chiếu rọi cái khuôn mặt kiên nghị kia, sắc mặt hắn túc mục, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai đang đi theo sau Trần Anh. Đón nhận ánh mắt sắc bén như dao găm kia của Trần Quốc Đào, Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy ánh mắt kia giống như bị một bảo kiếm sắc bén, có thể đem ngươi đâm thủng, đồng thời, trong lòng lại hiện lên một cái ảo giác luận về giá trị võ lực. Bùi Đông Lai cảm thấy cho dù là chiến sĩ bình thường cũng có thể quật ngã Trần Quốc Đào, nhưng mà Trần Quốc Đào chỉ đứng ở nơi đó nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác không thể chiến thắng được. Hơi suy tư, Bùi Đông Lai liền hiểu được, loại ảo giác này phát ra không phải bởi vì áp bách của Trần Quốc Đào thân là cấp trên, mà nguyên nhân là ở Trần Quốc Đào thân là một người lão quân nhân, trong xương tủy kế thừa phần tinh thần không sợ chết kia. Chẳng bao lâu sau, ở trên lãnh thổ của chúng ta có rất nhiều người giống như Trần Quốc Đào có tinh thần cách mạng đi tiên phong, dùng dao găm với súng trường, dám xách cái đầu lúc cái bô liều mạng với địch, đánh bại tiểu quỷ tử có phi cơ với đại pháo, đánh cho tiểu quỷ tử chạy trở về chỉ có mỗi cái băng vệ sinh quấn mông trở về đảo nhỏ của bọn chúng. Vãi bọn khựa, 220. Sau khi hiểu được điểm này, ánh mắt của Bùi Đông Lai nhìn về Trần Quốc Đào hiện lên vẻ sùng kính, lúc bước đi, hoàn toàn dựa theo bộ dạng quân nhân. Ngẩng đầu ưỡn ngực, nhịp bước trầm ổn có lực. Trần gia gia. Rất nhanh, dưới ánh nhìn chăm chú của Trần Quốc Đào, Bùi Đông Lai từng bước đi tới trước mặt Trần Quốc Đào, cúi người chào vấn an. Không trả lời, trả lời Bùi Đông Lai chính là một cái thủ đao. Bù. Kèm theo một tiếng xé gió, người cảnh vệ viên trung cương vốn đứng ở phía sau Trần Quốc Đào, tựa như một con báo săn, ngay tại chỗ nhảy lên, hóa thủ vi đao, chém về phía cổ Bùi Đông Lai. Nhận thấy được trung cương xuất thủ, Trần Anh hơi ngẩn ra một lúc, sau đó trong nháy mắt hiểu được dụng ý kia, cũng không có lo lắng gì mà là bình tĩnh nhìn Bùi Đông Lai hóa giải như thế nào. Không thể không nói, trung cương từng là một thành viên đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh mặc dù bị năm tháng mang đi tuổi thanh xuân, nhưng mà thân thủ vẫn có chút rất cao, chẳng những hắn xuất thủ nhanh như thiểm điện, hơn nữa chọn thời cơ red eye cũng rất khá, đó chính là lúc Bùi Đông Lai khom lưng. Kể từ đó, là có thể đánh cho Bùi Đông Lai trở tay không kịp. Đối với cao thủ ám kính mà nói, bọn họ có thể thông qua khí huyết của đối thủ phán đoán lộ tuyến công kích của đối thủ, sau đó làm ra kế sách ứng phó. Hôm nay Bùi Đông Lai đã cũng bước vào cảnh giới ám kính nhập môn, đang tiến lên ám kính đỉnh phong, hơn nữa lực cảm ứng so với cao thủ ám kính bình thường thì mạnh hơn nhiều. Đối với lần này, trong nháy mắt lúc đồng cương ra tay, Bùi Đông Lai liền cảm ứng được. Hô! Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Trần Quốc Đào cùng Trần Anh, cước bộ của Bùi Đông Lai không có di chuyển mà hơi nghiêng thân thể một chút, làm cho thủ đao của đồng cương chém vào khoảng không. Hô! Một kích không trúng, đồng cương cũng không dừng lại, thủ đao chém ra đột nhiên ngừng lại, mà chém về phía cổ Bùi Đông Lai. Đột nhiên Bùi Đông Lai khẽ cong eo, dễ dàng tránh thoát, làm cho thủ đao của đồng cương lướt qua đỉnh đầu. Tinh quang trong mắt đồng cương chợt lóe. Ngay tại lúc hắn biến thủ đao thành chảo, năm ngón tay liền mở ra, hướng về phía đỉnh đầu Bùi Đông Lai rồi hung hăng chụp xuống, thanh thế kinh người, không để lọt lối thoát nào. Vèo. Đối mặt với một chảo này của đồng cương, thân thể Bùi Đông Lai phảng phất như một cái lò xo, đầu tiên là hướng về sau hướng lên, đợi một chảo này của đồng cương chụp vào khoảng không, sau đó thân thể trong nháy mắt khôi phục tại chỗ, cước bộ thủy chung không di chuyển. Thủ trưởng. Ta cùng với hắn có chênh lệch quá lớn. Lấy Bùi Đông Lai không di chuyển một bước làm điều kiện tiên quyết, liên tục ba chiêu thất bại, trung cương cũng không có tiếp tục phát động công kích, mà là mang theo vài phần tự trách hồi báo với Trần Quốc Đào. Ông nội, mới vừa rồi ở Ngưu Thủ Sơn bằng vào sức một mình mà huyết tẩy đám lính đánh thuê kia. Nghe được lời nói của trung cương, không đợi Trần Quốc Đào tỏ thái độ, Trần Anh cười khổ nói. Ông hoàn toàn không cần thiết tiến hành khảo nghiệm đối với hắn. Bá! Nghe được lời nói của Trần Anh, sắc mặt trung cương đột nhiên biến đổi bằng vào lần giao thủ vừa rồi, hắn đoán được Bùi Đông Lai rất mạnh, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới rằng Bùi Đông Lai có thể bằng vào sức một mình huyết tẩy dòng binh đoàn Siberia tiếng tăm lừng lẫy trong giới lính đánh thuê.
không riêng gì Trung Cương không nghĩ tới, Trần Quốc Đào cũng không nghĩ tới, trên mặt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, trong con ngươi tinh quang đại thịnh, toát ra tia sáng hưng phấn. Tiểu tử, sau này thấy ta không cần cúi người chào, chỉ cần chào thôi. Mặc dù trong lòng hết sức vui mừng, chỉ là Trần Quốc Đào vẫn nghiêm mặt dạy dỗ, thanh âm tục tằng. Rõ, Trần gia gia. Trong lòng Bùi Đông Lai dở khóc dở cười, bất quá vẫn là dựa theo yêu cầu của Trần Quốc Đào, chào. Đi theo ta. Trần Quốc Đào thấy Bùi Đông Lai làm ra động tác chào thì ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai nhu hòa hơn một chút, vừa nói liền xoay người dẫn đầu đi vào đại viện. Thấy một màn như vậy, Trần Anh cùng Trung Cương liếc mắt nhìn nhau cũng không đi lên, mà tùy ý để một mình Bùi Đông Lai đi theo phía sau Trần Quốc Đào. Tiến vào biệt thự, Trần Quốc Đào trực tiếp đi vào thư phòng, ngồi ở trước bàn đọc sách, rút ra một điếu thuốc lào rồi châm lửa hút. Tiểu tử, Tiểu Anh nói với ta rằng cậu rất mạnh, mặc dù cậu ta không nghi ngờ lời nói của nó, lại nghĩ tự mình nghiệm chứng một chút cho nên mới có màn dò xét vừa rồi. Sương khói vần quanh khuôn mặt của Trần Quốc Đào, Trần Quốc Đào trầm giọng nói. Ta không thể không thừa nhận, màn biểu hiện vừa rồi của cậu để cho ta nhìn với cặp mắt khác. Thân thể Bùi Đông Lai đứng nghiêm, không có lên tiếng. Ta đã đáp ứng Tiểu Anh, đồng ý để cậu gia nhập đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh. Trần Quốc Đào dừng lại một chút rồi nói tiếp. Bất quá, ta còn muốn nghe một chút ý kiến của cậu nếu như cậu không muốn gia nhập, lão tử cũng không có ép cậu, trên đời này không chỉ có một mình cậu mới thích hợp làm quân nhân đặc chủng. Chẳng biết tại sao, nghe được nửa sau câu nói của Trần Quốc Đào, khóe miệng Bùi Đông Lai hiện ra một nụ cười. Nhận thấy được khóe miệng Bùi Đông Lai nở nụ cười, Trần Quốc Đào biết kế sách bị nhìn thấu, nét mặt già nua có chút nóng lên, nghiêm mặt quát lên. Chẳng lẽ cậu cho rằng lão tử không hù dọa được cậu ư? Cảm ơn Trần gia gia. Bùi Đông Lai trả lời một nẻo, một lần nữa chào Trần Quốc Đào. Học nhanh đó. Khóe miệng Trần Quốc Đào hiện lên một nụ cười, lại suy nghĩ một chút nói. Tiểu Anh nói cho ta nguyện vọng của cậu, nó hỏi ta, nếu như cậu có thể đoạt được chức vô địch khi luận võ bộ đội đặc chủng cả nước thì vào lúc quan trọng nhất có ủng hộ cậu không? Lão tử là một người thô hào. Không thích chơi những trò chính trị kia, bản thân mình có bao nhiêu cân lượng, ta rất rõ ràng. Nơi như thế, nếu cậu muốn kết hôn với tiểu cô nương Tần gia kia lúc nhà họ biết chuyện này, lão tử cho dù có ra mặt cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trần Quốc Đào nghiêm mặt nói. Bất quá, ở các chuyện khác, chỉ cần cậu không làm chuyện thương thiên hại lý, chỉ cần cậu chiếm được đạo lý, lời nói của lão tử sẽ có tác dụng. Bùi Đông Lai muốn nói lại thôi. Tạm thời không cần nói cảm ơn với lão tử cũng không cần, lão tử chẳng qua là muốn hỏi một câu thôi, có thể vô địch được hay không? Trần Quốc Đào không đợi Bùi Đông Lai mở miệng, liền nghiêm mặt hổ, trầm giọng hỏi. Báo cáo thủ trưởng, có thể. Bùi Đông Lai trả lời. Trần Quốc Đào lớn giọng nói. Nói lớn hơn một chút cho lão tử. Có thể. Tốt. Tốt cục Trần Quốc Đào cũng đem vẻ hưng phấn cùng vui sướng lộ ra trên mặt. Tiểu tử, mặc dù năng lực của lão tử có hạn, không thể giúp cậu lấy được cô bé Tần gia kia nhưng chỉ cần cậu giúp lão tử đoạt chức vô địch, lão tử bảo đảm tìm cho cậu một chỗ dựa vững chắc tốt hơn cả ta. Trong lòng Bùi Đông Lai vừa động, trong nháy mắt hắn liền hiểu rõ ám chỉ trong lời nói của Trần Quốc Đào. Chấm chấm. Tử Kim Sơn Trang tọa lạc ở nơi có phong cảnh xinh đẹp nhất tại vùng Trung Sơn, gần với sân gôn Trung Sơn 27. Cách núi với khu nghỉ dưỡng vẻn vẹn 30 phút đồng hồ chạy xe. Khách sạn cũng chiếm diện tích 12.000 mét vuông, diện tích của hồ đạt 2.100 mét vuông. Cả Giang Ninh này chỉ có duy nhất một nhà có được Tử Kim Sơn Trang vừa ngắm được cảnh hồ cảnh núi vừa có khách sạn xa hoa cấp 5 sao. Bên trong Sơn Trang, 10 tòa tiểu lâu trong suốt như ngọc thạch nằm tán lạc trong khung cảnh yên tĩnh tươi đẹp, đường đi vắng vẻ, không gian tràn ngập hơi thở tự nhiên, gấm lăng nghịch nước, điểu ngữ hoa hương. Lúc trước Dương Sách tham gia vụ bắn nhau ở Ngưu Thủ Sơn, bởi vì biết được Phong Diệp lẻn vào Giang Ninh, vì tránh bị ám sát cho nên hắn đến ở tại Tử Kim Sơn Trang. Lúc buổi trưa, Dương Sách đứng ở sân thượng căn biệt thự số 6, có thể nhìn được khung cảnh bên ngoài cùng mùi hương từ hồ cho người ta cảm giác thật thoải mái. Nhưng mà, đối mặt với cảnh đẹp như thế, Dương Sách lại không có một chút tâm tư thưởng thức nào, ngược lại chân mày hắn cau lại hình chữ xuyên, vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì không cách nào thừa nhận được sự vũ nhục của Bùi Đông Lai gây cho hắn ở Đông Hải,
bởi vì sợ Bùi Vũ Phu sẽ xuất thủ đối phó hắn, hắn bí qua hóa liều lựa chọn hợp tác cùng Nạp Lan Minh Châu, hơn nữa còn tự cho là mình thông minh, thông qua quan hệ sai phụ tá đắc lực Vương Hùng liên lạc với dòng binh đoàn Siberia, tính toán mượn tay dòng binh đoàn Siberia để diệt trừ Bùi Đông Lai. Lý tưởng rất phong phú, thực tế lại rất phũ phàng. Dương Sách không nghĩ tới Bùi Đông Lai có thể sống sót trong sự mai phục cẩn thận của dòng binh đoàn Siberia, càng là không nghĩ đến một người ghét ác như cừu như Trần Anh chẳng những không có gây phiền toái cho Bùi Đông Lai, hơn nữa còn bảo vệ cho Bùi Đông Lai. Hết thảy chuyện này làm cho tâm tình vô cùng phiền não, càng nhiều hơn là cảm giác hoảng sợ bất an. Reng, reng. Đột nhiên, thanh âm điện thoại di động kêu lên phá vỡ cảnh hồ an tĩnh trên sân thượng, trong lòng Dương Sách vừa động. Vội vàng xoay người đi tới bên cạnh chiếc bàn đặt ở giữa sân thượng, một tay nhấc điện thoại di động lên. Em giúp anh tìm hiểu rồi, tên thanh niên gọi là Bùi Đông Lai kia đúng là bị Trần Anh mang về quân khu. Hơn nữa, nghe nói Trần Quốc Đào muốn cho cái tên kia gia nhập đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh. Điện thoại vừa chuyển, trong tai nghe truyền ra thanh âm một nữ nhân, thanh âm này đối với Dương Sách mà nói thì hết sức quen thuộc. Chủ nhân của thanh âm này chính là vợ của hắn, Hầu Bình. Lộp bốp, ngạc nhiên nghe được lời nói của Hầu Bình, trong lòng Dương Sách run lên, hô hấp nhất thời trở nên dồn dập. Anh làm sao vậy? Nhận thấy được hô hấp của Dương Sách có chút dồn dập, đầu bên kia điện thoại, Hầu Bình đang ở đại viện quân khu như nghĩ tới điều gì, hỏi. Em vừa mới nghe nói hôm nay ở Ngưu Thủ Sơn xảy ra chuyện lớn, hình như thanh niên gọi là Bùi Đông Lai kia bị đánh chặn đường. Dương Sách, chuyện này không có liên quan gì với anh đấy chứ? Thanh âm vừa dứt, đột nhiên Hầu Bình bị cái ý niệm trong đầu làm nàng sợ hết hồn. Thân là con gái của Hầu Đông Bình thì nàng cũng coi như là một nhân vật lớn trong đại viện quân khu, tự nhiên rõ ràng Trần Anh từng thân là một thành viên của Long Nha và cũng biết Trần Anh có địa vị như thế nào trong lòng Trần Diêm Vương Trần Quốc Đào. Theo nàng xem ra, đột nhiên trong lúc này Trần Quốc Đào lại cho Bùi Đông Lai gia nhập đại đội đặc chủng quân khu, tuyệt đối là có liên quan đến Trần Anh. Ở dưới dạng tình hình này, nếu là chuyện tình ở Ngưu Thủ Sơn có liên quan tới Dương Sách, hoặc là nói do một tay Dương Sách bày ra, như vậy hậu quả thì nàng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Hầu Bình chỉ có thể nghĩ tới đó, không thể nghĩ đến toàn bộ sự việc. Vốn là sau khi kế hoạch của Dương Sách thất bại thì hắn cảm thấy sợ hãi đối với lửa giận của cha con Bùi gia. Hiện giờ từ trong miệng vợ mình là Hầu Bình biết được Bùi Đông Lai đã dựa được trên ngọn núi lớn Trần gia. Việc này liền khiến cho hắn nhảy dựng lên thiếu chút nữa thì nói ra toàn bộ sự việc. Không có, anh chỉ là hỏi giúp người khác mà thôi. Mặc dù trong lòng sợ muốn chết, nhưng Dương Sách cũng không có nói thật với Hầu Bình, mà là thuận miệng nói dối. Không có là tốt rồi. Nghe được Dương Sách trả lời, Hầu Bình thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt Dương Sách âm u bất an. Tốt lắm, Tiểu Bình, anh có chút chuyện, gặp lại em sau. Thanh âm vừa dứt, Dương Sách trực tiếp cúp điện thoại. Reng, reng. Dương Sách vừa mới ấn phím kết thúc trò chuyện, tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên. Nhìn trên màn hình biểu hiện ba chữ Ngưu Chí Quân, mặc dù Dương Sách tâm phiền ý loạn nhưng nhớ tới đối phương từng ở thời điểm mấu chốt ra tay giúp đỡ mình cho nên hắn liền bắt máy. Dương Sách, cậu đã hỏi được chưa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lo lắng trong lòng Ngưu Chí Quân cũng không ít hơn so với Dương Sách bao nhiêu, thế cho nên khi điện thoại vừa được chuyển không đợi Dương Sách mở miệng, liền hỏi trước. Hỏi rồi. Sắc mắt Dương Sách có chút trắng bệch đáp. Trần Quốc Đào muốn cho tên tiểu tử kia gia nhập đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh. Cái gì? WTF? Đầu bên kia điện thoại, Ngưu Chí Quân mới vừa kết thúc hội nghị, ngồi xe trở về, nghe được lời nói của Dương Sách thì thiếu chút nữa nhảy dựng lên. 3. Lần này, Dương Sách không có nói cái gì nữa, mà là trực tiếp cúp điện thoại. Bởi vì, hắn biết, chuyện cho đến bây giờ, Ngưu Chí Quân căn bản không giúp được gì cho hắn, ngược lại Ngưu Chí Quân cùng với hắn đều giống như cá nằm trên thất chờ phụ tử Bùi gia tới làm thịt. Cúp điện thoại, đầu tiên Dương Sách đốt một điếu thuốc lá, hung hăng rít mạnh. Nicotine vào phổi, lo lắng trong lòng hắn cũng không có giảm bớt nửa phần, ngược lại, bởi vì nguyên nhân quá sợ hãi. Tay phải của hắn kẹp điếu thuốc giống như bị điện giật, không thể khống chế được mà run lên, sắc mặt lại trắng bệch thêm vài phần. Hô! Mười mấy giây đồng hồ sau, Dương Sách hung hăng phun ra một ngụm sương khói, đem nửa đoạn tàn thuốc còn lại bóp tắt, sau đó lấy ra điện thoại di động,
bấm số điện thoại của Nạp Lan Minh Châu. Đô, đô, thật xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận. Bấm điện thoại, nhưng không liên lạc được với Nạp Lan Minh Châu, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Con gái điếm. Dương Sách tức giận trong lòng không nhịn được mắng một tiếng. Không liên lạc được với Nạp Lan Minh Châu, Dương Sách không cam lòng, lại bấm số điện thoại của Lâm Tường. Đô, đô, thật xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi vĩnh viễn không liên lạc được, xin quý khách vui lòng hẹn kiếp sau. Cùng với lúc vừa rồi gọi điện thoại cho Nạp Lan Minh Châu giống nhau, Lâm Tường cũng không liên lạc được, điện thoại trên tay hắn trực tiếp rớt xuống đất. T. Dương Sách thiếu chút nữa bị tức đến ngất đi, phải biết rằng. Sở dĩ hắn đắc tội Bùi Đông Lai, chứ nguyên nhân chinh phục Liễu Nguyệt Gia thì phần rất lớn chính là muốn ra mặt giúp Hà Hoa cậu em vợ của Lâm Tường. Tức giận thì tức giận, trong lòng Dương Sách cũng rất rõ ràng, hắn và Nạp Lan Minh Châu cũng được, Lâm Tường cũng được, cũng chỉ là đồng minh dựa trên lợi ích. Khi không có cùng chung lợi ích, quan hệ của bọn họ cùng người đi đường cũng không có gì khác nhau, huống chi hiện tại hắn sắp gặp phải tai nạn. Không cách nào liên lạc được với Nạp Lan Minh Châu cùng Lâm Tường, một tia may mắn cuối cùng trong lòng Dương Sách bị nghiền nát, hắn run rẩy tìm số điện thoại nghĩa phụ Dương Viễn của hắn, nhưng lại chậm chạp không dám bấm. Bởi vì hắn không biết nên giải thích như thế nào với Dương Viễn. Hắn cấu kết với lính đánh thuê nước ngoài là đã đủ cho Dương Viễn phải giận dữ rồi, huống chi hắn còn sắp đối mặt với lửa giận của phụ tử Bùi gia. Cuối cùng, Dương Sách không có bấm số điện thoại của Dương Viễn, mà là tức giận tới mức ném điện thoại di động vào trong hồ. Giờ khắc này, đột nhiên hắn cảm giác được, thế giới to lớn này nhưng lại không có chỗ cho hắn dung thân. Dương Sách không dám gọi điện thoại cầu cứu Dương Viễn và Hầu Đông Bình. Lúc này, Nạp Lan Minh Châu đang ở khách sạn Hilton Giang Ninh cũng là sau khi biết được kế hoạch thất bại thì liền báo ngay cho Diệp Tranh Vanh. Biết được tin tức kế hoạch thất bại, Diệp Tranh Vanh không có giận dữ, cũng không có trách cứ nàng, chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu tôi biết rồi, sau đó liền cúp điện thoại. Bởi vì Diệp Tranh Vanh không có trách cứ, trong lòng Nạp Lan Minh Châu nhẹ đi. Phần mất mát cùng khó chịu trong lòng cũng bị hòa tan đi nhiều. Theo nàng xem ra, chỉ cần nàng không có bị Diệp Tranh Vanh vứt bỏ, như vậy Bùi Đông Lai cũng không dám động tới một đầu ngón tay của nàng. Đồng thời, nàng tin tưởng lấy thủ đoạn cùng năng lực của Diệp Tranh Vanh và Diệp gia ở nước Cộng Hòa thì cũng sẽ có một ngày có thể đùa chết Bùi Đông Lai. Dương Sách à Dương Sách, nếu lúc trước mày giác ngộ một chút thì lúc này ta đã giúp mày rồi. Nhẹ nhàng mà để điện thoại di động đặt ở trên bàn trà. Nạp Lan Minh Châu khinh thường cười nói. Két. Nạp Lan Minh Châu vừa dứt lời, kèm theo một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị đẩy ra, một gã đại hán vóc người khôi ngô tiến vào gian phòng, cung kính cúi người chào Nạp Lan Minh Châu. Tiểu thư, chuyến bay xế chiều nay đã hết vé rồi, chỉ có vé máy bay lúc 10 giờ tối thôi, cô xem là buổi tối đi, hay là sáng mai đi. Đặt vé máy bay tối nay. Nạp Lan Minh Châu dùng một loại giọng nói không thể nghi ngờ. Ở Giang Ninh này đã không có bất kỳ ý nghĩa nào. Vâng. Trước tiên tên hộ vệ của Nạp Lan Minh Châu trả lời một câu sau đó khom người từ từ thối lui ra khỏi gian phòng, thái độ có thể nói là vô cùng cung kính. Đối với hết thảy chuyện này, Bùi Đông Lai cũng không biết. Sau khi hắn và Trần Quốc Đào kết thúc cuộc nói chuyện thì liền cùng Trần Anh cùng nhau phụng bồi Trần Quốc Đào dùng bữa trưa. Trong bữa cơm, Trần Quốc Đào hứng chí giạt rào. Cùng Bùi Đông Lai với Trần Anh nói về chuyện tình xuất binh đánh giặc ở phía Nam năm đó, hơn nữa, càng nói càng kích động, cuối cùng trực tiếp thừa dịp khó có được thời gian nghỉ ngơi nên muốn vào lúc xế chiều dẫn Bùi Đông Lai đi bắn súng. Cho nên, hai người Bùi Đông Lai, Trần Anh đành phải phụng bồi Trần Quốc Đào đến một bãi súng trường ở quân khu Giang Ninh bắn súng cả buổi trưa. Mà sau khi Bùi Đông Lai tùy ý phô bày một chút thuật bắn súng, ánh mắt của Trần Quốc Đào nóng rực nhìn về phía hắn cảm giác kia hận không được lập tức mang theo Bùi Đông Lai đi tham gia cuộc tỷ võ bộ đội đặc chủng cả nước. Lúc mặt trời chiều chiều dần rơi xuống đỉnh núi, bởi vì Trần Quốc Đào phải dự một hội nghị qua điện thoại truyền hình cho nên hắn cùng với cảnh vệ viên rời đi trước, bất quá trước lúc rời đi nói cho Bùi Đông Lai, ngày mai sẽ tự mình đem Bùi Đông Lai đi tới trại huấn luyện đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh. Ông nội của ta đời này nằm mộng cũng muốn binh lính của mình có thể đạt được chức vô địch trong cuộc tỷ võ bộ đội đặc chủng cả nước. Sau khi Trần Quốc Đào rời đi, Trần Anh mang theo Bùi Đông Lai rời khỏi trường bắn, thuận tiện giải thích cho Bùi Đông Lai. Reng, reng. Bùi Đông Lai vốn là muốn nói cái gì nhưng lại nhận thấy được điện thoại di động rung lên,
vừa lấy ra nhìn thì phát hiện người gọi đúng là Quý Hồng cho nên hơi áy náy nhìn Trần Anh một cái. Xin lỗi, Trần tỷ, ta phải nghe điện thoại một chút. Trong lòng Trần Anh mơ hồ đoán được cái gì nhưng không nói gì, mà là tăng nhanh cước bộ dẫn đầu rời khỏi trường bắn kia. Lão bản thân ái của ta, nghe nói cậu chẳng những thu phục xong lãnh diện Diêm La Trần Cảnh Hoa hơn nữa lại thuận tiện thu phục xong gia gia của nàng Trần Diêm Vương. Ta bội phục cậu quá nha. Điện thoại vừa chuyển, Quý Hồng liền dùng một loại giọng nói nũng nịu chế giễu hắn. Sự tình như thế nào? Bởi vì đánh một trận ở Ngưu Thủ Sơn, chẳng những làm cho thành viên huyết sát toàn quân bị diệt, lại làm cho 2/3 thành viên phong diệp táng mạng hoàng thuyền, Bùi Đông Lai đối mặt với chế giễu của Quý Hồng cũng không có cợt nhả, mà là trầm giọng hỏi. Phảng phất có thể cảm nhận được sát ý lạnh lẽo ẩn chứa trong giọng nói của Bùi Đông Lai, Quý Hồng thu liễm nụ cười trên mặt, giọng nói cũng trở nên băng lãnh. Dựa theo yêu cầu của cậu thì ta bắt được Vương Hùng, hơn nữa từ trong miệng Vương Hùng biết được hết thảy tin tức. Sở dĩ Dương Sách dám đùa với Lử, là bởi vì hợp tác cùng một nữ nhân tên là Nạp Lan Minh Châu, mà người đàn bà kia nghe nói là đại hồng nhân bên cạnh Diệp gia Diệp Tranh Vanh. Nạp Lan Minh Châu. Nghe được cái tên này, Bùi Đông Lai đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trầm giọng hỏi. Đã tra ra vị trí cụ thể của Dương Sách cùng Nạp Lan Minh Châu chưa? Dương Sách ở trong biệt thự số 6 Tử Kim Sơn Trang, Nạp Lan Minh Châu ở phòng tổng thống của khách sạn Hilton. Hiện tại cô lập tức dẫn người đi khách sạn Hilton trông chừng Nạp Lan Minh Châu. Bùi Đông Lai hơi trầm ngâm, nheo mắt lại, giọng nói lạnh lẽo nói. Trước lúc ta tới khách sạn Hilton cho dù Thiên Vương lão tử tới, tuyệt đối cô cũng không thể để nàng rời khách sạn nửa bước. Chấm chấm. Màn đêm buông xuống, ánh đèn màu rực rỡ, đèn đuốc trong Tử Kim Sơn Trang sáng trưng, ánh đèn sáng như ngọc, quang ba lăn tăn trên mặt hồ như ẩn như hiện. Dưới màn đêm, một chiếc Passat có rèm che dừng lại ở bãi đậu xe của Tử Kim Sơn Trang, sau khi ô tô dừng lại, một nam nhân trung niên xuống xe, bước nhanh tới biệt thự số 6 trong Sơn Trang. Trong bóng đêm, nam nhân trung niên không có đi thưởng thức cảnh đêm mê người, ngược lại khuôn mặt hắn lộ ra vẻ hết sức nghiêm túc, bước chân hơi có vẻ lo lắng. 5 phút sau, nam nhân trung niên đã tới cửa biệt thự số 6. Cửa biệt thự, thân là hộ vệ của Dương Sách thì Trần Bưu nhìn thấy nam nhân trung niên đi tới, không dám lên tiếng, mà là cúi đầu, khom lưng nghênh đón, không dám thở mạnh trước người này. Dương Sách đâu? Nam nhân trung niên trầm giọng hỏi. Dương thư ký, lão bản ở bên trong. Đối mặt với Dương Viễn, Trần Bưu không dám gọi Dương Sách là Dương gia. Nghe được Trần Bưu trả lời thì Dương Viễn không có nói gì nữa, trực tiếp tiến vào biệt thự. Trong đại sảnh biệt thự, Dương Sách ngồi ở trên ghế salon, trong tay đang kẹp một điếu thuốc lá, nhưng mà không có hút, hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Sương khói bao phủ cả đại sảnh, trước người Dương Sách là cái gạt tàn bên trong chất đầy tàn thuốc, trong đó phần lớn cũng chỉ hút được một nửa. Dưới ánh đèn, sắc mặt Dương Sách có chút trắng bệch, hai mắt mơ hồ đỏ lên, cả người giống như là một bệnh nhân thất hồn lạc phách. Tiến vào biệt thự, nhìn thấy sương khói bao phủ đại sảnh lại thấy Dương Sách giống như là người mất hồn, trong nháy mắt chân mày Dương Viễn nhíu lại với nhau, không nhịn được quát lên. Xem con kìa, còn ra hình dạng gì nữa không? Bên tai vang lên lời nói của Dương Viễn, Dương Sách theo bản năng quay đầu, mờ mịt nhìn Dương Viễn một cái, cặp mắt vốn ảm đạm kia liền trở nên sáng ngời, sau đó trực tiếp đứng lên khỏi ghế salon, giọng nói khàn khàn. Cha! Không trả lời, Dương Viễn nhướng mày, mặt lạnh cất bước đi tới chiếc ghế salon. Bởi vì biết tính nghiêm trọng của sự tình, bởi vì nhìn ra Dương Viễn đang tức giận cho nên Dương Sách không dám ngồi xuống mà là cúi đầu, giống như một hài tử đã làm sai chuyện gì. Tại sao trước đó không thông báo với ta? Rất nhanh, Dương Viễn đi tới trước người Dương Sách, lạnh lùng hỏi. Con! Dương Sách biết Dương Viễn hỏi chính là chuyện tình thuê lính đánh thuê chặn đường Bùi Đông Lai. Hắn há mồm ra nhưng lại không biết trả lời như thế nào. Bốp! Dương Viễn thấy thế, tức giận tới mức vung tay tát cho một phát. Cái bạt tai vang dội. Dương Sách bị một tát vào mặt thiếu chút nữa ngã xuống trên ghế salon. Chuyện lớn như vậy, con không cùng ta thương lượng cũng thôi, lại cấu kết với lính đánh thuê nước ngoài, đầu con chỉ để cho lừa nó đá thôi sao? Thấy Dương Sách không dám thở mạnh, Dương Viễn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Dương Sách không có lau đi vết máu ở khóe miệng, mà là cúi đầu, lo lắng không thôi nói. Thật xin lỗi, cha.
bởi vì nhi tử ruột thịt năm xưa chết non, kể từ sau khi Dương Viễn thu Dương Sách làm nghĩa tử thì hắn vô cùng yêu thương Dương Sách, chưa từng có động một ngón tay với hắn, hơn nữa cũng chưa bao giờ trách cứ hay mắng mỏ gì. Lúc này, một lần nữa nghe được Dương Sách hô lên tiếng cha thì trong lòng Dương Viễn mềm nhũn, cơn tức giận trong lòng cũng tiêu tán không ít, nặng nề thở dài một hơi, nói. Chuyện tình con cấu kết lính đánh thuê nước ngoài có bị người khác biết không? Trừ con ra, chỉ có Nạp Lan Minh Châu, Lâm Tường, Ngưu Chí Quân, Trần Bưu cùng Vương Hùng biết. Dương Sách thành thật trả lời. Vương Hùng đâu? Dương Viễn hơi trầm ngâm, hỏi. Liên, không liên lạc được. Giọng nói Dương Sách run rẩy, hiển nhiên, hắn cũng biết, vào lúc này không liên lạc được với Vương Hùng là có ý nghĩa như thế nào. Con! Nghe được Dương Sách trả lời, Dương Viễn giận đến nỗi giương tay lên một lần nữa, nhưng mà không có tát cho phát nữa, mà là bàn tay dừng lại ở trên không. Bởi vì, hắn nhận thấy phía cửa truyền đến tiếng bước chân. Lão Dương, chuyện tình đã đến nước này rồi, cho dù ông có đem hắn giết đi cũng không làm nên chuyện gì. Việc trước mắt là phải nghĩ biện pháp xử lý chuyện này thế nào đi. Hầu Đông Bình bước vào cửa thấy Dương Viễn làm ra bộ dáng muốn đánh Dương Sách thì hung hăng trừng mắt nhìn Dương Sách một cái, sắc mặt khó coi nói. Bên tai vang lên lời nói của Hầu Đông Bình, Dương Viễn thu tay lại, thở dài, không nói gì. Cha! Trước tiên Dương Sách liền chào hỏi Hầu Đông Bình. Bởi vì bị Nạp Lan Minh Châu cùng Lâm Tường đem con bỏ trợ, Dương Sách cùng đường nên chỉ có thể đem Dương Viễn cùng Hầu Đông Bình trở thành cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Ở dưới dạng tình hình này, ngay cả khi hắn biết Hầu Đông Bình đáp ứng đem nữ nhi gả cho hắn, là bởi vì coi trọng quan hệ của hắn và Dương Viễn, mà không phải là thưởng thức hắn, nhưng hắn vẫn là biểu hiện đủ tôn kính đối với Hầu Đông Bình,